thái cổ thần vương chương 1182. Tử đế đòi người, thanh huyền tiên vực vô biên vô hạn, nhân vật tiên đế mới là bá chủ một phương, nhân vật tiên vương mới có khả năng tính là cường giả, nhân vật tiên đài mới xem như bước lên con đường cường giả chân chính. Về phần thiên tượng, đều là thế hệ thanh niên của võ đài, nếu lớn tuổi vẫn ở cảnh giới thiên tượng, thành tựu lại có hạn, gần như là không thể bước lên con đường trở thành cường giả, dù có thể bước vào tiên cảnh giới, thiên tượng cảnh phóng tầm mắt khắp vô vàng tiên vực, chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc, căn bản không thấy chút nào. Tuy Tần Vấn Thiên ở hoàng cung của trường thanh tiên quốc nhất lên sóng gió không nhỏ, nhưng ở toàn bộ tiên vực, hắn vẫn chỉ là một phần tử bé nhỏ không đáng kể, rất ít người có thể quan tâm đến hắn. Bởi vậy, đám người Tần Vấn Thiên bế quan, đối với toàn bộ tiên vực, căn bản cũng sẽ không gây ra chút chấn động nào. Thế giới tiên vực vẫn gió nổi mây trôi, cá lớn nuốt cá bé, mỗi ngày đều có cường giả ở các cảnh giới khác nhau sinh ra hoặc ngã xuống có một việc gây nên chấn động không nhỏ đó là một vị đỉnh cấp tiên đế của tiên vực tử đế hắn dẫn đầu cường giả đánh vạn ma đảo khiến tiên vực chấn động tiên ma đại chiến nghe đồn tử đế báo thù thay con ấu tử của hắn tử đạo dương lúc ở đế thành cổ bị một vị hậu bối của vạn ma đảo giết chết nhưng vạn ma đảo sao lại có thể dễ dàng đánh vào như vậy đó là nơi tập trung ma tu cường đại nhất của tiên vực có vô số ma môn, một cuộc tàn sát xảy ra, một ít nhân vật đỉnh cấp của ma đế đều vô cùng đáng sợ, dù là tử đế cũng chỉ có thể tổn thương lông tóc bọn họ. Tuy vạn ma đảo hỗn loạn có vô số giết chóc cướp đoạt xảy ra, nhưng bọn họ lại không đồng ý để nhân vật tiên đế của hứa tiên vực đặt chân vào lãnh địa bọn họ, đây là mệnh lệnh đứng đầu vạn ma. Ngày này, tử đế vẫn phái người tới trường thanh hoàng cung của tiên quốc, đến đây bái kiến trường thanh đại đế, đại đế tự mình tiếp kiến. Trong đế cung đại điện, không ít nhân vật vương hầu đều ở đây, bên ngoài đại điện có bóng dáng nhóm người chậm rãi bước đến, cũng là nhân vật phi phàm, tất cả đều ở cấp bậc cường giả tiên vương, không có ngoại lệ, nhất là vị cường giả tiên vương dẫn đầu kia, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, chừng 30, 40 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, ánh mắt của tiên vương trẻ tuổi này thâm thúy đáng sợ, mơ hồ lộ ra một cổ khí chất cường thế bá đạo, cháu tử đạo long bái kiến thúc phụ Trường Thanh người thanh niên cấp tiên vương này nhìn trường thanh đại đế khẽ không người có vẻ hơi khách khí vãn bối bái kiến trường thanh đại đế tất cả mọi người phía sau đều cúi người dù bọn họ là thuộc hạ của tử đế nhưng khi thấy trường thanh đại đế vẫn phải cung kính khách khí hiền chất không cần khách khí sao lại có thời gian rảnh rỗi tới tiên quốc của ta trường thanh đại đế cười nói thúc phụ chắc đã biết ấu đệ đạo dương của ta ở đế thành cổ bị người sát hại theo điều tra người giết đạo dương chính là ma tà của vạn ma đảo, nhưng xếp hạng trên đăng tiên bản của đế thành cổ lại thấy ma tà ở trước đạo dương. Dù bị vượt qua, nhưng thực lực cũng chênh lệch không nhiều, nhất định là bị ám toán, tập kích bất ngờ, lại thêm đạo dương còn có thương tích trong người. Tử đạo long đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, người đánh đạo dương bị thương, theo hiền chất biết, hiện tại đang ở trong hoàng cung tiên quốc của thúc phụ, ngươi nói đến tầng vấn thiên sao. Chuyện này ta cũng biết một ít, tần vấn thiên chính là bạn tốt của tiểu nữ ta nghe nói ở đế thành cổ tần vấn thiên và đạo dương hiền chất công khai đánh một trận đạo dương hiền chất bị đánh cho trọng thương sau đó đạo dương hiền chất bị ám toán giết chết khiến người ta thương tiếc nhưng lúc này hiền chất dẫn chó đánh mèo lên người tần vấn thiên khó tránh khỏi có chút không thích hợp trường thanh đại đế chậm rãi mở miệng trong lòng tiên quốc vương hầu thầm run sợ không ngờ đại đế lại nói thay cho tần vấn thiên thúc phụ và phụ thân ta là là bạn tốt thường xuyên uống rượu luận đạo cùng một chỗ nhưng lại không nghĩ đến thanh nhi muội muội ở đế thành cổ lại cùng đạo dương xảy ra ma sát chuyện này khiến người ta đau lòng nhưng thanh nhi công chúa không thích đạo dương phụ thân và ta đương nhiên cũng sẽ không trách cứ nhưng tần vấn thiên liên quan tới cái chết của đạo dương thúc phụ có thể giao hắn cho ta mang về hay không tử đạo long tiếp tục mở miệng nói chân mày của trường thanh đại đế nhíu lại nói hiền chất dù thế nào thì tần vấn thiên cũng coi như là khách của tiên quốc ta hắn cũng không phải hung thủ sát hại đạo dương hiền chất. Nếu giữa các ngươi có chút ân oán, đợi sau khi tần vấn thiên rời đi tiên quốc các ngươi hãy tự giải quyết với nhau, còn nếu bảo ta trực tiếp giao người cho ngươi, khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng lắm, ý của thúc phụ cháu đã hiểu rõ. Cáo từ, tử đạo long nhìn trường thanh đại đế hơi cúi người, đoàn người lập tức lùi về phía ngoài điện, trường thanh đại đế cũng không có ý muốn giữ lại, tùy đám người tử đạo long rời đi, chỉ mở miệng nói, giúp ta tiễn hiền chất. Dạ, bên ngoài có người nhận lệnh. Không lâu sau, đám người tử đạo Long đã rời khỏi hoàng cung của tiên quốc. Phụ thân, tử đế dám trực tiếp đến hoàng cung của tiên quốc ta đòi người, đúng là càng lúc càng bá đạo. Nhi tử của trường thanh đại đế trực tiếp mở miệng nói. Trường thanh đại đế chính là người đứng đầu tiên quốc, dù tần vấn thiên có phải là người hoàng cung hay không, nếu đã ở tiên quốc hoàng cung thì tử đế trực tiếp tới đây đòi người, lại hơi có vẻ không tôn kính trường thanh đại đế tần vấn thiên tốt xấu gì cũng là thanh nhi công chúa dẫn vào hoàng cung trực tiếp giao cho tử đạo long người khác sẽ nghị luận như thế nào hắn từ trước đến nay vẫn luôn bá đạo như vậy trường thanh đại đế mỉm cười tâm tình ngược lại có chút bình thản không quá để ý đối phương tới đòi ngươi nhưng hắn sẽ không giao tử đế chắc hẳn cũng có thể đoán được đại đế sẽ từ chối mới đúng tại sao còn muốn để tử đạo long đi chuyến này có người cao mày nói tử đạo dương chết hiển nhiên khiến tâm tình của tử đế không thể nào bình tĩnh được, lại thêm không thể tiến công vạn ma đảo, cùng với Thanh Nhi ở đế thành cổ không có thái độ hữu hảo, tử đế đã không bình tĩnh nổi rồi, trường thanh đại đế nhìn về phía không trung. Tuy nói khi đám người hậu bối chiến đấu, trưởng bối sẽ không tham dự, nhưng nếu thật sự có nhân vật đệ tử hay con cháu của đế vương ngã xuống, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy, đại đế. Tử đế có tự mình đến đòi người hay không? Có người lo lắng hỏi tử đế là đỉnh cấp đại đế ở tiên vực có thực lực khả năng ở trên đại đế nếu hắn tự mình ra mặt đế đô cũng không tiện cự tuyệt tần vấn thiên cũng không giết tử đạo dương với thân phận đỉnh cấp tiên đế như hắn cũng không tiện mở miệng nói chuyện này hắn chắc chắn sẽ giao chuyện này cho tử đạo long chịu trách nhiệm đúng là nghiêm túc không ngờ lại giận chó đánh mèo lên người tần vấn thiên trường thanh đại đế lắc đầu nói xúc động tử đạo long cùng với mấy nhân vật tiên vương đã là đặc biệt coi trọng tần vấn thiên này rồi, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, tần vấn thiên đang bế quan đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Hắn cũng không nghĩ tới cái chết của tử đạo dương, sẽ giận chó đánh mèo lên người hắn, đương nhiên đây cũng do tiêu lãnh nguyệt ban tặng, tử đế điều tra cái chết của tử đạo dương, liền tìm ra tiêu lãnh nguyệt ở đế thành cổ. Hận ý của tiêu lãnh nguyệt với tần vấn thiên vẫn không giảm bớt, vì vậy ở trước mặt tử đế liền nói một ít điều bất lợi với tần vấn thiên thậm chí còn có một chút ý gậy bất lợi cho lời nói của thanh nhi vì vậy tử đế mới không để ý đến mặt mũi của cố trường thanh đại đế trực tiếp để tử đạo long đến đây đòi người thời gian trôi qua cực nhanh tất cả chuyện xảy ra bên ngoài đều không có quan hệ gì với tần vấn thiên hắn đã lập tức bế quan hơn hai năm lúc này phủ trường bình công chúa tu luyện trận pháp tài nguyên tu luyện chồng chất như núi đã tiêu hao phân nữa trên người tần vấn thiên có tiên quan chói lòa toàn thân trong suốt lấp lánh da thịt của hắn giống như mới sinh mơ hồ chiếc xạ ra ánh sáng trong cơ thể có năm tòa nguyên phủ trong mỗi tòa nguyên phủ đều có một tòa tiên đài đứng sừng sững tiên quan khủng khiếp cùng loạn vũ động trên bầu trời vẫn không ngừng có lực lượng quy tắc lưu chuyển xuống lực lượng quy tắc này càng lúc càng thuần khiết nhưng dù vậy ngoại trừ vị thân vàng tiên đài bốn tòa tiên đài đều không được tinh thuần như vậy so với thân vàng tiên đài vẫn không đủ hoàn mỹ bởi vì nhiều nguyên phủ không ngờ tiên đài của ta lại khác với những người khác không phải một khối tiên niệm của tần vấn thiên ra đời quan sát trong thân thể người khác luyện tiên đài hoàn chỉnh là lấy lực lượng quy tắc luyện tiên đài dung hợp thành một tòa tiên đài duy nhất tiên đài này đúng là tiên căng nắm giữ lực lượng đáng sợ nhưng hắn lại khác hắn có những nguyên phủ tiên đài khác nhau nên dung hợp chúng lại với nhau thế nào đây dù tiên đài của ta phân biệt rõ ràng như vậy nếu không tạo thành tiên đài hoàng mỹ ta lại luyện lại lần nữa trong lòng tần vấn thiên thầm nghĩ một quy tắc gió bão khủng khiếp tập trung sinh sôi trong cơ thể hắn thân thể hắn lại luyện lại bị chính hắn phá hủy từng chút một muốn khiến tiên đài hoàng mỹ phải chém tiên đài trước hắn luyện tiên đài đã đủ thuần khiết nhưng vẫn không phải tiên đài hoàng mỹ một lực lượng hủy diệt sinh ra trong cơ thể tần vấn thiên Tần Vấn Thiên khẽ cắn môi, hắn tin chính mình có thể thích hợp chém tiên đài hơn những người khác. ầm ầm ầm, thân thể không ngừng bị hủy diệt phá hủy, Tần Vấn Thiên quát lạnh một tiếng, chém. Vừa dứt lời, lực lượng hủy diệt trực tiếp đánh trúng một tòa tiên đài, vô vàng uy lực hủy diệt đồng thời đánh xuống, phá hủy, nghiền nát tiên đài từng chút một. Phục, Tần Vấn Thiên phun ra một nguồn máu tươi, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, loại đau này hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Chém, chém tâm tần vấn thiên vẫn không hề lay động, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể bị phá hủy hủy diệt, cũng may thân thể hắn hoàng mỹ, có thể chịu được, nếu không có luyện lại thể chất cường đại hoàng mỹ, thân thể thật sự sẽ tan vỡ, gào, trong miệng tần vấn thiên phát ra tiếng gào trầm thấp. Khi từng ngọn tiên đài bị nghiền nát, cuối cùng hắn vẫn không có cách nào chịu được luồng đau khổ này, trực tiếp ngất đi, tiếp theo, hắn còn cần lực ý chí cường đại để luyện lại tiên đài, nhưng cũng may tần vấn thiên có năm tòa tiên đài chứ không phải một khối tiên đài kim thân tiên đài của hắn vốn đã hoàn mỹ không cần chém bỏ bởi vậy trong cơ thể hắn vẫn có tiên lực không phải phế hoàn toàn sau khi tần vấn thiên tỉnh lại liền tiếp tục tu hành trong tinh không vũ mệnh tinh thần lực lượng được lưu lại càng thêm thuần túy đó là từng sợi lực quy tắc hoàn mỹ không tì vết chảy vào trong thân thể tần vấn thiên thấm thoát lại nửa năm trôi qua nửa năm qua tần vấn thiên luyện tiên đài, hơn nữa, tất cả các tòa tiên đài đều trong suốt lấp lánh, hoàng mỹ không tì vết, thân thể của tần vấn thiên càng hoàng mỹ, ánh sáng quanh thân vô cùng rực rỡ, thân thể ngồi xếp bằng giống như đứa bé sơ sinh, từng tất da thịt đều giống như thiên địa ban tặng, nhưng tần vấn thiên biết, chuyện hắn muốn làm còn chưa kết thúc, đã đến lúc khai thông tin hồn tiếp theo, luyện thành một tiên đài duy nhất, tiến hành dung hợp hoàng mỹ. Trong lòng tần vấn thiên thầm nghĩ, thừa thế xông thẳng lên trời, Đi về phía Cửu Thiên Ngân Hà, hiện tại, hắn cũng đã đặt nửa bước chân vào tiên đài, chỉ kém vài bước sẽ thật sự hoàn toàn bước vào cảnh giới tiên đài. Tần Vấn Thiên cảm giác bước vào Cửu Thiên Ngân Hà, tiếng nửa bước vào tiên đài khiến cảm giác của hắn càng thêm cường đại, so với lúc khai thông tinh hồn thứ năm cũng không thể so sánh nổi, lực mạnh mẽ khiến hắn thậm chí có thể dừng lại ở Thất Trọng Thiên một lúc lâu, cảm giác trôi nổi ở Thất Trọng Thiên hắn thấy được rất nhiều vũ mệnh tinh thần kỳ lạ đều mang khí tức rất đáng sợ nhưng cảm giác của tần vấn thiên không dừng lại ở đó tiếp tục đi về phía tinh không xa xôi hắn muốn thử tiến thêm một bước xem bản thân có thể khai thông bác trọng thiên vũ mệnh tinh thần hay không nếu tiến vào bác trọng thiên như vậy vũ mệnh tinh thần nơi đó sẽ mạnh tới mức nào khí tức sẽ đáng sợ tới mức nào trong lòng tần vấn thiên có khát vọng mãnh liệt khi nhận ra bản thân đang đi về phía trước hắn dần dần cảm giác được áp lực đáng sợ nhưng dù sao cũng đã tiến nửa bước vào tiên đài, cảm nhận của hắn mạnh mẽ hơn trước quá nhiều nên vẫn có thể chống đỡ. Cuối cùng, hắn đi tới con sông giáp tranh giữa Thất Trọng Thiên và Bát Trọng Thiên, như có một lực lượng tối cao ngăn cản hắn đi về phía trước. Sông, trong lòng Tần Vấn Thiên chỉ có duy nhất một ý niệm này, nhất định phải xông lên. Bát Trọng Thiên, dù là vũ mệnh tinh thần yếu nhất cũng ẩn chứa uy năng mạnh hơn bất cứ Thất Trọng Thiên của vũ mệnh tinh thần. Mức độ thực lực sẽ lại tăng lên một cấp bậc khác, hơn nữa, lên Thất Trọng Thiên Vũ Mệnh tinh thần liếc mắt liền có thể thấy được lực lượng quy tắc lưu chuyển, Bác Trọng Thiên chẳng lẽ không phải càng rõ ràng hơn, lực lượng quy tắc lưu chuyển cũng sẽ mạnh hơn, như vậy uy lực khi luyện tiên đài cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn còn không biết có thể không luyện được Thánh Tiên Đài không, nhưng cần phải dốc toàn lực thử một lần. Ầm, uhm, nhận thấy chấn động trùng kích về phía Bác Trọng Thiên, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra đầu hắn như muốn nổ tung, hắn cắn răng, chân mày nhíu lại cùng một chỗ, dẫn theo chấp niệm vô cùng mãnh liệt, đau khổ khi chém tiên đài hắn đều nhận được nữa là trùng kích bát trọng thiên, hắn muốn thành công, cảm giác càng lúc càng cao, dường như hắn sắp bước vào bát trọng thiên. Cuối cùng, cảm nhận của hắn đã chiến thắng tất cả, tiến vào bát trọng thiên, một lực lượng hủy diệt trực tiếp hạ xuống, những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, trong đầu tầng vấn thiên trống rỗng, hắn phun ra một nguồn máu tươi, Thân thể ngã xuống, cuối cùng lại trực tiếp tiến vào hôn mê, mấy ngày sau, Tần Vấn Thiên mới thanh tỉnh lại. Hắn ngồi xuống, trên thân hình lại lưu chuyển tiên quang, ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời mang theo chấp niệm vô cùng sâu, ngươi không cho ta vào, ta càng muốn vào. Để xem Bác Trọng Thiên Vũ Mệnh tinh thần rốt cuộc mạnh tới mức nào, cảm giác của Tần Vấn Thiên lại đi về phía Cửu Thiên Ngân Hà, tinh quang vô tận chiếu xuống người hắn, tinh không đẹp như vậy, nhưng tần vấn thiên hắn không có tâm trạng để thưởng thức tinh không đẹp đẽ này, hắn muốn đi chinh phục. Trong một tháng, tần vấn thiên đã trải ba lần thất bại, ba lần hôn mê, cảm nhận của hắn cũng nặng như nhìn thấy được một viên vũ mệnh tinh thần duy nhất, khi đó một viên hình phương thiên hỏa kích xé trời đến. Ánh sáng đen lưu chuyển trên đó lộ ra lưu quan vô cùng đáng sợ. Một luồng lưu quan này rủ xuống, cũng ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh người. Tuy là binh khí tinh thần, nhưng ẩn chứa quy tắc, phải hủy diệt cảm giác tần vấn thiên lần thứ tư hạ xuống bát trọng thiên hắn phóng ra kích lớn sừng sững đứng ở bầu trời xé rách trời dường như thật sự có thể đâm thẳng trời xanh vô cùng đáng sợ nếu có thể khai thông nó làm vũ mệnh tinh thần trong công kích sẽ tự mang theo lực lượng hủy diệt lĩnh ngộ quy tắc của nó hủy diệt rồi luyện lại quy tắc tiên đài khi công kích mức độ hủy diệt của lực lượng sẽ được tăng cường đủ tiêu diệt tiên ma uy lực vô cùng lớn tần vấn thiên hắn không có khả năng lựa chọn cái vũ mệnh tinh thần khác, đương nhiên viên vũ mệnh tinh thần này cũng đủ thỏa mãn hắn. Đây là bác trọng thiên vũ mệnh tinh thần, hắn có thể có rất nhiều lựa chọn ở thất trọng thiên, nhưng hắn tình nguyện không chọn, mà chọn viên vũ mệnh tinh thần này. Thậm chí, khi hắn khai thông tinh thần này cũng từng trải qua vài lần thất bại, cảm giác bị hủy diệt, đau khổ không nói nên lời. Mấy tháng giải dụ cùng niềm tin vô cùng kiên định cửu thiên ngân hà bác trọng thiên cuối cùng cũng có một ánh sáng tinh thần từ bầu trời rơi xuống phá vỡ tất cả hạ xuống phủ đệ của trường bình công chúa rơi vào người tần vấn thiên bạch đế cung một bóng người mặc trang phục màu trắng đang đứng chắp tay hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đôi mắt hiện lên ánh sáng trắng đáng sợ giống như có thể khám phá cổ kim xuyên qua thiên địa bác trọng thiên bóng dáng ấy thì thào nói nhỏ mặc dù giọng nói bình tĩnh nhưng tâm trạng lại không hề yên lặng ánh mắt của hắn thu hồi dường như không có chuyện gì xảy ra hắn cũng không tiếp tục nhìn về phía không trung hiện tại thời gian tần vấn thiên và thanh nhi bế quan đã trôi qua ba năm hai người vẫn chưa xuất quan mọi người trong hoàng cung cũng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hai người bọn họ suy đoán việc bế quan lần này của hai người bọn họ không biết có thể một lần liền thành công hay không luyện thành một tòa tiên đài hoàn chỉnh một bước lên tiên bước vào cảnh giới tiên đài chứ không phải là nửa bước tiên đài nếu thật phải luyện lại hoàn chỉnh tiên đài bọn họ cần thời gian mấy năm thời gian này chắc chắn sẽ không ngắn đây là quá trình mà bất kỳ ai muốn thành tiên đều phải phải trải qua tốt nhất là một bước lên tiên nếu thất bại một lần lòng tin cùng công kích ở lần tiếp theo cũng sẽ có khả năng tiếp tục thất bại một bước lên tiên lưu loát luyện được tiên đài hoàn chỉnh là phương pháp trùng kích tiên cảnh lý tưởng nhất của mỗi một tu sĩ võ mệnh tần vấn thiên khai thông vũ mệnh tinh thần mở tinh môn kích nguyên phủ luyện tinh hồn, đi từng bước một về phía trước. Hắn bắt đầu thu nạp ánh sáng tinh thần đáng sợ đến từ bác trọng thiên, đồng thời lĩnh ngộ quy tắc của luồng lực lượng hủy diệt kinh người này. Muốn luyện tiên đài, trước tiên phải lĩnh ngộ quy tắc lực mới có khả năng trực tiếp dẫn dắt quy tắc lực vào cơ thể, hấp thu quy tắc lực lượng tiên quan, luyện lại tiên đài cường đại hơn. Lại là một quá trình khá dài, người không có niềm tin kiên định khó có thể thành tiên, người không có ngộ tính mạnh mẽ hơn người cũng khó có thể thành tiên. Rất nhiều người, cả đời dừng lại ở thiên tượng đỉnh phong. Rất nhiều người, cuối cùng cũng chỉ bước được nửa bước vào tiên giới, mặc dù cũng là tiên, nhưng so với cường giả tiên đài hoàn chỉnh, vẫn có chênh lệch cực lớn. Ở tiên vực có rất nhiều bán tiên như vậy, tần vấn thiên chưa bao giờ bế quan lâu như vậy, hắn rút cuộc hiểu rõ vì sao đến tiên cảnh giới, lại cần một lần bế quan giống như một đời vậy, người tiên cảnh, thời gian một lần bế quan thật sự của bọn họ sẽ tương đương với người bình thường trải qua cả một đời, đây cũng không có nói ngoa. Tần Vấn Thiên đã bế quan hơn 4 năm, luyện ra 6 tòa tiên đài, hơn nữa từng trải qua một lần chém tiên đài, cuối cùng cũng trở nên hoàng mỹ, quan sát bên trong tiên niệm, sinh ra 6 tòa tiên đài. Tuy không giống như tiên đài của những người khác giao hòa cùng một chỗ, nhưng vẫn sinh ra liên hệ kỳ diệu, từng sợi lực quy tắc dăng kính khắp nơi, trong cơ thể có ánh sáng quy tắc đáng sợ lập lòe, đồng thời bao phủ sáu tòa tiên đài, những lực lượng quy tắc không ngừng trùng điệp thay thế, phát sinh biến hóa kỳ diệu, trên người tần vấn thiên không có gì cả, da thịt hoàng mỹ không tì vết, thân thể trong suốt lấp lánh vô cùng hoàng mỹ, đường nét trên mặt hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, góc cạnh hơn, có khí chất hơn, càng thêm anh tuấn. Đây là tiên của tiên cảnh có rất ít người xấu xí ít, trừ khi quá lôi thôi lết thích, trời sinh xấu vô cùng, nếu không, khi bọn họ đến tiên giới, toàn thân sẽ trải qua một lần lột xác, da thịt trở nên hoàn mỹ không tì vết, khí chất trở nên cao hơn, trên người dẫn theo vòng tiên quan, khuôn mặt đẹp sẽ càng thêm anh tuấn. Bên ngoài thân thể dường như đã biến hóa đến cực hạn, nhưng biến hóa trong cơ thể vẫn còn đang tiến hành. Tiên quan của sáu tiên đài phóng ra, đang vào nhau, phát sinh biến hóa. Cường giả tiên đài cần luyện ra một tòa tiên đài hoàn chỉnh, tần vấn thiên lúc này hình như còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng ánh sáng màu trắng lưu chuyển bên trong thân thể tần vấn thiên, sáu tiên đài di động, không có bất kỳ lực lượng quy tắc của tiên đài có thể trục xuất hay phá hủy. Lực lượng quy tắc của sáu tòa tiên đài điên cùng lưu chuyển về phía nó, trong thân thể tần vấn thiên nuôi dưỡng sinh ra một trận gió bão đáng sợ, vô vàng lực lượng quy tắc giao hòa với nhau, tất cả dung nhập vào ánh sáng màu trắng này. Tiên niệm của tần vấn thiên vẫn nhìn chăm chú vào biến hóa của thân thể, trong lòng khẽ động, muốn luyện ra tiên đài hoàn chỉnh nhất vốn dựa vào lĩnh ngộ của chính mình không ngừng luyện đi luyện lại, nhưng hắn giống như một trường hợp đặc biệt, tất cả đều tự mình vận chuyển. Bên ngoài, trên bầu trời, vũ mệnh tinh thần không ngừng có ánh sáng quy tắc chiếu xuống người hắn, điên cuồng rót vào thân thể hắn. Tần Vấn Thiên phát hiện, ở chính giữa sáu tòa tiên đài tập trung lại vô vàng lực lượng quy tắc dường như hóa thành một tòa tiên đài hoàn toàn mới, toàn thân trong suốt không tì vết. Tiên đài này hiện ra hình người, dần dần trở nên rõ ràng, giống như một vị thần linh đắc đạo trời sinh tiên thể ẩn chứa thần vận lực lượng quy tắc của tất cả sáu tiên đài đều tập trung ở trên đó tiếng động ầm ầm đáng sợ truyền ra tiên đài hình người này dường như càng ngưng càng thực ánh sáng vạn trượng sáu tòa tiên đài này lại dần dần trở nên trong suốt tuy vẫn trong suốt lấp lánh nhưng lực lượng quy tắc hình như đều lưu chuyển trên tiên đài hình người ầm 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 trong cơ thể tần vấn thiên phát sinh biến hóa kinh thiên sáu tòa tiên đài tập trung thành hình trước tiên dường như đều trở thành giá áo, nhưng bọn nó vẫn tồn tại như cũ. Thân thể tần vấn thiên hóa thành vòng xoáy đáng sợ, tất cả tài nguyên xung quanh đều bị hút về phía thân thể hắn, không ngừng bị thân thể hắn hấp thu. Tần vấn thiên dường như hóa thành một kén tầm cực lớn, bị băng bó khóa lại bên trong, những tài nguyên còn lại đang bị tiêu hao bằng tốc độ khủng khiếp đến hết, mãi đến một ngày, khi tất cả tài nguyên đều đã tiêu hao sạch sẽ, không còn chút gì. Trên thân thể Tần Vấn Thiên đột nhiên phóng ra ánh sáng vạn trượng, đâm thẳng lên bầu trời. Trong không trung sinh ra hiện tượng kỳ lạ chói lòa, dường như có thần linh hiện thế. Ở Trường Thanh Tiên Quốc, trong hoàng cung, giờ phút này, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường. Đó là cái gì? Đám người chỉ thấy trong không trung có vô vàng hào quang như trời sinh hiện tượng kỳ lạ, mơ hồ có một bóng người xuất hiện. Đây là Là hiện tượng kỳ lạ trời sinh sao? trong lòng rất nhiều người đều rung động mãnh liệt một số nhân vật vương hầu đều bước ra phủ đệ đứng chắp tay nhìn không trung từ phía xa hiện tượng kỳ lạ này có ý nghĩa như thế nào trong đế cung trường thanh đại đế đứng đó ánh mắt hắn cũng chăm chú nhìn không trung lẳng lặng nhìn hiện tượng kỳ lạ đang được sinh ra này hoàng cung của tiên quốc đã yên lặng thật lâu bỗng trở nên náo nhiệt rất nhiều người hỏi trưởng bối của mình xem hiện tượng kỳ lạ này mang ý nghĩa gì nhưng dù là nhân vật cỡ vương hầu cũng không có cách nào trả lời chính xác rằng hiện tượng kỳ lạ này tượng trưng cho cái gì. Trời sinh hiện tượng kỳ lạ, tất có yêu nghiệt. Ở nơi nào, hình như là trên không trung phủ đệ của trường bình công chúa, là tần vấn thiên, hình như hắn còn đang bế quan, luyện tiên đài. Hiện tượng kỳ lạ này là do tần vấn thiên đang luyện tiên đài sao? Tiên quốc hoàng cung, vương hầu chấn động, tiên niệm của bọn họ cùng cuộn phóng ra, bao trùm phủ trường bình công chúa lúc này trường bình công chúa và xích đồng hầu cũng nhìn chầm chầm vào hư không, ánh mắt nhìn về phía tần vấn thiên đang ở, là hắn sao, xích đồng hầu thì thào nói nhỏ, ở đài tu luyện, ngoài hắn ra thì chỉ có yêu thú của hắn đang tu hành, hiện tượng kỳ quái này chắc là do hắn sinh ra, rất có thể đã luyện thành tiên đài, đợi xem hắn có kết thúc bế quan không thì sẽ biết, trường bình công chúa khẽ nói, nếu quả thực là như vậy, người này không hề tầm thường, luyện tiên đài có thể sinh ra hiện tượng kỳ quái, chẳng lẽ luyện thành thánh tiên đài như trong truyền thuyết sao xích đồng hầu tùy ý cười nói ánh mắt trường bình công chúa lại chợt lóe lên một luồng sáng kỳ dị luyện thành thánh tiên đài sẽ sinh ra hiện tượng kỳ quái sao không biết rõ ràng trong sách cổ không có ghi chép nhưng bất kể thế nào đã sinh ra hiện tượng kỳ quái nhất định không bình thường xem ra lại là một tiên vương trời sinh rồi xích đồng hầu mỉm cười thanh nhi chính là tiên vương trời sinh thành tựu thấp nhất cũng đạt tới cảnh giới tiên vương hiện tại tần vấn thiên luyện tiên đài sinh ra hiện tượng kỳ quái, thiên phú còn vượt trội hơn thanh nhi. Lúc này, hiện tượng kỳ quái trong hư không biến mất, tất cả đều bình tĩnh trở lại, nhưng mọi người vẫn đang chú ý đến phủ đệ của trường bình công chúa. Trên đài tu luyện, toàn thân tần vấn thiên phóng ra vòng ánh sáng tiên quan vô cùng rực rỡ, tâm niệm của hắn thoáng động, tiên quan lập tức biến mất, hắn mở mắt ra, tia sáng sắc bén lập lòe, khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều lộ ra tiên uy. Tiên, Tần Vấn Thiên phun ra một chữ, giờ phút này, hắn đã luyện thành tiên đài hoàn chỉnh, hoàn toàn bước vào cảnh giới tiên đài, hơn nữa cảnh giới vững chắc vô cùng, luyện thành thánh tiên đài sẽ nắm giữ một thân thể hoàn mỹ. Đối với những tu sĩ võ mệnh khác, khi mới thành tiên, luyện tiên đài đều chỉ là tiên đài phàm phẩm cấp thấp nhất, nếu cứ ở tiên đài như vậy, thành tựu sau này sẽ có hạn, tiên đài phàm phẩm sẽ không có tư cách bước vào cảnh giới tiên vương, nhưng lần này không phải là cơ hội duy nhất sẽ còn phải dựa theo sự tu hành của bọn họ sau này để nâng cao cảnh giới tiên đài cần trải qua sự hoàn thiện không ngừng không ngừng tu luyện trong quá trình dài đằng đẵng như vậy tiên đài không ngừng trở nên tinh thuần tạp chất không ngừng bị loại bỏ phẩm cấp tiên đài có thể nâng cao dần dần nhưng tần vấn thiên không giống với những người khác hắn vừa luyện tiên đài đã là thánh tiên đài hoàng mỹ điều này có nghĩa là trên phương diện tu hành sau này thuộc cảnh giới tiên đài này sẽ có thể bớt đi rất nhiều đường vòng vô cùng thuận lợi về phần lực chiến đấu không có nghi ngờ gì thánh tiên đài tuyệt đối có thể áp chế tiên đài cấp thấp đối với nhân vật cùng cảnh giới cho dù là thiên chi kiêu tử tần vấn thiên đều không cần để ý liếc mắt nhìn xung quanh thấy tất cả đều trống rỗng hắn tự hỏi bản thân đã chuẩn bị đủ tài nguyên tu luyện để ứng phó với tình hình ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới sự khủng khiếp khi luyện thánh tiên đài tất cả tài nguyên tiêu hao không còn gì hết quả thực khó có thể tưởng tượng được nếu như tu sĩ võ mệnh không có bối cảnh mà chỉ dựa vào tu luyện của bản thân sợ rằng ngay cả tài nguyên luyện tiên đài bọn họ cũng rất khó có thể gom góp đủ cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian đi liều mạng đi mạo hiểm hoặc gia nhập vào thế lực lớn hơn nữa đây mới chỉ là bước khởi đầu của cảnh giới tiên đài tiên đài cửu chú chính lần mới có thể viên mãn là vì tiên đài cửu cảnh muốn đạt đến cảnh giới tiên đài đỉnh phong nhân vật thiên tượng bình thường căn bản không thể tưởng tượng được tài nguyên cần có là gì đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người trong cảnh giới tiên phải phụ thuộc vào người khác nếu không có bối cảnh vậy cần phải dựa vào sự cố gắng của chính mình từng bước tiến về phía trước trăm năm tiên đài vạn năm tiên vương đều là những thiên tài đường tu luyện mấp mô càng về sau càng khó khăn cũng may hiện tại tần vấn thiên ở bước đầu để thành tiên này đã có thể nói là hoàng mỹ tần vấn thiên nhắm mắt lại không lập tức xuất quang mà vẫn tiếp tục tu hành tay hắn cầm thiên ma giáp cốt vận chuyển thuật tiên ma luyện thể, bước tiến này của Tần Vấn Thiên đã đủ cường đại, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, hắn muốn bản thân đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất không chút tì vết, như vậy sau này mỗi một bước tiến đều sẽ hoàn mỹ, như vậy con đường tu hành của hắn mới không tồn tại sự ngăn cản, một mạch tiến thẳng về phía trước, người khác vạn năm mới có thể trở thành tiên vương, nhưng Tần Vấn Thiên hắn không muốn lâu như vậy, Tần Vấn Thiên vẫn chưa xuất quan, kết thúc tu hành sao? người trong hoàng cung thấy tần vấn thiên không có động tĩnh gì không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ hắn chưa luyện thành tiên đài đúng vào lúc này nhiều vương hầu trong hoàng cung bắt đầu quan tâm đến tần vấn thiên dương an cùng với một phong bế quan tu hành lại lần nữa đã xuất quan bọn họ đều luyện thành tiên đài hoàn chỉnh chính thức bước vào cảnh giới tiên đài khiến trong hoàng cung có chút chấn động dù sao hai người đã có thể luyện thành tiên đài hoàn chỉnh trong thời gian ngắn ngủi như vậy đặt chân vào cảnh giới tiên đã là cực kỳ hiếm thấy rồi phẩm cấp tiên đài của dương an không tầm thường tuy rằng là tiên đài phàm phẩm nhưng là ở tam trọng tiên đài của mục phong cũng là phàm phẩm chỉ có điều mới ở nhị trọng có chênh lệch so với dương an thanh nhi tiểu hổn đàn cùng với luyện ngục đều vẫn đang bế quan chưa luyện thành tiên đài hoàn chỉnh không thể dừng lại ngày này tần vấn thiên dừng tu hành lại trên da thịt của hắn lập lòe ánh sáng giống như khoác thêm khôi giác hắn nhìn về phía bên cạnh tiểu hỗn đàn và luyện ngục đều đang nuốt vào lực lượng quy tắc trên bầu trời, dường như giả đến thời khắc mấu chốt của tu hành, hắn không quấy rầy, tiếp tục nhắm mắt, tiên niệm của hắn đi thẳng vào trong đầu hắn, ở nơi đó như ẩn như hiện một ngôi sao tiểu nhân, hiện tại ta đã thành tiên, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể lúc đầu căn bản không thể so sánh được với hiện tại. Lúc này, chắc có thể mở ra không ít mảnh vụn ngôi sao, trong lòng tần vấn thiên thầm nghĩ, tiên niệm của hắn chui vào trong ngôi sao tiểu nhân, rất nhanh, tiên niệm tiến vào mảnh không gian mênh mông kia, ánh sáng tiên quan phóng ra mạnh mẽ, phun về phía ngôi sao tiểu nhân, lưu chuyển cùng với tiên niệm của tần vấn thiên. Ký ức vòng ngoài không có tác dụng quá lớn, ta cần ký ức trung tâm mới có thể biết rốt cuộc năm đó phụ thân đã trải qua những gì. Tiên niệm của tần vấn thiên không ngừng đi sâu vào, hắn đã từng nhìn thấy phụ mẫu qua ký ức của những mảnh vụn ngôi sao, một nam nhi đội trời đạp đất và một nữ tử vô cùng tài hoa họ đã hy sinh tất cả để bảo bọc cho hắn phụ mẫu tại sao phải làm như vậy vì sao hắc bá và mọi người phải hành sự thận trọng như vậy thậm chí còn dẫn hắn đi tới thế giới căn bản sắp xếp mọi thứ và nhìn hắn từng bước trưởng thành hắn biết nếu dựa vào thực lực của phụ mẫu hắn có thể khiến hắn có được một hoàn cảnh lớn lên tốt hơn mà không phải bắt đầu từ tầng thấp nhất tiên niệm của tầng vấn thiên đi vào sâu bên trong lực lượng tiên khủng khiếp bắt đầu phun trào phung mạnh về phía những mảnh vụn ngôi sao tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên phút chốc trong đầu tần vấn thiên nổ lên một tiếng từng cảnh tượng trong ký ức không ngừng phun trào mạnh mẽ vào trong đầu hắn phá 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 tiên niệm của tần vấn thiên dường như điên loạn tiên đài trong cơ thể phóng ra những ánh sáng vô tận điên cuồng lao về phía trong ngôi sao tiểu nhân ngôi sao tiểu nhân đó giống như một vòng xoáy đáng sợ có thể thu nạp lực lượng vô cùng vô tận một canh giờ hai canh giờ dần dần trôi qua tiên đài của tần vấn thiên đều ảm đạm đi rất nhiều nhưng tần vấn thiên dường như đã điên rồi hắn nhất định phải biết một chút ký ức như vậy không hề đủ hắn muốn biết tất cả sự việc tuy rằng hắc bá đồng ý sẽ nói cho hắn biết nhưng hiện tại ngay cả hắc bá đang ở nơi nào hắn cũng không biết tự mình đi tìm kiếm những ký ức về phụ mẫu sẽ nhanh chóng hơn cuối cùng tiên niệm của tần vấn thiên rút khỏi trong đầu hắn lại xuất hiện vô số ký ức tần vấn thiên nhắm mắt lại tiếp thu hết những ký ức này trong ký ức có vô số cảnh tượng hòa lẫn với nhau tần vấn thiên hắn dường như nhìn thấy sự trưởng thành của một người thiếu niên đó là một thiếu niên cô độc cung điện huy hoàng thị tộc cổ xưa kiến trúc rộng lớn giống như thần điện vậy trong đầu tần vấn thiên xuất hiện một cảnh tượng với khí thế hào hùng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nơi giống như thần điện bất luận là hoàng cung của đông thánh tiên môn hay trường thanh tiên quốc đều không được rộng lớn khí thế như vậy nhưng người thiếu niên kia dường như rất cô độc hắn có một tiên cung cổ điện độc lập pháo đài cung điện to lớn hắn là một vị vua trẻ tuổi hắn có rất nhiều người hầu những người hầu đó dường như đều vô cùng cường đại trung thành và tận tâm tôn sùng người thiếu niên này sự cô độc của hắn là vì không có bằng hữu thậm chí không có phụ mẫu những hình ảnh ký ức này cũng không phải liên kết hoàn chỉnh với nhau bởi vì có nhiều sự việc tần vấn thiên cũng chỉ có thể tự mình suy đoán ra người thiếu niên này hình như là hậu duệ của một gia tộc cường đại cổ xưa nhưng hắn chỉ là một trong số nhiều người thừa kế hắn có địa vị huy hoàng vô cùng hắn một mình nắm giữ tiên cung có thể so sánh với hoàng cung của trường thanh tiên quốc nhưng người thiếu niên cũng chỉ có một mình trong ký ức chỉ xuất hiện một ông già là nhân vật tổ tông của thiếu gia hắn đưa người thiếu niên đi đến nơi có rất nhiều thiên chi kiêu tử thân phận tôn quý bọn họ cùng nhau tu hành trải qua thi luyện tàn khốc nhất Đám thanh niên này trời sinh không tầm thường, mỗi người có một thiên phú kinh thế khác nhau, duy nhất chỉ có hắn dường như rất bình thường, biểu hiện bình thường, rất nhiều người không muốn ở với hắn, có ý xa cách hắn, khiến hắn càng thêm cô độc, không ngờ chỉ có duy nhất hai người thiếu niên, một nam một nữ, bọn họ kiệt xuất nhất trong đám thiếu niên này, là nhân vật như vua, được mọi người tôn trọng bảo vệ, những trưởng bối kia vô cùng sủng ái bọn họ, bọn họ có địa vị không tầm thường toàn thân tập trung hàng ngàn vạn sự sùng ái, những ký ức gián đoạn, người thiếu niên lớn lên, khuôn mặt ưu tú kia khiến Tần Vấn Thiên hiểu ra, chính là nam tử hắn nhìn thấy trong hình ảnh lần trước, phụ thân của hắn, hắn kiên cường vô cùng, trải qua vô số khó khăn trắc trở, hắn không ngừng trở lên cường đại, khí chất không ngừng trở nên xuất chúng, hắn ra ngoài rèn luyện, lan bạc thiên hạ, du ngoạn tám phương, hắn dường như đã từng trải qua thi luyện lưu đầy của thế giới từ một người thiếu niên đã trưởng thành thành một nam nhi đội trời đạp đất trong gia tộc có không ít người cùng thế hệ không hợp với hắn thường xuyên xa lánh hắn không quan tâm hắn làm theo ý mình làm những việc bản thân nhận định thậm chí còn tranh cãi với một số trưởng bối hắn thích người thiếu nữ đã từng đối xử tốt với hắn nhưng người thiếu nữ đó lại yêu một người thanh niên hắn coi là huynh đệ bọn họ dường như mới là trời sinh một đôi vua thiếu niên vô thanh niên trong tộc được vô số người hâm mộ tuy rằng trong lòng hắn thương cảm nhưng vẫn gửi lời chúc phúc tặng lên một lễ vật trân quý nhất sau đó hắn một mình rời đi một thân một mình lan bạc khắp thiên hạ hắn gặp được nữ tử quan trọng nhất trong cuộc đời trong chớp mắt nhìn thấy nữ tử đó trong lòng tần vấn thiên chấn động mạnh mẽ đó chính là mẫu thân của hắn trong ký ức vừa đúng lúc có lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ hiển nhiên việc này đối với tần viễn phong là ký ức vô cùng trân quý nữ tử đó xinh đẹp phong hoa tuyệt đại tự do phóng khoáng như vậy nàng xem thường không quan tâm tới hắn, nhưng hắn lại vừa gặp đã thương, điên cùng theo đuổi. Đây là một đoạn ký ức rất đẹp, trong ký ức Tần Vấn Thiên có thể cảm nhận thấy sự vui mừng của Tần Viễn Phong, tâm tính hắn tự do phóng khoáng cởi mở, nhìn người trước đây hắn yêu thầm và huynh đệ tốt nhất ở bên nhau, nói buông là buông. Hắn bắt đầu theo đuổi tình yêu của mình, lúc trẻ mẫu thân của Tần Vấn Thiên còn đẹp hơn, phong hoa tuyệt thế, đất thiên nảy sinh hiền tài, dường như trên người tập trung hết linh khí của trời đất, thậm chí còn có một chút yêu mị nàng cũng có tính cách không chịu bị trói buộc mặc cho tần viễn phong tùy ý theo đuổi trai tim nàng vẫn không lay động giống như nữ thần vậy đoạn ký ức theo đuổi nàng cũng bị gián đoạn nhưng tần vấn thiên lại cảm nhận thấy đối với đoạn ký ức này tần viễn phong khắc cốt ghi tâm ngọt ngào và tốt đẹp nàng dường như có một thân thế không tầm thường có vô số người theo đuổi tần viễn phong càng nỗ lực tu hành hơn năm tháng đổi dời hắn thường xuyên nhớ đến nàng nhưng dường như nàng đã bị triệu hồi về gia tộc rất ít ra ngoài thậm chí nàng vẫn chưa tiếp nhận sự theo đuổi của tần viễn phong từng đoạn ký ức này đều rất hỗn loạn tần vấn thiên dựa vào chính mình sắp xếp điều chỉnh lại trình tự ký ức thời gian cũng không theo thứ tự hắn cho rằng ký ức kế tiếp chắc đã qua nhiều năm rồi tần viễn phong chắc đã tu hành rất nhiều năm tháng tu hành có thành tựu tăng thêm vài phần dấu vết năm tháng nhưng hắn vẫn giống như trước tự do phóng khoáng vẫn không quên được nữ thần hắn thầm yêu. Ngày này, hắn một mình lan bạc vào một tấm địa, vượt qua từng đường lạch trời, vô số lần trải qua sinh tử, chỉ vì một nụ cười của Hồng Nhan. Cuối cùng, Tần Viễn Phong cũng đã nhận được lòng cảm mến từ nữ thần, đưa nàng đi phiêu bạc tận chân trời, cùng nhau bay nhảy, hạnh phúc vô cùng. Nhưng ngay lúc này, người trong tộc của Tần Viễn Phong dường như đã tìm thấy hắn, đôi bên phát sinh xung đột, bọn họ dường như không đồng ý cho hai người ở cùng nhau. Tần Viễn Phong làm sao có thể khuất phục, hắn chống lại người trong tộc, làm theo ý mình, những năm vừa qua hắn đều như vậy, hắn cô đơn từ nhỏ nên đã nuôi dưỡng thành một tính cách cố chấp, hắn vốn không nhận được sự quan tâm từ trưởng bối trong tộc, làm sao có thể khuất phục ý chí của trưởng bối, đây là tình yêu của hắn, không ai có thể ngăn cản. Gia tộc của mẫu thân Tần Vấn Thiên dường như cũng phản đối chuyện này, bọn họ phái cường giả đi chặn giết, không chỉ là bọn họ còn có rất nhiều người trước đây từng theo đuổi nữ tử cũng muốn giết hai người, từng trận đại chiến kinh thiên động địa, cục diện kiểu này đối với người bây giờ đã bước vào tiên đài như Tần Vấn Thiên cũng khó có thể tưởng tượng nổi, thiên địa rung chuyển, tiếng gào khóc thảm thiết, bầu trời biến sắc, Tần Vấn Thiên không biết Tần Viễn Phong tu hành bao lâu, chỉ biết đối phương rất mạnh, cường mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy kinh hãi, bọn họ không ngừng chạy thoát thân, không ngừng có người trong gia tộc đuổi tới chém giết. Trong quá trình chạy thoát thân Tần Viễn Phong dường như đang gây dựng thế lực của chính mình, còn có một số người hầu trong phủ khi hắn còn là vô thiếu niên đi theo hắn, cùng hắn sát cánh chiến đấu, bọn họ chạy trốn đến một nơi không ai biết, nhưng lại lần lượt bị tìm thấy và đuổi giết, dường như đây là số mệnh của bọn họ, nhưng trong quá trình này, tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, cùng sinh cùng tử. Lúc này, tất cả ký ức đã bị Tần Vấn Thiên tiếp thu hoàn toàn, hắn dùng rất nhiều thời gian để tiếp thu những ký ức này ký ức có chút gián đoạn nhưng dường như là quá trình trưởng thành cùng với chuyện tình ái của tần viễn phong tần vấn thiên mở hai mắt cảm xúc dâng trào trong mắt hắn lóe lên một vẻ sắc bén trong lòng có khát vọng vô cùng mãnh liệt sau đó xảy ra chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tuy rằng hắn không có được một ký ức đầy đủ chỉ là gián đoạn nhưng cho dù là vậy hắn có thể dựa vào bản thân dựa vào tuổi tác và những việc tần viễn phong đã trải qua trong ký ức suy đoán ra trình tự trả lại trạng thái ban đầu cho quá trình mơ hồ đó những việc hắn suy đoán ra chắc không hề sai đây chính là ký ức trưởng thành của phụ thân hắn ta vẫn muốn có nhiều ký ức hơn tần vấn thiên nhắm mắt lại tiếp tục tu hành trên bầu trời tinh quang rơi xuống chảy vào trong thân thể hắn ánh sáng tiên đài của hắn trở nên sáng hơn càng lúc càng rực rỡ cho đến khi tràn ngập tiên đài lại một lần nữa tần vấn thiên dùng tiên niệm tiến vào ngôi sao tiểu nhân cùng lúc lấy tiên lực vô cùng to lớn đánh vào mảnh vụn ngôi sao ở trong những nơi sâu thẳm hắn cần nhiều ký ức hơn để có câu trả lời tiên niệm của tần vấn thiên càng ngày càng khó đi vào nhưng hắn dùng hết khả năng của mình khiến tiên niệm đạt đến cực hạn khiến ký ức không ngừng tràn vào trong đầu hắn khi tiên đài đã tiêu hao không còn gì tần vấn thiên rút khỏi một lần nữa hắn bắt đầu sắp xếp những ký ức này đây là công pháp tạm thời vô dụng tần vấn thiên để những ký ức liên quan đến công pháp sang một bên đây đều là công pháp trong ký ức của phụ thân hắn vô cùng lợi hại nhưng lúc này tần vấn thiên căn bản không có tâm trí để quan tâm đến những thứ đó hắn chỉ muốn biết tất cả những sự việc đã xảy ra với phụ mẫu của hắn qua một hồi lâu cuối cùng hắn đã sắp xếp xong những ký ức này bắt đầu tiếp thu dần dần vẫn là những ký ức bị gián đoạn không hoàn chỉnh phụ mẫu của hắn dường như chạy trốn rất nhiều năm tần viễn phong càng ngày càng lộ ra vẻ chín chắn lại càng có sức hấp dẫn của nam nhân Mọi cử động đều lộ ra khí chất không thể nói rõ ràng được, hắn biết, đây nhất định lại là rất nhiều năm về sau. Ngày này, bằng hữu cũ của Tần Viễn Phong, hai người trong tộc khi còn thiếu niên tìm thấy hắn, bây giờ bọn họ đã kết làm phu thê, Tần Viễn Phong đối đãi như bằng hữu. Lúc này, nam tử kia đề xuất so tài, Tần Viễn Phong vốn không đồng ý, nhưng đối phương khăng khăng muốn so tài, Tần Viễn Phong đành đáp ứng, đánh với đối phương một trận, nhưng lại không dốc hết toàn lực cũng không nghĩ tới đối phương từng bước ép sát, vô cùng nghiêm túc chiến đấu với hắn, hơn nữa càng đánh càng mạnh, thậm chí có vài lần công kích đã ra tay độc ác, cùng lúc đó, nữ tử hắn thầm yêu thời niên thiếu lại ra tay với thê tử của Tần Viễn Phong. Lúc này, cuối cùng Tần Viễn Phong đã chiến đấu ra chân hỏa, bắt đầu toàn lực đại chiến, trong phút chốc long trời nở đất, một phương trời này dường như không có cách nào chịu đựng nổi sự chiến đấu điên cuồng của bọn họ, từng chùm ánh sáng hủy diệt tử trên trời rơi xuống chia cắt đại địa Sơn Hà, tất cả đều hóa thành các bụi, hai người càng đánh càng mạnh. Vị bằng hữu huynh đệ thời niên thiếu của Tần Viễn Phong trước đây chính là vua thiếu niên trong tộc, thực lực cường đại đến mức nào. Hắn giống như một vị thiên thần, khi hắn dốc hết toàn lực chiến đấu lại càng đắm chìm trong thần quang, người tranh phong hiếm gặp trong thiên hạ, cường đại đến mức khiến Tần Vấn Thiên kinh hải run sợ. Tần Viễn Phong cũng bạo phát ra lực lượng chiến đấu khó có thể tưởng tượng nổi, giống như một vị chiến thần tuyệt thế sự cường đại của hắn khiến cho hai bằng hữu thời niên thiếu phải kinh ngạc giật mình không ngờ không có cách nào đánh bại được tần viễn phong phải biết rằng bọn họ chính là vua một mạch trong tộc thậm chí trong tương lai có thể là nhân vật đứng đầu chiến lực vượt xa những người cùng thế hệ trong tộc sau này nhất định muốn trở thành cường giả thông thiên triệt địa nắm giữ càng khôn không ngờ trong trận chiến này bọn họ không đánh bại được tần viễn phong bọn họ hiểu rõ tần viễn phong hắn có chút kỳ ngộ hơn nữa rất có thể là kỳ ngộ trong truyền thuyết kia cuối cùng hai người đã rút lui và rời khỏi đó tần viễn phong cũng không cảm thấy vui mừng trái lại tâm tình hắn suy sụp chỉ có điều đoạn ký ức này đến đây là kết thúc lập tức nhảy vào một ký ức khác bọn họ chuyển đi rất nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi trận chiến này nhất định sẽ dâng lên phong ba không nhỏ trong gia tộc của tần viễn phong gia tộc tần viễn phong đã thật sự hành động cường giả trong gia tộc tần viễn phong và cả thê tử của hắn cùng lúc tìm thấy bọn họ cường giả thế hệ trước ra tay lại là một trận đại chiến kinh trời thê tử của tần viễn phong đã bị bắt đi tần viễn phong vẫn không khuất phục các trưởng bối mời hắn trở về gia tộc bị hắn kiên quyết từ chối một mình rời đi tuyên bố rời khỏi gia tộc dường như sự việc càng ngày càng nghiêm trọng không thể cứu vãn mãi cho đến một ngày khi tần viễn phong đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống hắn trở về gia tộc nhưng không phải vì khuất phục, hắn muốn đại chiến một trận với vị bằng hữu thời niên thiếu trước đây, hiện tại người này đã là người có địa vị huy hoàng trong tộc, uy thế còn đáng sợ hơn so với trận chiến trước đây khiến quỷ thần đều kinh hãi, hắn dùng năng lực không thể tưởng tượng nổi đánh bại đối phương, rất nhiều người trong gia tộc tình nguyện đi theo hắn, lựa chọn dường như để lại cho gia tộc cổ xưa, từng vị cường giả xuất hiện, rất nhiều người đều là cường giả siêu cấp của thế hệ trước, bọn họ đều đã ra tay nhưng tần vấn thiên điên cùng chống lại với những lão nhân kia điên cùng chiến đấu cùng bọn họ trận chiến này khiến kiến trúc gia tộc tần viễn phong xây dựng bị san thành bình địa hóa thành các bụi lịch sử trận chiến này khiến vô số người cảm thấy kinh hãi những nhân vật đời trước kia đều không có cách nào đánh bại tần viễn phong mãi đến khi nhân vật chính của gia tộc cổ xưa người có quyền lực đi ra từ trong kiến trúc giống như thần điện đến đây bọn họ ra tay với tần viễn phong tiến hành khống chế bao vây Tần Viễn Phong đang bị trọng thương. Người trong gia tộc liều mạng chống lại với Tần Viễn Phong, mãi cho đến khi đối phương lấy ra một món pháp bảo nghịch thiên cải mệnh, vô số lực lượng thiên phạt hạ xuống trên người Tần Viễn Phong, tách rời từng luồng lực lượng vô thượng trên thân thể hắn. Nhân vật tuyệt thế bị Tần Viễn Phong đánh bại rơi vào một đoạn khác trong pháp bảo nghịch thiên cải mệnh, nhận lấy lực lượng của Tần Viễn Phong. Người một mạch với Tần Vấn Thiên nhìn thấy cảnh tượng này đã điên lên, bọn họ không tiếc gì cả, đánh một trận đại chiến liều chết nhưng không làm nên chuyện gì bọn họ cũng phải chịu sự khống chế của pháp bảo này tách rời lực lượng của bọn họ phán quyết số phận thân thể tần vấn thiên đã không thể tự chủ được bắt đầu run rẩy rất nhiều những ký ức này đều không có âm thanh chỉ có một phần nhỏ ký ức có thể nghe thấy âm thanh hắn không cách nào biết được cụ thể mọi việc phát sinh nhưng khi hắn nhìn thấy huyết mạch của tần viễn phong hóa thành thiên hà chảy ra bị tách rời nhìn thấy phù cốt có khắc lực lượng tối cao vô cùng cường đại của tần viễn phong bị lấy đi nhìn thấy thân thể của Tần Viễn Phong bị xé rách, thậm chí khi những ký ức trong đầu hắn đều hóa thành ánh sáng tách rời ra, trên người Tần Vấn Thiên phóng ra sát khí đáng sợ. Nhưng lúc này, Tần Vấn Thiên nhìn thấy Tần Viễn Phong ngạo mạn cười lớn, kèm theo một tia sáng chói mắt, thân thể của hắn nổ tung, tất cả đều bị tiêu tan thành mây khói, dường như tự hủy một đời, sau đó, ký ức hoàn toàn biến mất, Tần Viễn Phong cũng không còn ở đó nữa. Hắn làm thế nào còn có được ký ức nữa, Vết tần vấn thiên giận dữ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa hắn ngẩng đầu lên hai mắt đỏ ngầu sát khí xông thẳng lên trời cực kỳ đáng sợ đó là một cuộc đời truyền kỳ một cuộc đời tràn ngập đau khổ một cuộc đời cô độc cũng là cuộc đời của một anh hùng tất cả những điều này thực sự đã kết thúc rồi sao vẫn còn ký ức phụ thân hắn không chết nhất định không chết hai nắm tay tần vấn thiên siết chặt hắn có chấp niệm mãnh liệt hắn vẫn chưa ra đời Hắn biết sự bùng nổ đó chỉ vì muốn hủy diệt tất cả, thậm chí có thể hủy diệt tu vi của phụ thân, nhưng nhất định vẫn chưa chết, đoạn ký ức lần trước vẫn rõ mồn một trước mắt, phụ thân và mẫu thân của hắn đã về với nhau, ôm chặt hắn, cho hắn tất cả, đó nhất định là câu chuyện đằng sau sự việc này, bắt đầu lại một cuộc đời. Phụ thân, Tần Vấn Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời, dường như muốn nhìn thấy hình bóng của Tần Viễn Phong qua tinh không vô tận kia, cuộc chạy trốn vô tận, đuổi giết vận mệnh luôn không công bằng như vậy hắn dựa vào bản thân để đứng lên độ cao như vậy đánh bại một người bắt đầu là vua trong gia tộc từ khi còn là thiếu niên nhưng cuối cùng huyết mạch thân thể xương cốt thậm chí lực lượng linh hồn đều bị cướp đoạt lấy đi tần viễn phong chỉ có thể chết hắn không có cách nào để biết cụ thể những chuyện phụ thân đã trải qua nhưng những ký ức này nhất định là ký ức trung tâm từ trong những ký ức trung tâm này có thể suy đoán ra tinh hoa một đời của tần viễn phong bao gồm sự cô độc thời thiếu niên với tình yêu mông lung, một tình yêu thật sự khắc cốt ghi tâm thời thanh niên, bị bằng hữu huynh để bán đứng, bị cổ tộc tối cao vô thượng bao vây chém giết. Tần Viễn Phong hắn dường như không cô đơn, người một mạch với hắn chịu vì hắn chết trận, sự cường đại của hắn, trao cho những linh hồn cao thượng cùng dòng tộc này, bọn họ đều muốn đội trời đạp đất, nhưng lại gặp phải trấn áp tàn khốc, những người đó biết là đường chết, nhưng lại hùng hồn chịu chết, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn theo tần viễn phong đánh một trận vì thân thể cao ngạo kiên cường kia tần vấn thiên cảm thấy cái chết của phụ thân hắn không tránh khỏi có liên quan đến những vị vua tuổi trẻ trong gia tộc kia bởi vì trận chiến trước đó phụ thân dùng thực lực nói với mọi người ta có thể đánh thắng vị vua mà các ngươi chọn ra phụ thân người nhất định vẫn còn sống đúng không hai nắm tay tần vấn thiên siết chặt năm đó phụ thân đã chạy trốn qua rất nhiều nơi nhất định cũng đã đến thế giới căn bản quyết chiến bỏ mạng lại nghĩ đến cảnh tượng trong ký ức lần trước hắn suy đoán phụ thân rất có thể đã đổi đến một nơi khác sống một cuộc sống mới cũng có thể phụ thân sớm đã bố trí xong xuôi phụ thân biết bản thân không thể thoát được sẽ bị bắt trở về sau này phụ thân nhất định đã cùng mẫu thân một lần nữa về với nhau ẩn nấp trong thế giới căn bản hắc bá bọn họ mới phải khiêm tốn như vậy trong lòng tần vấn thiên nghĩ kèm theo một hy vọng mãnh liệt hắn không ngừng nói với bản thân phụ thân vẫn sống trên thế gian hừ Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên trời thở mạnh ra một hơi, trong lòng ngực có ngọn lửa giận dữ, muốn điên cuồng phun ra ngoài, trấn tĩnh. Tần Vấn Thiên hít vào một hơi sâu, nhắc nhở bản thân, thực lực của phụ thân cường đại như vậy, không ai bị nổi, lúc còn trẻ đã giết cho tiên ma gào khóc, thời đỉnh phong dám quay về thần tộc đánh một trận, đánh cho trời đất mù mịt, hiện tại hắn luyện thành thánh tiên đài, nắm giữ bước khởi điểm hoàng mỹ, hắn cần nhắc nhở bản thân mọi lúc, cường đại cường đại nhưng đoạn đường này nhất định phải đi từng bước một tâm cảnh nhất định phải vững hắn muốn giống như phụ thân đội trời đạp đất cuối cùng hắn đã hiểu ý của phụ mẫu khi đặt tên cho hắn vấn thiên muốn hỏi trời xanh đời người chìm nổi nhìn lại xem có thể tìm thấy những ký ức khác hay không tiên niệm của tần vấn thiên một lần nữa tràn vào trong ngôi sao tiểu nhân hắn phá vỡ rất nhiều ký ức tần nông nhưng đều là một số ký ức rải rác hỗn độn không phải là ký ức trung tâm mảnh vụn ngôi sao này vô tận muốn ký ức hiện lên hoàn chỉnh rõ ràng là không thể, tiên niệm của Tần Vấn Thiên chỉ có thể rời khỏi. Bây giờ, chỉ có thể đợi Hắc Bá nói cho hắn biết, Hắc Bá nhất định biết phụ thân đã trải qua những gì, rồi sâu chuỗi lại với những ký ức này, thì ta có thể biết tất cả mọi chuyện. Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm nói, trong lòng hắn rất lâu không yên tĩnh được, những ký ức này có xúc động quá lớn đối với hắn, cho nên niềm vui vì bước vào cảnh giới tiên đài, luyện thành thánh tiên đài đã không sót lại chút gì cảnh giới tiên đài, đây mới là bước khởi đầu, mới là sự bắt đầu cho con đường cường giả của hắn, hắn sẽ giống với phụ thân, đứng bên ngoài cổ tộc chí cao vô thượng kia, ổn định hơi thở, một lúc lâu, cuối cùng tần vấn thiên mới khiến bản thân trở lại bình tình, hắn nhắm mắt lại, ánh sáng tiên đài phóng ra, trong tinh không lực lượng quy tắc rơi xuống. Tần Vấn Thiên bắt đầu tu hành bổ sung lực lượng trong cơ thể, tạm thời hắn phải che đi những ký ức này, khích lệ bản thân tiến về phía trước. Mười ngày sau, cuối cùng tần vấn thiên cũng dừng tu hành, hắn đứng dậy, liếc nhìn về phía tiểu hỗn đàn và luyện ngục, chỉ thấy bọn họ cũng đã lột xác, toàn thân tiểu hỗn đảng có ánh sáng vàng kim ngập trời, tiên uy tràn ngập, lộ ra vẻ uy nghiêm không gì sánh nổi, quanh người luyện ngục là những ánh sáng lửa khủng khiếp, giống như luyện ngục trần gian thực sự với uy lực đáng sợ, đồng thời cũng lộ ra tiên uy, bọn họ đều sẽ bước vào tiên đài, trở thành đại yêu, yêu tiên tiên đài. Tần vấn thiên bước chân một cái, Thân thể phóng lên trời cao, lần bế quan này mất gần 5 năm, thời gian quá dài, Tần Vấn Thiên không nghĩ đến luyện thành tiên đài lại khó như vậy, hắn nào biết, những người có tư chất bình thường cả đời cũng không thể luyện thành tiên đài hoàn chỉnh. Phủ đệ của Trường Bình công chúa, Tần Vấn Thiên rời khỏi đài tu luyện, không ít người nhìn thấy hắn xuất hiện, trong đôi mắt đều lộ ra tia sáng kỳ dị, bọn họ vẫn còn nhớ rõ hiện tượng kỳ lạ trước đó, tất cả đều nghi ngờ là do lúc Tần Vấn Thiên luyện tiên đài sinh ra, hiện tại tần vấn thiên cuối cùng đã xuất quan rồi tần đại ca đại ca xuất quan rồi đã bước vào tiên lộ chưa chỉ thấy một bóng người mỹ lệ bước đến chính là linh nhi nữ nhi của trường bình công chúa đã vào rồi tần vấn thiên nhìn linh nhi mỉm cười gật đầu thật sao tần đại ca đã luyện thành tiên đài rồi sao linh nhi lộ ra vẻ vui mừng một lần đã luyện thành tiên đài thật không dễ dàng tần vấn thiên vẫn chỉ gật đầu lần trước trời sinh hiện tượng kỳ lạ có ánh sáng ngàn trượng còn có một bóng dáng như thần linh ở giữa hư không là do tầng dạy ca luyện tiên đài sinh ra hiện tượng kỳ lạ sao linh nhi lại hỏi cái này thì ta không biết rõ tầng vấn thiên lắc đầu lúc này bóng người của trường bình công chúa cùng với xích đồng hầu cũng xuất hiện ở đây bọn họ đều nhìn vào tầng vấn thiên ánh mắt dường như muốn nhìn xuyên qua tầng vấn thiên tầng vấn thiên hiện tại khoác trên mình một trường bào đơn giản so với trước đây lại càng lộ rõ vẻ phi thường khí chất càng hoàn mỹ hơn tuấn tú vô cùng dường như vừa nhìn đã biết là nhân kiệt. Linh Nhi nha đầu, con xem tần đại ca có phải trở nên tuấn tú hơn không, sẽ biết hắn đã luyện thành tiên đài hay chưa, vẫn cần phải hỏi sao. Trường Bình công chúa trợn mắt nhìn nữ nhi một cái, Linh Nhi lộ ra thần sắc tinh quái, cẩn thận quan sát tần vấn thiên, quả thật tuấn tú hơn rất nhiều, mang theo cả khí chất xuất trần. Không tồi, chưa đến 5 năm đã luyện thành tiên đài, hơn nửa phẩm cấp chắc không thấp, thanh nhi vẫn chưa xuất quan, chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng ngươi trước xích đồng hầu cởi mở cười nói, người đâu, chuẩn bị tiên yến, chúc mừng vấn thiên hiền điệp luyện thành tiên đài. Dạ, có người nhận lệnh rồi đi, tần vấn thiên không thể khước từ ý tốt của xích đồng hầu, đành phải nói, đa tạ hầu gia, đi, chúng ta đi uống vài ly. Xích đồng hầu ngược lại không có chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của vương hầu, hắn bước lên một bước lại khoát vai tần vấn thiên, giống như hai chú cháu vậy. Trên tiệc rượu, tần vấn thiên lại có vẻ không chú tâm cho lắm, dường như đang có tâm sự. Vấn Thiên, đang suy nghĩ gì vậy?" Xích Đồng hầu nhận ra Tần Vấn Thiên có chút không tập trung, hỏi nói. Tần Vấn Thiên mỉm cười, nhấc ly rượu lên, lắc đầu nói, "Chỉ là nghĩ đến một số việc, cũng không có gì." Hầu gia uống rượu. "Đúng, Xích Đồng hầu cạn một ly rượu, nói, "Ngươi đã thành tiên, tiếp theo có ý định gì không?" "Có cần ta đưa ngươi ra ngoài rèn luyện không?" Đa Tạ hầu gia, "Chỉ có điều ta có một số việc cần phải xử lý, chờ đồng bạn yêu thú của ta" nếu như bọn họ có thể kết thúc bế quan trong thời gian ngắn ta sẽ đưa bọn họ đi cùng nếu không thể ta có lẽ sẽ đi một mình trước để bọn họ lại cho thanh nhi chăm sóc tần vấn thiên đáp lại nói ngươi không định đợi thanh nhi cùng đi sao trường bình công chúa nhìn tần vấn thiên cười không chưa biết đến khi nào thanh nhi mới dừng bế quan tần vấn thiên mỉm cười lắc đầu hắn biết thanh nhi muốn đi cùng hắn nhưng tần vấn thiên cũng hiểu tâm tư của trường thanh đại đế quả thật hắn bây giờ chưa có đủ năng lực bảo vệ Thanh Nhi, nhất là ký ức về phụ thân hắn khiến hắn xúc động vô cùng, nhân vật lợi hại như Tần Viễn Phong muốn ở cùng người mình yêu cũng gian lan như vậy, cũng tốt, trong con ngươi của Trường Bình công chúa ẩn chứa thâm ý, xem ra Tần Vấn Thiên đúng là có tâm sự, lúc này, mọi người ở tiên quốc Hoàng Cung đều biết tin tức Tần Vấn Thiên xuất quan, bọn họ đều rất hiếu kỳ. Không biết hiện tượng kỳ lạ trước đó có phải do Tần Vấn Thiên sinh ra hay không? Công chúa, hầu gia lúc này quản gia đến thông báo nói thế tử phủ kỳ vương dẫn theo một số người đến bái kiến a à, hắn còn có mặt mũi tới đây sao xích đồng hầu nhìn tần vấn thiên cười nói cho bọn họ vào vâng quản gia lui ra sau một lát đoàn người dương an xuất hiện chỉ thấy khí thế hung bạo mạnh mẽ trên người dương an lao tới hiện tại hắn đã luyện thành tiên đài hoàn chỉnh thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều toàn thân lưu chuyển tiên quang vừa nhìn thấy tần vấn thiên ý chí chiến đấu của hắn đã phát ra ngập trời lạnh lùng nói tần vấn thiên bước ra đánh một trận trường bình công chúa và xích đồng hầu liếc nhìn trưởng bối bên cạnh dương an tâm sáng như gương xem ra những gia hỏa này coi tần vấn thiên như đá mài giao cho dương an cho tần vấn thiên tới rèn luyện dương an như vậy có thể khiến dương an quyết chí tự cường cho dù bị đánh bại bọn họ cũng không coi trọng chỉ là muốn cho dương an khắc sâu vào ký ức ghi nhớ sự sỉ nhục đương nhiên cũng có thể thử xem thực lực thật giả của Tần Vấn Thiên bây giờ. Tần Vấn Thiên nhìn thấy cường giả bên cạnh Dương An, cũng đã hiểu rõ điểm này, hắn thản nhiên liếc nhìn Dương An, ánh mắt hờ hững, tỏ vẻ kinh thường, lập tức quay đầu, yên tĩnh uống một ly rượu, không nhìn Dương An, hắn chỉ nhìn Trường Bình công chúa và xích đồng hầu nói, công chúa, hầu gia, ta đi tu hành trước đây, được, Trường Bình công chúa gật đầu, Tần Vấn Thiên bước chân ra, lập tức đi về phía hư không, không nhìn Dương An ngươi, Dương An chỉ cảm thấy đã phải chịu đựng nỗi sỉ nhục vô cùng lớn, tần vấn thiên căn bản kinh thường trận đấu với hắn, ầm, cơn lốc cuồng bạo cuồng vào phóng ra, tiên uy trên người Dương An mạnh mẽ tột cùng, những tiếng nổ cực lớn ầm ầm vang lên, hắn trực tiếp lao tới phía tần vấn thiên, từng thanh tiên đao đáng sợ chém qua, xé rách hư không, mạnh mẽ vô cùng, trong mắt tần vấn thiên hiện lên một sự lạnh lùng, thân thể hắn đột ngột quay lại, bước ra một bước, thiên địa nổ tung, Dương An chỉ cảm thấy tiên đài rung lên, rung rẩy một cách mạnh mẽ. Tần Vấn Thiên vung bàn tay to lớn lên, tiên quang rực rỡ, cánh tay đó dường như phụ lên khôi giáp tiên ma, trực tiếp nghiền nát công kích của đối phương, một tiếng lỗ lớn vang lên, bàn tay trực tiếp chụp lên cổ của Dương An, bàn tay tiên ma, không thể chống cự, Dương An giận dữ gầm lên một tiếng, trên mặt hắn lộ ra những đường gân xanh, xấu hổ và giận dữ vô cùng, chỉ thấy trong mắt Tần Vấn Thiên có hàng ý mãnh liệt cho hắn đến rèn luyện Dương An. Được, ta cho Dương An tọa nguyện, trong giây lát một cánh tay khác đánh lên thân thể Dương An, tiếng răng rắc vỡ nát không ngừng vang lên, Dương An kêu lên một tiếng thảm thiết, tiên thể cũng muốn vỡ vụn. Ngươi làm càng, một bóng người nhanh như chớp đột nhiên hạ xuống, các cường giả còn lại lần lượt bay vọt lên cao, lại thấy xích đồng hầu quát lớn một tiếng, các ngươi làm càng, tiếng quát lớn này giống như sấm sét vậy, chấn động tới mức các vị tiên đài run rẩy sau một khắc xích đồng hầu đứng trong hư không ngăn cản mọi người, đây không phải điều các ngươi yêu cầu sao, thân thể mọi người chấn động, bọn họ không nghĩ rằng sau khi Dương An luyện thành tiên đài hoàn chỉnh khi đứng trước Tần Vấn Thiên vẫn không chịu được một đòn, Tần Vấn Thiên trực tiếp chụp lấy Dương An công kích, quá độc ác, ngươi xứng sao, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn chầm chầm Dương An, dường như xuyên qua linh hồn của hắn, cánh tay vung mạnh một cái, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Dương An bị đập rơi xuống mặt đất hắn đã quay người bước đi sau khi tần vấn thiên quay người rời đi sắc mặt mọi người trong phủ kỳ vương tái mét dương an luyện thành tiên đài hoàn chỉnh không ngờ không chịu nổi một đòn đều là cảnh giới tiên đài không ngờ sự chênh lệch lại lớn như vậy tần vấn thiên làm sao có thể cường đại như vậy dương an chỉ thấy từng bóng người rơi xuống trước người dương an một vị lão nhân thần sắc u ám nói xương cốt vỡ vụn tiên đài xuất hiện vết nứt một đòn thật là độc ác đây là muốn phế bỏ dương an sao vừa nói ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bóng lưng đang rời đi của tần vấn thiên, thần sắc lạnh lùng vô cùng, tự rước lấy nhục, đừng trách người khác. Xích đồng hầu đang nghe truyện trên TV audio CV hừ lạnh một tiếng, nói, phủ kỳ vương các ngươi cũng buồn cười, tìm người khiêu chiến để rèn luyện Dương An, coi người khác là đồ ngu sao, không phá tiên đài của Dương An đã là hạ thủ lưu tình rồi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng hắn không phá được, người của phủ kỳ vương không lời chống đỡ, bọn họ cũng không nghĩ rằng chênh lệch giữa hai người lại lớn như vậy chỉ một đòn dương an đã lập tức bị bắt lấy công kích mạnh mẽ vừa rồi của dương an đã thật sự chém lên trên cánh tay của tần vấn thiên hắn giơ tay đánh xuống trên cánh tay dường như có khôi giáp vậy không thể đánh vỡ coi thường công kích của dương an đánh cho dương an một đòn độc ác chỉ có thể nói thực lực của hai người căn bản không cùng một cấp bậc người của phủ kỳ vương càng ngày càng không có tiền đồ chủ động khiêu chiến chiến đấu không được lại muốn cùng nhau công kích, quá mất thể diện, cút đi, nếu như lần sau còn đến đây dương oai, đừng trách ta không khách sáo. Trường Bình công chúa ngồi ngay ngắn trên đó, lạnh lùng nói, người của Phủ Kỳ Vương chỉ có thể nhịn, mang Dương An đi và lui ra ngoài. Sau khi bọn họ rời khỏi, Linh Nhi tháng phục nói, thực lực của Tần đại ca thật mạnh, hắn thật sự chỉ vừa luyện thành tiên đài sao, tiên đài cũng phân trình độ, đều là tiên đài, có lục cấp tam phẩm, cho dù giống nhau đều vừa luyện thành tiên đài, cùng ở cảnh giới tiên đài nhất trọng, tiên đài phàm phẩm cũng không có cách nào chống lại vương phẩm tiên đài, hơn nữa, tầng đại ca của ngươi rất có thể đã luyện thành thánh tiên đài như trong truyền thuyết, ngàn vạn năm khó gặp, trường bình công chúa chậm rãi nói, tầng đại ca thật sự đã luyện thành thánh tiên đài sao, trong đôi mắt xinh đẹp của Linh Nhi có chút kỳ dị, ngày trước trời sinh hiện tượng kỳ quái, trừ hắn ra không còn ai khác nữa rồi, ta đoán chắc là thánh tiên đài, hắn đối đầu Dương An, sợ là có thể trực tiếp áp chế tiên đài giết chết đối thủ trong nháy mắt cùng cảnh giới không có đối thủ trong mắt trường bình công chúa có chút sống dậy vừa bước vào tiên đài thì lập tức luyện thành thánh tiên đài quá hiếm gặp dưới sự thử thách của tiên đài tần vấn thiên tiên uy cường thịnh da thịt xương cốt kinh mạch trải qua sự thử thách của thánh tiên đài cũng hoàn mỹ không còn thiếu sót toàn phương diện nhất định đều có thể áp chế người cùng cảnh giới đúng lúc này một tiếng ngân dài truyền đến ánh mắt mọi người đột nhiên quay lại nhìn về phía đài tu luyện chỉ thấy ở đó hồng quang bay lên trời giống như một mảnh thế giới luyện ngục trời có tường vân bóng dáng hư ảo của chu tước như ẩn như hiện khủng khiếp dị thường chu tước luyện tiên đài hai vị yêu thú đồng bạn của người này cũng đều phi phàm trường bình công chúa bùi ngùi tần vấn thiên mới chỉ là cảnh giới thiên tượng đã có thể nắm giữ hai vị yêu thú lợi hại như vậy cùng hắn trưởng thành ở hoàng cung của tiên quốc đều khó mà tìm thấy thuần huyết chu tước ngoài luyện ngục chu tước ra còn một con hóa thành manh sủng cũng là đại yêu phi phàm. Lúc này Tần Vấn Thiên đi tới đài tu luyện, nhìn thấy luyện ngục hóa thân yêu tiên, thân thể trở nên to lớn hơn, che khuất bầu trời, giống như tuyệt thế hung yêu, màu sắc lông vũ trên toàn thân cũng thay đổi, mỗi một sợi linh vũ đều lộ ra khí tức hỏa diễm mạnh mẽ, màu sắc đó giống như ngọn lửa của luyện ngục, vô cùng đáng sợ. Luyện ngục phát ra tiếng hú ngân dài, dường như vô cùng hưng phấn, sau đó thân thể hắn nhỏ đi, chớp mắt đã tới không trung nơi tần vấn thiên đang đứng xoay quanh trên đầu hắn cuối cùng đậu lên trên vai tần vấn thiên tần vấn thiên có thể cảm nhận thấy sự hưng phấn của hắn tần vấn thiên vươn tay xoa xoa đầu hắn tâm tình không hiểu sao đã tốt hơn một chút tuy nói mấy ngày nay hắn cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện của phụ mẫu nhưng trước sau tâm tình vẫn có chút uất ức khó có thể tiêu tan gào lúc này ánh sáng vàng kim rực rỡ ngập trời chỉ thấy tiểu hỗn đàng hóa thân đại yêu khủng khiếp thân thể to lớn vô biên một tiếng gào thét kinh thiên động địa trên trời có hư ảnh đại yêu chấp hiện đáng sợ vô cùng trên toàn thân thể hắn lưu chuyển phù văn màu vàng kim rực rỡ đến chói mắt nụ cười của tần vấn thiên càng rực rỡ hơn hai gia hỏa này giống như đang thi đấu vậy trước sau hóa thân yêu tiên tiểu hỗn đàng liên tục phát ra những tiếng trống lớn kinh thiên giờ mới dừng lại sau đó thân thể hắn nhỏ lại lần nữa lùng uy thế ngập trời vừa rồi dường như trong phút chốc không còn sót lại chút gì, lại trở về hình dáng người thú vô hại, toàn thân trắng tinh, thân thể hắn rung lên một cái, nhảy về phía Tần Vấn Thiên, giống như một đường ánh sáng trắng lao thẳng vào trong lòng Tần Vấn Thiên, sau đó nghiêng đầu nhìn luyện ngục, nói, may quá đã theo kịp, nếu không cục cưng ta sẽ lại bị mất thể diện. Giọng nói của hắn vẫn còn non nớt, rõ ràng rất trẻ con, dường như vĩnh viễn không lớn lên vậy, lộ ra vẻ đáng yêu nhưng một khi biến thân, thì lại trở thành một đại yêu hung ác, con ngươi của luyện ngục như mỉm cười, nhìn tiểu hỗn đàn, lười không muốn chấp với người không có kiến thức như ngươi, một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến tần vấn thiên có chút sửng sốt, đôi mắt to tròn của tiểu hỗn đàn cũng chớp chớp, rất là đáng yêu, giọng nói này trong trẻo dễ nghe, lộ ra vẻ nữ giới, đúng là giọng nữ, là giống cái. Tiểu hỗn đoàn chớp mắt nói, thân thể luyện ngục chấp hiện, lao ra ngoài, ánh sáng lập lòe, một người thiếu nữ xinh đẹp có khí thế anh hùng xuất hiện trước mặt tần vấn thiên, thân thể nàng giống như khoác lên khôi giáp luyện ngục, tinh khí thần tràn ngập, vóc dáng nóng bỏng, lộ ra vẻ yêu mị, còn có vài phần khí thế lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, tiểu hỗn đàn, người muốn tìm cái chết sao, trong giọng nói trong treo của luyện ngục lộ ra hàng ý, tần vấn thiên cũng thấy sửng sốt, không nghĩ đến luyện ngục lại hóa thân trở thành một nữ tử yêu mị lạnh lùng, tiểu hỗn đàn dụi dụi mắt, hình như rất kinh ngạc, sau đó lại nhìn Tần Vấn Thiên, giọng điệu non nớt nói, chu tước cái, quả thật còn hung dữ hơn hổ cái à, khụ khụ, Tần Vấn Tiên đánh nhẹ lên đầu tiểu hỗn đàn, thấp giọng mắng, đều thành yêu tiên rồi, vẫn bướng bỉnh như vậy, đúng, cục cưng ta cũng đã là yêu tiên rồi, luyện ngọc, hay là chúng ta ở cùng nhau đi, nói không chừng có thể sinh ra một đại yêu biến chủng siêu cấp, ngươi cút đi, luyện ngục dẫn đến mức thân thể run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp của nàng có chút tuổi thân nhìn Tần Vấn Thiên, Nói: "Chủ nhân, người quản hắn một chút." Luyện Ngục: "Ngươi gọi ta là Tần đại ca được rồi." Tần Vấn Thiên xấu hổ toát mồ hôi. "Không, vì chủ nhân ta mới có thể sống, tất nhiên phải gọi người là chủ nhân." Luyện Ngục hình như vô cùng cố chấp, khăng khăng nói, Tần Vấn Thiên đảo mắt nói: "Vậy ta lệnh cho ngươi gọi ta là Tần đại ca." "Không." Luyện Ngục tuổi thân biểu môi, y chang tính tình một thiếu nữ, nhìn thấy thần sắc tuổi thân của nàng, Tần Vấn Thiên lại không biết nói gì để chống đỡ chỉ có thể gật đầu nói, được, được, tùy ngươi, đa tạ chủ nhân, luyện ngục vui mừng mỉm cười, tần vấn thiên nhìn chầm chầm hai gia hỏa, uất ức của mấy ngày nay dần dần tiêu tan, nhìn bọn họ trưởng thành, luôn cùng sát cánh với mình, tần vấn thiên rất vui mừng, đi thôi, chúng ta nên rời đi rồi, tần vấn thiên nói, tiểu luyện ngục, dẫn ta đi, thân hình tiểu hỗn đàn lóe lên nhảy vào trong lòng luyện ngục, nấn ná vào vị trí đầy đặn của nàng, luyện ngục lộ ra thần sắc ghét bỏ muốn ném ra, chỉ có điều gia hỏa này sống chết cứ y ra đó, luyện ngục chỉ có thể nói, vô sĩ, cục cưng ta phải nghỉ ngơi rồi, tiểu hỗn đàn nằm ở đó một cách thoải mái, luyện ngục lộ vẻ mặt ghét bỏ, trường bình công chúa và xích đồng hầu nhìn tần vấn thiên đi rồi lại quay về, lại nhìn thấy sau lưng hắn là luyện ngục cùng với tiểu hỗn đàn đang nằm trong lòng, không nhịn được lộ ra vẻ tươi tươi, công chúa, hầu gia, mấy năm vừa qua ở đây quấy rầy rồi, tần vấn thiên đã đa tạ, bây giờ hai gia hỏa này đều luyện thành tiên đài rồi ta cũng nên rời khỏi rồi thật sự không đợi thanh nhi trường bình công chúa nhìn tần vấn thiên mỉm cười sau khi thanh nhi luyện thành tiên đài mong rằng công chúa chuyển lời với nàng ta sẽ quay lại tìm nàng bất kể người ở phương nào tim ta đều không thay đổi tần vấn thiên nói được để hắn tiễn ngươi trường bình công chúa nhìn xích đồng hầu chỉ thấy xích đồng hầu nói các ngươi muốn đến khu vực nào ta tiễn các người qua đại trận truyền tống truyền tống qua khu vực Đông Thánh 13 Châu, đại trận truyền tống sẽ thông đến nơi đó chứ? Tần Vấn Thiên hỏi nói, trận truyền tống trong Hoàng Cung có thể truyền tống đến nhiều khu vực trong tiên vực, hơn nữa có thể điều chỉnh đại khái phương hướng vị trí, tiện cho việc xuất hành, người muốn đến châu nào? Xích đồng hầu bắt đầu bước đi, Tần Vấn Thiên đi theo sau, đi về phía đại trận truyền tống của Hoàng Cung, Vân Châu. Tần Vấn Thiên nói, không thành vấn đề, chắc có thể đưa tới Vân Châu, cụ thể là là quận nào thành nào, thì phải xem vận mệnh rồi." Xích Đồng Hầu nói, "Không sao, trên người ta có đại bộ tiên binh, đến Vân Châu đại địa, ta tự khắc có thể đến nơi cần đến." Tấn Vấn Tiên trả lời, "Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đến khu vực đại trận truyền tống, có quân đội hoàng cung canh gác ở nơi đây, Vương Hầu trong hoàng cung mới có tư cách sử dụng. Tòa đại trận truyền tống này có thể thông đến Đông Thánh 13 châu, để ta giúp ngươi điều chỉnh phương hướng vị trí." Xích Đồng Hầu đi đến một tòa đại trận đại trận truyền tống ở đây được chế tạo vô cùng tinh diệu, đúng là không gian tu luyện của các nhân vật tông sư trận pháp cấp đại sư. Lên đây đi, xích đồng hầu nói một tiếng, tần vấn thiên bước lên đại trận truyền tống, xích đồng hầu thì lại đi ra, một lát, đại trận khởi động, ánh sáng không gian khùng khiếp xông thẳng lên trời, tần vấn thiên nhìn xích đồng hầu gật đầu, nói, hầu gia, sau này còn gặp lại, sau này gặp lại, xích đồng hầu cười nói, lời nói vừa dứt, ánh sáng chớp lóe, Tần Vấn Thiên biến mất. Đông Thánh 13 châu, Vân Châu đại địa, vùng đất hoang dã bát ngát vô tận ngoài thành của Vô Ưu thành quận Giang Lăng, chỉ thấy một đôi tình nhân đang liều mạng chạy thoát thân, toàn thân nam tử đó dính máu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Tuyết Như, nàng đi trước đi, ta ngăn bọn họ lại, không thì chúng ta đều không thoát được. Nam tử nhìn người yêu xinh đẹp bên cạnh, trong lòng đau nhói, lần này sợ là khó mà thoát được. Không, nếu chết thì cùng nhau chết. Nữ tử lắc đầu nói: tuyết như nghe ta súc vật đó không phải muốn nàng chết đôi mắt người thanh niên đỏ ngầu chỗ vai của trang phục mà nữ tử bên cạnh hắn đang mặc dường như bị xé rách một miếng lộ ra da thịt trắng nõn nghe thấy lời này sắc mặt nữ tử tái nhợt nói vậy ta sẽ tự sát nàng đi đi nam tử quát to đôi mắt nữ tử rơi lệ đúng lúc này trên hư không một đường ánh sáng chói mắt phóng tới lập tức bầu trời dường như có một cánh cửa hư không thân hình một nam một nữ từ trong đó bước chậm ra nam tử tuấn tú nữ tử yêu mị tư thế oai hùng hiên ngang vừa nhìn đã biết là nhân vật không tầm thường người xuất hiện này chính là tần vấn thiên và luyện ngục tiêu tan chấn động không gian bọn họ liếc mắt nhìn xung quanh cũng không biết mình đã đến phương nào hai người phía dưới nhìn thấy tần vấn thiên và luyện ngục trực tiếp bước ra từ trong hư không trong lòng thầm kinh ngạc đúng lúc này chỉ thấy tần vấn thiên bước chân ra lập tức xuất hiện trước người bọn họ hỏi nói hai vị xin hỏi đây là quận nào của vân châu quận Giang Lăng, nam tử đáp lại một tiếng, nhìn Tần Vấn Thiên nói, tiền bối, ta đắc tội với kẻ thù, tự biết không thể sống nổi, có thể cầu xin tiền bối bảo vệ tính mạng cho người yêu của ta không? Hắn nói xong, chỉ thấy đôi mắt Tần Vấn Thiên nhìn chầm chầm vào hắn, đôi mắt thâm túy này dường như có thể nhìn thấu hắn, biết được tất cả suy nghĩ của hắn, chỉ có điều hắn vẫn không cúi đầu, hắn biết người trước mắt rất có thể là nhân vật không tầm thường. Cho dù nhìn rất trẻ, nhưng có tu vi cường đại chỉ cần đối phương gật đầu, hắn và Tuyết Như có thể sẽ có cơ hội sống sót. Quận Giang Lăng, Tần Vấn Thiên có chút bất ngờ, hắn vừa bước vào tiên vực, lại là quận Giang Lăng. Tần Vấn Thiên tự nhiên hiểu rõ tâm ý cầu cứu của nam tử trước mắt hắn, nếu như hắn gật đầu, hắn không thể nào chỉ cứu nữ tử kia, chỉ có điều hắn cũng không muốn tính toán với chút tâm tư này, lại hỏi, ở đây gần với thành nào của quận Giang Lăng? Vô Ưu thành, ở đây cách Vô Ưu thành không xa. Nam tử lại nói, trong mắt tần vấn thiên hiện lên một tia sáng kỳ lạ, hắn vừa đến tiên vực, lại rơi vào chính vô ưu thành quận Giang Lăng, ở vô ưu thành hắn đã từng thu nạp một đệ tử tên Tần Phong, sau này vì tần thanh tỷ tỷ của Tần Phong, hắn kết oán với thành chủ vô ưu thành đồng thời phế bỏ Khương cùng thiếu gia Khương Thị có thế lực siêu nhiên ở Vân Châu Đại Địa, bị đuổi giết truy nã, khiến cả nhà Tần Phong bọn họ phải rời khỏi, sau này, hắn bị nhận ra tại phiêu tuyết thành. Khương thị và các thế lực lớn đối phó với hắn, bị hắn mượn lực của phiêu tuyết lâu chủ, sang bằng khương thị cực thịnh một thời. Đã qua nhiều năm như vậy, thế sự xoay vần, không ngờ hắn lại trở về vô ưu thành. Hiện tại, Vân Châu đại địa này đã thuộc quyền quản lý của thiên biến đế quân, không còn là thế lực của đông thánh tiên môn nữa. Quận Giang Lăng tất nhiên cũng vậy. Lúc này, phía sau có một đám cường giả cưỡi phi ưng xông đến, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi có khí thế có chút không ổn định, hình như đã bị thương, sắc mặt có phần tái nhợt ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn chằm chằm về phía tần vấn thiên lạnh lùng nói các ngươi còn muốn đi sắc mặt nam tử kia và tuyết như đại biến chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía tần vấn thiên tại sao các ngươi kết thù tần vấn thiên nhìn nam tử hỏi kim giáp tông hành sự người không liên quan lập tức cút người thanh niên cầm đầu quát lạnh một tiếng trong nháy mắt các cường giả đã vây kín chỗ này lại kim giáp tông thật quen thuộc tần vấn thiên thì thào nói nhỏ Năm đó ở Vô Ưu Thành, hắn đã kết thù với một đệ tử của Kim Giáp Tông tên Triệu Ngữ Yên, sư tôn của nàng chính là đại trưởng lão của Kim Giáp Tông lúc đó xuất hiện dùng tiên niệm muốn lấy mạng của hắn. Lúc này Tiên Vương mặc y phục màu trắng bạch vô nhai xuất hiện, liếc mắt một cái giết chết tiên niệm của đối phương, đưa hắn đến thiên phù giới. Tiền bối, ta và những người này không hề quen biết. Trong tử lầu hắn nói những lời khinh bạc, sư huynh ta ra tay giáo huấn và đánh hắn bị thương, không nghĩ rằng hắn là người của Kim Giáp Tông. Ánh mắt của nữ tử tuyết như nhìn chầm chầm tầng vấn thiên đầy cầu khẩn, thế giới tiên vực là như vậy, cường giả bá đạo ức hiếp kẻ yếu, đắc tội với bọn họ sẽ rất thảm. Tiên vực mênh mông, tuy rằng nhân vật đế vương cũng rất nhiều, nhưng đó là bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, đặt ở vô ưu thành, nhân vật tiên đài đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, kim giáp tông chính là thế lực của cường giả tiên đài, đệ tử tự nhiên sẽ hoành hành ngang ngược, đúng là như vậy sao? ánh mắt tần vấn thiên nhìn nam tử trẻ tuổi của kim giáp tông nói, việc của kim giáp tông, ngươi không ra mặt cho hắn không được sao, các hạ tốt nhất nên cân nhắc một chút, nam tử trẻ tuổi nhìn chầm chầm vào tần vấn thiên, nhìn thấy luyện ngục sau lưng tần vấn thiên ánh mắt liền sáng lên, chỉ có điều nhìn thấy khí chất của hai người dường như không tầm thường, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cười nói, ta chính là nhi tử của trưởng lão kim giáp tông. Nếu như các hạ có nguyện ý có thể kết bằng hữu, đến làm khách tại Kim Giáp Tông tần vấn thiên liếc mắt đã có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương hắn nhìn vào nam tử đang cầu cứu và tuyết như nói các người đi đi đa tạ tiền bối hai người biết rằng đã được cứu nhìn tần vấn thiên hơi cúi người sau đó lập tức rời khỏi làm càng người thanh niên đó quát lạnh một tiếng ngươi đúng là tìm đến cái chết giết hắn cho ta giữ lại nữ tử để ta dần dần hưởng thụ hắn muốn xem thử trong phạm vi thế lực của vô ưu thành này ai dám qua mặt kim giáp tông hắn trong cơ thể hắn nắm giữ tiên niệm, cho dù Tần Vấn Thiên là cường giả thiên tượng đỉnh phong cũng không phải sợ. "Vâng, thiếu gia." Khí thế trên thân thể những người thuộc Kim Giác Tông phóng ra, không ít người đều phóng ra thiên tượng ngôi sao, tu vi của nam tử đang chạy trốn không yếu, chính là một nhân vật thiên tượng lợi hại, bởi vậy thực lực của đám người đuổi giết đều vô cùng cường đại. Trong mắt Tần Vấn Thiên hiện lên một tia sáng sắc bén, bước chân tiến về phía trước, những âm thanh bị bóp nghẹt truyền ra tần vấn thiên lập tức bước qua giữa đám người trong nháy mắt rời khỏi bên này nam tử chạy trốn đó dường như cảm nhận thấy điều gì hắn quay đầu nhìn một cái lập tức thân thể đứng lại ánh mắt cứng đờ chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh sư huynh tuyết như nhìn thấy nam tử dừng lại nhất thời kinh sợ nàng cũng quay đầu lập tức nhìn thấy tần vấn thiên bước chậm rời đi đám người của kim giác tông đều ngã trên mặt đất sắc mặt từng người trắng bệch tu vi của bọn chúng bị phá hủy rồi thậm chí người thanh niên cầm đầu đã trực tiếp không còn sinh mạng đã là người chết tiên niệm cũng không thể xuất hiện thật mạnh tim người nam tử đập càng lúc càng nhanh sư môn của hắn cũng không có cường giả đáng sợ như vậy đây là cảnh giới gì thân thể tuyết như có chút run rẩy người thanh niên tuấn tú bí ẩn đó hắn thậm chí không ra tay sao tiên nam tử thốt ra một chữ người thanh niên này là tiên vô ưu thành tần vấn thiên và luyện ngục dạo bước trong đó tiên niệm của hắn phóng ra ngoài bao phủ khu vực có phạm vi mấy trăm dặm ngày xưa khi hắn từ thế giới căn bản đến thực lực cảnh giới thiên tượng của hắn có phần yếu cũng không thể xem thật kỹ tòa thành này thành nhỏ của tiên vực người có tu vi yếu vẫn nhiều hơn so với người có tu vi mạnh tầng cấp cao nhất chính là cảnh giới thiên tượng chỉ có điều bởi vì nhân khẩu trong vô ưu thành quá mức khổng lồ cường giả cảnh giới thiên tượng quá nhiều mới bước vào tiên đài đã có thể xưng bá một thành trở thành nhân vật cấp thành chủ hoặc có thể sáng lập một tông môn dưới sự bao phủ của tiên niệm trong đầu tần vấn thiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng vô số âm thanh đang xuất hiện trong đầu sao đúng lúc này chân mày tần vấn thiên sẽ giật trong đầu hắn xuất hiện một tòa tửu lầu sau đó tiên niệm của hắn tập trung lại bay về phía tửu lầu đó rơi vào trên thân một người ngồi trong đó ta xem lần này trượng kiếm tông thảm rồi ai bảo bọn họ bị tà vũ chú ý tới chỉ có điều nói đi thì phải lại nói lại Người của Trưởng kiếm tông này thật sự không tầm thường, mỗi một người đều là thanh niên tuấn kiệt, Lầu Băng Vũ đó lạnh lùng cao ngạo như hoa mai, lộ ra ra sự ngạo mạn, sợ rằng Tà Vũ có tà niệm đối với nàng. Không sai, nghe nói Tà Vũ thiếu gia thành chủ đang tu luyện tà công, phụ thân hắn chính là yêu, Tà Vũ họ Tà, nghe nói đã có rất nhiều nữ tử trong sạch như băng thanh ngọc khiết đã bị hủy hoại trong tay Tà Vũ, người trưởng kiếm tông mới đến đã đắc tội với không ít người ở tiên vực. Lần này sợ rằng sẽ bị hủy diệt, nghe nói bọn họ đến từ thế giới thổ trứ, cũng khó trách không hiểu quy định của tiên vực. Trượng Kiếm Tông, trong ánh mắt Tần Vấn Thiên có tia sáng sắc bén, lập tức chỉ nhìn thấy hắn bước chân ra, chỉ là sau một lát, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện trong tửu lầu, hai người đang nói chuyện thấy bất ngờ khi bên cạnh xuất hiện thêm bóng dáng hai người nữa, đồng tử thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên và Luyện Ngục, đôi nam nữ trẻ tuổi này thoạt nhìn khí chất không tầm thường sợ rằng chính là thiếu gia của một đại thế lực nào đó vị thiếu hiệp này có việc phân phó sao một trong hai người nhìn tần vấn thiên chắp tay cực kỳ khách sáo ở tiên vực kiên kỵ nhất là tùy ý đắc tội với người khác rất dễ nhận phải tai họa sinh tử người có thực lực yếu thì cần phải khiêm tốn đưa ta đến trượng kiếm tông tần vấn thiên nhìn hắn nói trượng kiếm tông đã đến tiên vực sao việc này người kia lộ ra thần sắc khó xử tần vấn thiên nhíu mày thần sắc sắc bén như kiếm người đó chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ra có một luồng áp lực mạnh mẽ rơi trên cơ thể thiếu hiệp hiện tại nhi tử của thành chủ tà vũ đang phát động không ít người đi bao vây tiêu diệt trượng kiếm tông lúc này ta làm sao dám đi tới đó sau khi ngươi dẫn ta đi chỉ rõ phương hướng ta tự khắc sẽ cho ngươi rời đi sẽ không bạc đãi ngươi tần vấn thiên bình tĩnh nói người đó cúi thấp đầu nói được rồi hắn biết tần vấn thiên không ép hắn đã là khách sáo rồi hắn sao có thể không biết tốt xấu, nếu vậy sẽ chết thế nào còn không biết. Tần Vấn Thiên kéo theo thân thể hắn lập tức rời khỏi đó với tốc độ nhanh chóng mãnh liệt vô cùng, người đó chỉ rõ phương hướng cho Tần Vấn Thiên, cho đến khi tiên niệm của Tần Vấn Thiên tìm đến trượng kiếm tôn, hắn mới thả người đó, còn cho người này thù lao hậu hĩnh. Từng ngọn thanh sơn cổ phong trong vô ưu thành, trượng kiếm tông lập tông nơi đây, trên một tảng đá lớn dưới sơn môn cổ phong có một bóng dáng cô độc cao ngạo như mai đứng ở đó thân nàng mang kiếm cổ, áo dài tung bay, nhanh nhẹn như tiên. Lúc này, chân mày nữ tử khẽ nhíu lại, ánh mắt giống như thanh kiếm sắc bén phóng về phía xa, chỉ thấy ở đó có khí tức xuất hiện, sau đó nàng nhìn thấy hai bóng người bước chậm đến. Sau khi mắt nàng nhìn rõ bóng dáng hai người thanh niên phía trước, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp trở nên nghiêm nghị, hai con mắt lạnh lùng chợt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, dường như không dám tin vào mắt của mình. Người thanh niên dần dần tiến gần, nhìn bước chân như rất thông thả nhưng lại rất nhanh đã đến trước người nữ tử, nhìn nàng mỉm cười nói, không nhận ta rồi sao, lầu băng vũ vẫn chưa phục hối lại tinh thần, khí chất của tần vấn thiên dường như lại thay đổi, càng tuấn tú hơn, còn mang theo vài phần khí chất xuất trần, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trượng kiếm tông lại chuyển đến tiên vực? Tần vấn thiên hỏi, hắn quan tâm đến tình trạng của thế giới căn bản hơn. Lầu băng vũ nhìn chầm chầm tần vấn thiên, lại liếc nhìn luyện ngục phía sau hắn, lập tức nói chúng ta vừa đi về tông môn vừa nói được tần vấn thiên gật đầu đi tới bên cạnh lầu băng vũ cùng đi về phía sơn môn chỉ nghe lầu băng vũ nói sau khi ngươi rời khỏi dược hoàng tiền bối chính là cường giả mạnh nhất thế giới căn bản chỉ có điều dược hoàng cốc không muốn xưng bá các thế lực nổi dậy tranh phong xuất hiện rất nhiều thế lực vô cùng cường đại nhưng vì lúc đó ngươi chèn ép tinh hà công hội đã yên lặng thậm chí mai danh ẩn tích nhưng chính ở giai đoạn trước tinh hà công hội đã triệu tập nhân vật cường giả từ thế giới bên ngoài vào thế giới căn bản, dùng thủ đoạn cường thế chấp áp thiên hạ. Trong mắt tần vấn thiên hiện lên tia sáng lạnh lùng lùng sắc bén, lại là tinh hà công hội, dược hoàng tiền bối và khuynh thành thế nào, bọn họ đã đến tiên vực sao? Tần vấn thiên hỏi, lầu băng vũ nhìn tần vấn thiên, chậm rãi lắc đầu, dược hoàng tiền bối đã đưa rất nhiều nhân vật kiệt xuất ra khỏi thế giới căn bản, mặt khuynh thành, nàng không chịu đi, vì sao? Tần Vấn Thiên trong lòng khẽ run, nàng biết tiên vực quá lớn, lầu băng vũ nói, nàng muốn đợi ngươi, thân thể Tần Vấn Thiên run nhẹ nhẹ, nhất thời không nói gì. Đúng thế, tiên vực quá lớn, Khuynh Thành cho là nàng đến tiên vực sợ rằng sẽ khó gặp được Tần Vấn Thiên, tiên vực bao la, cho dù là nhân vật đế vương muốn móc một người ra cũng không dễ dàng, hắn từng hứa sẽ trở về, vì thế, Khuynh Thành không chịu rời khỏi thế giới căn bản, nàng muốn chờ hắn về khuynh thành sẽ không có chuyện gì đâu tần vấn thiên thầm nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện trượng kiếm tông hắn sẽ lập tức đi tới thế giới căn bản tìm khuynh thành hắn không thể chờ được nữa ngươi ở tiên vực có khỏe không lâu băng vũ im lặng một lát vang lên giọng nói lạnh lùng nhìn tần vấn thiên khí chất bất phàm lại có mỹ nữ theo cùng chắc hẳn là sống không tệ nói vậy thực lực cũng nâng cao rất nhiều với thiên phú của hắn sợ rằng đã bước vào tầng cao nhất của thiên tượng cảnh tất cả đều ổn Tần Vấn Thiên gật đầu, còn nàng, ta cũng ổn. Lâu Băng Vũ gật đầu, dọc đường hai người không nói gì, cuối cùng cũng đi vào sơn môn. Băng Vũ đã trở về, một bóng người bước chậm đến, ánh mắt chợt nghiêm lại khi nhìn thấy Tần Vấn Thiên, lập tức cười nói, "Tần sư đệ, Quý sư huynh." Tần Vấn Thiên kêu, hóa ra người này chính là Quý Phi Tuyết. "Ha ha, không ngờ có thể gặp được Tần sư đệ ở tiên vực." Quý Phi Tuyết cười nói, "Nhanh vào đi." mọi người thấy ngươi tới nhất định sẽ rất vui mừng lúc quý phi tuyết nói chuyện thì có từng bóng người chấp hiện đi tới tất cả đều là người của một mạch trượng kiếm tông ngày xưa tần vấn thiên nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc lâm soái sư huynh lăng thiên kiếm chủ mai sơn kiếm chủ thậm chí còn có diệp lăng sương cũng ở đây vấn thiên diệp lăng sương nhìn thấy tần vấn thiên lộ ra vẻ vui mừng bước thẳng đến trước người của tần vấn thiên kéo hai tay tần vấn thiên đặc biệt hưng phấn Nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tần Vấn Thiên ở Tiên vực. Lăng Sương tỷ, nghĩa phụ có tới hay không? Tần Vấn Thiên nhìn Diệp Lăng Sương hỏi. Phụ thân không thể nào từ bỏ Diệp Quốc. Diệp Lăng Sương lắc đầu, Diệp Thanh Vân thân là Diệp Quốc nhân hoàng, quả thật dễ dàng một mình rời khỏi. Diệp Lăng Sương là đệ tử một mạch Trượng Kiếm Tông, nàng ở chỗ này tất nhiên rất bình thường. Vấn Thiên, từng bóng người đã đi tới, Tần Vấn Thiên nhìn những bóng người quen thuộc lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tiểu tử sao ngươi lại tới đây một giọng nói truyền đến lập tức mọi người đều tránh ra liền nhìn thấy bóng người của trượng kiếm tông lão tổ xuất hiện tần vấn thiên nhìn hắn cười nói lão gia hỏa ta không thể tới sao vẫn lớn lối như vậy lão tổ chấp hai tay sau lưng bước chậm đến đi tới bên cạnh giơ tay lên đánh tần vấn thiên một chưởng lập tức một luồng kiếm uy cùng bạo cuốn ra công kích thẳng tới tần vấn thiên thử ta tần vấn thiên mỉm cười năm xưa lão bất tử kia muốn nhận mình làm đồ đệ mình không đồng ý hắn vẫn ghi hận trong lòng tần vấn thiên giơ tay lên vỗ ra một chưởng ấn lớn hai chưởng ấn đánh vào nhau một luồng khí lưu cùng bạo cuốn ra lão tổ lui một bước tần vấn thiên vẫn đứng mỉm cười điều này làm cho lão tổ trợn mắt nhìn tần vấn thiên nói thằng nhóc cừ thật khó trách vẫn lớn lối như vậy cũng tới thiên tượng cảnh tầng cao rồi chăng có thể đánh với ta không phân thắng bại mọi người bên cạnh đều mỉm cười lão tổ rõ ràng bị đánh lui còn nói không phân thắng bại chỉ có điều tất cả mọi người giữ thể diện cho hắn cũng không vạch trần. Lão già, ta đã hạ thủ lưu tình, tần vấn thiên lại không khách khí vừa cười vừa nói, khiến cho lão tổ càng thổi râu mép trừng mắt, nổi giận mắng, nói dốc, ha ha ha, mọi người xung quanh đều mỉm cười, Mai Sơn kiếm chủ có chút xúc động khi nhìn thấy hắn lớn mạnh như vậy, nghĩ lại năm xưa hắn muốn thử kiếm, nàng nói muốn nhận tần vấn thiên làm đệ tử và bị hắn từ chối, nàng còn nói châm chọc, hiện tại tần vấn thiên đã vượt qua nàng không chỉ có tần vấn thiên rất nhiều thanh niên đồng lứa của trượng kiếm tông có thiên phú rất cao hiện tại cũng dần dần vượt qua những trưởng bối như bọn họ tần sư đệ ngươi hãy giữ một chút thể diện cho sư tổ lâm soái cười đùa nói tần vấn thiên chuyển sang nhìn đám người lâm soái đoạn hàng gật đầu hô một tiếng tuy rằng thực lực cường đại nhưng vẫn hoàn toàn không có uy phong tiểu tử ngươi tới không phải lúc trượng kiếm tông lão tổ nói với hắn chỗ chúng ta đã bị bao vây, chọc phải người của phủ thành chủ, bọn họ rất nhanh sẽ đánh tới, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tần Vấn Thiên hỏi, chúng ta xây dựng thế lực tông môn ở vô ưu thành, lập tức bị một số thế lực lớn của bản thổ theo dõi, lúc đệ tử của những thế lực lớn kia đến vô ưu thành đã kéo theo nhi tử thành chủ, tà vũ cùng đi, có ý định khiêu khích, quý phi tuyết và băng vũ bọn họ đã chiến đấu với đối phương một trận, mới gây ra phiền toái, là lỗi của ta. Lâu băng vũ cúi đầu, có liên quan gì tới nàng, là bọn họ kinh người quá đáng. Quý phi tuyết không phục nói, ai đúng ai sai đã không quan trọng, chuẩn bị ứng phó một trận chiến cho tốt. Thành chủ là nhân vật tiên cảnh, cũng sẽ không tham dự phong ba lần này, đều là những cường giả thanh niên tự phát ngăn cản, tuyên bố muốn tiêu diệt trượng kiếm tông. Tần tiểu tử, ngươi có tính toán gì không? Trượng kiếm tông lão tổ hỏi, lão già, dù gì ta cũng là một thành viên của trượng kiếm tông, lẽ nào ngươi muốn đuổi ta đi hay sao tần vấn thiên miễn cười nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha được trượng kiếm tông vẫn không nhìn nhầm ngươi trận chiến này bất kể thắng hay bại chúng ta đều sẽ rút khỏi vô ưu thành lão tổ nghiêm túc nói chuẩn bị chiến đấu cho tốt ta nhận được tin tức bọn họ đã xuất phát vâng thưa lão tổ mọi người đều gật đầu thần sắc nghiêm trọng hơn trận chiến này sẽ rất khó khăn được đệ tử trượng kiếm tông chuẩn bị chiến đấu lão tổ hét lớn một tiếng các đệ tử trượng kiếm tông lập tức bay lên không trung trong phút chốc kiếm rít trên không trung từng bóng người trẻ tuổi đạp kiếm bay về phía trước chiến đấu vì tông môn tần vấn thiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng lộ ra vẻ tươi cười trượng kiếm tông bất kể ở phương nào cũng là trượng kiếm tông phía trước trượng kiếm tông trên ngọn núi cổ đệ tử của trượng kiếm tông đứng trên những tảng đá lớn tần vấn thiên cũng ở chỗ này các đệ tử kiệt xuất lâm soái quý phi tuyết Lâu Băng Vũ đứng phân tán bên cạnh hắn. Hậu phương là nhân vật trưởng bối của kiếm chủ, bọn họ nhìn phía trước thấy có rất nhiều người đang lao tới, giống như mây đen ép thành. Một nhóm nhân vật trẻ tuổi đang đứng trên một yêu thú cực kỳ to lớn, người đứng đầu chính là tà vũ của thành chủ phủ, còn có rất nhiều con cháu thế lực lớn mạnh của Vô Ưu thành, bọn họ đều xem tà vũ là lãnh đạo, chuẩn bị khai chiến, kiếm khí trên người của đệ tử trưởng kiếm công phun ra điên cuồng lâu băng vũ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào phía trước, thần sắc lạnh như băng. Ha ha, mỹ nhân lạnh lùng lâu băng vũ quả nhiên ở đây, trượng kiếm tông có không ít mỹ nữ. Có một đệ tử cười lớn nói, sư tôn lâu băng vũ cũng rất khá, ta thích lớn tuổi một chút, càng có hứng thú. Những người thanh niên không kiên nể gì cả, cùng vọng mở miệng. Nếu trượng kiếm tông đồng ý để cho tất cả nữ tử giơ tay chịu trói theo chúng ta trở về, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua cho trượng kiếm tông một lần có người cố ý châm chọc nói khiến cho từng đệ tử của trượng kiếm tông phát ra sát khí trùng thiên cuốn ra vô số cường giả vọt tới lúc này chỉ nghe một người kinh ngạc kêu lên a à, tiểu mỹ nhân này thật đúng là yêu mị trước đây lại chưa thấy qua người đó nhìn lên người của luyện ngục bên cạnh tần vấn thiên luyện ngục vóc người nóng bỏng vô cùng yêu mị khoác trên người khôi giáp màu hỏa diệm chèn ép dáng người đầy đặn trở nên vô cùng quyến rũ lại thêm tiên khí yêu mị và khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của nàng trong nháy mắt thu hút sự chú ý của rất nhiều người ha ha trượng kiếm tông thật đúng là nơi tốt tà vũ mỹ nữ này và lâu băng vũ ngươi thích ai hơn người kia nhìn tà vũ bên cạnh nói chỉ có điều lúc này tà vũ có chút khác thường nụ cười ngã ngớn của hắn đã biến mất thậm chí không nhìn luyện ngục mà nhìn chầm chầm vào tần vấn thiên trường bào của tần vấn thiên tung bay chắp tay tùy ý đứng ở đó khiến cho tà vũ hoảng loạn khó hiểu vì sao hắn lại ở đây giả vờ không biết gì sao nhưng lúc này tần vấn thiên đã nhìn chằm chằm vào hắn khiến cho sắc mặt của tà vũ càng lúc càng khó coi tà vũ thế nào người thanh niên bên cạnh hình như phát hiện ra tà vũ không bình thường hỏi chuyện này không có liên quan gì đến ngươi phải không tà vũ nhìn tần vấn thiên kiên trì mở miệng nói nghe thấy tà vũ nói mọi người đều lập tức nhìn tần vấn thiên những người xung quanh tà vũ cảm thấy có chút kỳ quái, tà vũ nhận ra người này sao, chẳng lẽ là đệ tử thế lực tiên cấp. Tất cả người của trượng kiếm tông cũng nhìn tần vấn thiên, không ngờ tà vũ quen với tần vấn thiên, chỉ thấy tần vấn thiên vẫn đứng đó chăm chú nhìn tà vũ, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu tà vũ, khiến cho tà vũ càng hoảng loạn, sắc mặt càng khó coi, ánh mắt của tiểu hỗn đảng này sao lại sắc bén như thế, bảo phụ mẫu của ngươi tới gặp ta, trong miệng tần vấn thiên thốt ra một câu, chấn động tới mức mọi người đều thấy sai sai, phụ mẫu của tà vũ đều là nhân vật tiên cảnh, đến gặp hắn sao, tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao, một người thanh niên lạnh lùng cười nói, sau lưng tà vũ có rất nhiều cường giả lộ vẻ mặt lạnh lùng, người của trượng kiếm tông lại kinh ngạc nhìn tần vấn thiên, nhưng tần vấn thiên chỉ nhìn chầm chầm vào tà vũ, nhìn thấy tà vũ biến đổi thần sắc, tần vấn thiên biết tuy rằng tà vũ đang ở vô ưu thành nhỏ bé, nhưng vì là nhi tử của thành chủ, hắn nên biết hôm nay mình lấy thân phận gì nói chuyện được ta sẽ dẫn người rời khỏi đây trong lúc mọi người đều cho rằng tần vấn thiên điên rồi tà vũ đột nhiên chịu thua mở miệng nói một tiếng lập tức chấn động tới mức mọi người không nói gì chỉ cảm giác có chút không chân thật những cường giả tà vũ mang đến đều nghĩ người này là ai ai cho ngươi dẫn người rời đi tần vấn thiên lạnh lùng mở miệng ta bảo ngươi lập tức thông báo cho phụ mẫu của ngươi đến gặp ta ngươi nghe không hiểu sao người của trượng kiếm tông chấn động kinh ngạc nhìn tần vấn thiên bọn họ phát hiện giờ phút này khí chất tần vấn thiên đã thay đổi hoàn toàn không có ấm áp như lúc gặp bọn họ lúc này tần vấn thiên bá đạo không tầm thường như vậy lời của hắn chính là mệnh lệnh không thể ngỗ nghịch chống lại đây là chuyện gì xảy ra tất cả người của trượng kiếm tông vốn chuẩn bị đại chiến một trận tuyệt đối không ngờ sẽ như vậy lâu băng vũ cũng nhìn tần vấn thiên lộ vẻ khó hiểu đúng tà vũ đối mặt với cường thế của tần vấn thiên cuối cùng lại chịu thua lần nữa gật đầu đáp ta lập tức thông báo bọn họ đến nói xong hắn lấy một món phù bảo ra bóp bể nát đồng thời nhìn những người bên cạnh truyền âm nói lập tức mời trưởng bối của các ngươi đến đây bằng không các ngươi đều gặp họa lớn hắn là ai mọi người nhìn chằm chằm vào tần vấn thiên tính cách của tà vũ thế nào bọn họ đều biết vô cùng tà cha mẹ của hắn đều là cường giả tiên đài phụ thân tà sư bản tôn chính là một con yêu sư bá chủ của thế giới căn bản, mẫu thân bộ Yên Vũ là người đứng đầu một thành, từ trước đến nay Tà Vũ đều ngang ngược ở Vô Ưu thành. Hiện tại, một câu nói của người thanh niên này khiến cha mẹ hắn tới gặp, không ngờ Tà Vũ thật sự phục tùng, xem ra thân phận của người này e là không tầm thường. Những nhân vật thanh niên cuồng vọng kia đều yên lặng, trong lòng thấp thỏm không dám ăn nói lung tung không kiên nể giống như lúc nãy, truyền âm cho Tà Vũ thăm dò thân phận người này, tuy nhiên Tà Vũ vẫn không chịu nói rõ khiến bọn họ rất buồn bực. Người trượng kiếm tông đều nghi ngờ, trượng kiếm tông lão tổ nhìn tần vấn thiên, thầm nghĩ, người này thiên phú dị bẩm, xem ra cho dù ở tiên vực cũng lấy được thành tựu không tầm thường, rất có khả năng đã gia nhập thế lực lớn của tiên cấp, bằng không tà vũ sẽ không sợ hắn như vậy. Vấn thiên, ngươi gia nhập thế lực tiên sao? Diệp Lăng Sương mở miệng hỏi thẳng, có thể nói như thế, tần vấn thiên nói. Hắn là người của thiên phù giới, nhưng mọi người đều cho rằng hắn là đệ tử của thiên biến đế quân xem ra là thế lực lớn của giang lăng quận có thể ép thành chủ vô ưu thành một bậc diệp lăng sương nở nụ cười đệ đệ này của nàng đúng là lợi hại tần vấn thiên cười từ chối cho ý kiến ngược lại khiến cho diệp lăng sương cùng với người trượng kiếm tông đều yên lòng xem ra có tần vấn thiên trượng kiếm tông bọn họ sẽ không có chuyện lớn tà vũ e ngại tần vấn thiên như vậy hiển nhiên bị thân phận tần vấn thiên uy hiếp bước vào tư thế chuẩn bị đại chiến một trận đột nhiên hành quân lặng lẽ như vậy trùng trùng điệp điệp cường giả lơ lửng ở hư không không biết theo ai tần vấn thiên hình như trở thành tiêu điểm duy nhất tất cả mọi người lui ra phía sau chuyện nơi đây giao cho ta xử lý là tốt rồi không có vấn đề gì tần vấn thiên nhìn người trượng kiếm tông nói các cường giả gật đầu đều đứng ở phía sau chỉ có số ít mấy người lâu băng vũ vẫn đứng ở trên đá lớn sau một hồi lâu phía xa có uy thế kinh thiên cuốn tới mọi người ngẩng đầu liền thấy có hai bóng người lớn mạnh dắt tay nhau đến, rơi thẳng trước người của tà vũ, thành chủ, mọi người khẽ không người nhìn nữ thành chủ bộ yên vũ, bộ yên vũ lại không nhìn bọn họ, chỉ nhìn chầm chầm vào Tần vấn thiên, quả nhiên là hắn, không ngờ hắn trở lại vô ưu thành. Ngày đó Tần Vấn Thiên ở trước mặt nàng đánh Khương Cùng của một mạch Khương Thị bị thương nặng, lúc đó không ai biết hắn sẽ trở thành đệ nhất Đông Thánh Tiên môn trăm năm thịnh thế. Đông Thánh Tiên đế muốn thu hắn làm đệ tử đều bị cự tuyệt, sau khi thiên biến đế quân khống chế vân châu nàng mới biết chuyện này người vô ưu thành có lẽ không biết rõ những chuyện này nhưng nàng thân là thành chủ tất nhiên rất quan tâm đến những động tĩnh đó trong đầu nàng xuất hiện nhiều suy nghĩ tần vấn thiên xem như cũng từng có chút đụng chạm với bọn họ hiện tại có phải đến hỏi tội hay không thành chủ vô ưu thành bộ yên vũ bái kiến tần thiếu gia chỉ thấy bộ yên vũ hạ thấp người cúi đầu chào tần vấn thiên cảnh tượng như vậy khiến mọi người chấn động cường giả tiên đài cảnh thành chủ vô ưu thành nàng gọi tần vấn thiên là tần thiếu gia cúi đầu hạ thấp người đối với hắn thân phận của người thanh niên này là thế nào bộ yên vũ ngươi dạy con không đúng cách xử trí như thế nào đôi mắt tần vấn thiên lộ ra sự sắc bén bá đạo mở miệng các cường giả trượng kiếm tông run rẩy dữ dội không ngờ tần vấn thiên đối mặt với cường giả tiên đài vẫn cường thế vậy sao ở thế giới căn bản tiên nhân đại diện cho quyền uy chí cao vô thượng Ngày xưa vì sao Hoàng cấp Thánh tông bá đạo như vậy, thuận ta sống, nghịch ta chết, cũng chính vì Hoàng cấp Thánh tông nắm giữ tiên nhân. Hiện tại, Tần Vấn Thiên một thân một mình đối mặt cường giả tiên đài vẫn bá đạo như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Sắc mặt của Bộ Yên Vũ và Tà sư cũng thay đổi, chỉ nghe Tà sư mở miệng nói, trở về ta sẽ từ từ giáo huấn hắn, để cho hắn nhớ lâu hơn. Ta không có hỏi ngươi." Tần Vấn Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tà sư, sắc mặt của Tà sư âm trầm lại nghe bộ yên vũ nói tần thiếu gia muốn ta xử trí hắn như thế nào ngươi thân là thành chủ vô ưu thành thống trị một thành mặc cho tà vũ hoành hành ngang ngược chèn ép thế lực khác xem mạng người như cỏ rác tà vũ phải bị xử tử vị trí thành chủ của ngươi cũng nên thoái vị tần vấn thiên lạnh lùng mở miệng giọng nói của hắn giống như sấm sét giữa trời quan chấn động mọi người người thanh niên này muốn định tội chết cho tà vũ không chỉ có như vậy hắn còn muốn bộ yên vũ thoái vị thành chủ Ta ở vô ưu thành nhiều năm, cho dù Vân Châu đổi chủ, vị trí thành chủ của vô số thành trì 81 quận vẫn bất động. Hiện tại, một câu nói của Tần Thiếu Gia muốn ta lui xuống, còn muốn định tội chết cho nhi tử ta, khó tránh có chút buồn cười. Bộ Yên Vũ nhìn Tần Vấn Thiên nói, Tần Thiếu Gia đại diện cho ai nói chuyện với thành chủ vô ưu thành như ta. Tần Vấn Thiên nhìn thấy cường thế của Bộ Yên Vũ thoáng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, nhỏ giọng nói, rất tốt, nụ cười của hắn sắc bén mà lạnh lùng, Khiến Bộ Yên Vũ cảm thấy hơi run rẩy, mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm của người thanh niên trước mặt. Nếu Bộ thành chủ không thích ta dùng thân phận nói chuyện với ngươi, vậy thì ta lấy thân phận cá nhân nói chuyện với ngươi. Năm xưa, phủ thành chủ của ngươi đã bắt Tần Thanh bằng hữu của ta, đồng thời truy sát ta, khoản nợ này cũng nên tính thôi." Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói. "Ân oán cá nhân sao?" Bộ Yên Vũ lạnh lùng nói. "Đúng, ân oán cá nhân." Tần Vấn Thiên nói. "Tốt lắm." nếu tần thiếu gia nói như vậy, có lẽ chúng ta phải đắc tội. Ánh mắt của bộ yên vũ hiện lên một chút sát khí, xem ra chức thành chủ vô ưu thành không thể tiếp tục làm. Hiện tại, tần vấn thiên thân phận thế nào, làm sao có thể để cho nàng yên ổn, giết tần vấn thiên cũng hậu hoạn vô cùng, chỉ có nương nhờ vào thế lực của đông thánh tiên môn. Chỉ cần có thực lực, không cần thân phận thành chủ vô ưu thành thì đã sao, đều cút ra đây đi. Tần vấn thiên lạnh lùng quát, thiên địa vang lên một tiếng, lập tức nhìn thấy từng bóng người từ xung quanh bước ra, một trong số đó chính là cường giả tiên đài, trên người mơ hồ có tiên quan xung quanh, ngươi là ai? Tần Vấn Thiên hỏi, thống lĩnh vô ưu thành, hàng uy, cường giả tiên đài mở miệng nói, bái kiến tần thiếu gia, được, sau này, vị trí thành chủ tạm thời do ngươi tới đảm nhiệm. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, hắn vừa dứt lời, bộ yên vũ càng rỡ nở nụ cười, tần Vấn Thiên, ngươi quá càng rỡ, cho dù trên người ngươi có tiên niệm bảo vệ, ta không giết ngươi, chỉ cần bắt ngươi giao cho đông thánh tiên môn, cũng có thể đổi lấy chức vụ, ngươi đâm đầu vào chỗ chết, luyện ngục lạnh lùng nói, nàng bước ra, tiên quan màu đỏ lập tức sáng rực cả bầu trời, vô cùng chói mắt, một luồng khí nóng hừng hực cuốn ra hư không khiến cho mọi người chấn động, không ngờ mỹ nữ theo sau tầng vấn thiên lại là cường giả tiên đài, tiên đài, người trưởng kiếm tông đều thất thần, cảm thấy run sợ, những thanh niên trước đó nói năng lỗ mãn càng yên lặng như ve mùa đông, toàn thân run sợ, thảo nào phách lối như vậy, lại có cường giả tiên đài đi theo bên cạnh, chỉ có điều, vậy cũng không đủ, trên người của bộ yên vũ và tà sư đều phóng ra tiên uy, cùng nhau bước ra, tà sư hét một tiếng tức giận kinh thiên, đánh ra một quyền kinh thiên động địa, dường như có một sư vương rít gào đáng sợ xông về phía luyện ngục, luyện ngục búng ngón tay ra, tiên đài phóng ra tiên uy lớn mạnh, một bóng chu tước trung trời xông ra, va và chạm vào công kích của tà sư, ầm ầm nổ tung chiến lực của nàng ta rất mạnh. Tà sư nhìn bộ yên vũ nói, hai người đồng thời bước ra, truyền ra tiếng động ầm ầm kinh thiên, toàn thân tà sư hóa thành một yêu thú vô cùng to lớn, cắn nuốt thiên địa, hạ thẳng trước mặt của luyện ngục, muốn nuốt trọn luyện ngục. Tiên đài trong người luyện ngục phóng ra ánh sáng vô tận, trong phút chốc toàn thân bị bao vây trong ảo ảnh chu tước chói mắt, cánh chim lập lòe, lộng lẫy vô song. Nàng gào to một tiếng, ngọn lửa của luyện ngục cuốn ra trên trán công kích tà sư, hai người lập tức đại chiến cuồng bạo tà sư tiên đài nhị trọng cảnh giới không ngờ luyện ngục lại hoàn toàn không thua kém khi chiến đấu với hắn mỗi một đòn đều có uy lực hủy diệt người xung quanh thấy kinh hãi ông đúng lúc này bộ yên vũ hóa thân thành một ảo ảnh bước thẳng qua luyện ngục bóng người của nàng quá nhanh thân pháp của tiên trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tần vấn thiên cường thế tiên uy chèn ép tần vấn thiên toàn thân đều lộ ra đao quan tiên màu trắng giống như cánh chim bằng đao chém tới tầng vấn thiên. Tốc độ của cường giả tiên đài nhanh tới mức người của trượng kiếm tông cũng không kịp phản ứng. Vấn thiên, sắc mặt của những người trượng kiếm tông thay đổi. Bộ yên vũ cười lạnh như băng, cánh chim giống như thanh đao đã chém xuống. Suy, 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 âm thanh chói tai truyền ra, cánh chim giống như đao kia chém trên vai tầng vấn thiên, mơ hồ xuất hiện ánh lửa màu trắng rực rỡ, không có máu, cánh tay của tầng vấn thiên cũng không bị chém đứt hắn vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn tất cả mọi thứ, chỉ là, giờ phút này, phù văn chói lòa lưu chuyển toàn thân tần vấn thiên, vòng ánh sáng lập lòe trên người, trong tích tắc, tiên quan khắp bầu trời chiếu giữa thiên địa, tần vấn thiên tắm mình trong tiên quan, là siêu nhiên như vậy, không ai bị nổi, giờ phút này tần vấn thiên, là tiên, này, tiên đài, người trượng kiếm tông kinh hải, vô cùng chấn động, nhìn chầm chầm vào cảnh tượng trước mắt, không ngờ tần vấn thiên đã bước lên tiên lộ, vù toàn thân của lão tổ trưởng kiếm tông chấn động, hít một hơi thật sâu, nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, khó trách hắn nói nhường ta, sao có thể như vậy được, rất nhiều người kinh hãi gần chết, cho dù là tiên, không ngờ một đòn của cường giả tiên đài, bộ yên vũ cũng không chém được cánh tay của hắn, thân thể của hắn phòng ngự đáng sợ như vậy, đám người quý phi tuyết, lâm soái đoạn hàng hình như đều ngừng suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng này, tần vấn thiên đã vào tiên lâu băng vũ nhìn bóng người tắm mình trong tiên quan giống như vương giả tuyệt thế có thể quan sát thiên hạ ai có thể động hắn lâu băng vũ lộ ra ánh mắt thất thần lập tức nảy sinh một chút thất vọng rất phức tạp đương nhiên sắc mặt thay đổi lợi hại nhất chính là thành chủ vô ưu thành bộ yên vũ công kích của nàng lại không chấn động được tần vấn thiên tự tìm đường chết tần vấn thiên phun ra một giọng nói hắn giơ tay phải lên ngón tay đánh ra tiên quan đáng sợ ẩn chứa trên ngón tay này khoảng cách của hai người quá gần bộ yên vũ căn bản không tránh được ngón tay này phục ngón tay hạ xuống tiên quan thâm nhập trực tiếp vào thân thể của bộ yên vũ đánh thẳng vào tiên đài của nàng một luồng tiên quan mất hẳn ẩn chứa trong ngón tay này xuyên thẳng qua tiên đài của nàng a à, một tiếng hét thảm tiên đài của bộ yên vũ bị nghiền nát một chỉ này ẩn chưa tiên uy uy lực hủy diệt phá thẳng tiên đài của bộ yên vũ một tích tắc này tiên quan trên người của bộ yên vũ tiêu tan Nàng đau khổ nhìn Tần Vấn Thiên, dung nhan hình như muốn già yếu, trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Tiên đài bị phá, tiên lộ đứt đoạn, tiên khí tan ra. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Bộ Yên Vũ không ngừng vang lên, tiên đài phá rồi, tiên đài của nàng bị Tần Vấn Thiên đánh nát, tiên lộ đoạn tuyệt, hình như nàng còn chưa ý thức được hiện tại mạng của nàng còn nằm trong tay của Tần Vấn Thiên. Bàn tay của Tần Vấn Thiên rung lên, một chưởng ấn lớn khóa chặt Bộ Yên Vũ trong hư không những cường giả đi theo tà vũ đến đây đều không ngừng rung động nhìn tần vấn thiên tràn đầy sợ hãi còn có kính nể e sợ thực lực mạnh mẽ có thể dễ dàng được người khác kính nể e sợ đây chính là thế giới tiên vực trước đó bọn họ vốn tưởng rằng tần vấn thiên chỉ là thân phận bất phàm cho dù là bộ yên vũ cũng nghĩ vậy nhưng vừa giao đấu bọn họ đã hiểu rõ đâu chỉ có thân phận thực lực của tần vấn thiên có thể trong nháy mắt giết chết thành chủ vô ưu thành bộ yên vũ những người trượng kiếm tông không nói gì, vô cùng kinh hãi, nhìn chầm chầm vào bóng người kiêu ngạo kia, tiện tay diệt tiên, Tần Vấn Thiên đã đáng sợ như vậy sao? Trước đó Mai Sơn kiếm chủ còn có phần đố kỵ Tần Vấn Thiên, nhưng lúc này nhìn thấy bóng dáng tuyệt thế kia, nàng đột nhiên nảy sinh ý lạc lỏng. Nàng thật sự hiểu thiên tài không thể dùng lẽ thường để đo lường được. Căn bản nàng không có tư cách so sánh với tần vấn thiên, nàng nên gỡ bỏ tư thái tiền bối từ lâu. Hiện tại, Tần Vấn Thiên đã vượt xa nàng quá nhiều, đó là tiên, giơ tay lên có thể giết chết tồn tại của cường giả tiên cảnh khác. Nếu đặt ở trước đây, Tần Vấn Thiên có thể giơ tay lên tiêu diệt nhân vật hoàng cấp Thánh Hoàng Thánh Tông. Ở thế giới căn bản, Thánh Hoàng là trí cao vô thượng, nàng, Mai Sơn Kiếm Chủ chưa từng nghĩ qua đi khiêu chiến. Điều này làm sao có thể so sánh, đố kỵ còn có ý nghĩa gì? Tần Vấn Thiên và nàng đã không cùng chung một cấp bậc, không, sắc mặt của tà vũ tái nhợt như tờ giấy, hình như hiện tại mới phản ứng được, mẫu thân thành chủ của hắn không chịu nổi một đòn, khiến cho hắn ngày thường làm mưa làm gió hoành hành ngang ngược trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo, dường như ngửi được hơi thở của tử thần, gào, tà sư phát ra tiếng hét tức giận kinh thiên, nhưng không ngờ chiến lực của luyện ngục chiến đấu với hắn mạnh mẽ vô cùng, hắn căn bản đừng nghĩ tới đánh tần vấn thiên, bộ yên vũ bị tần vấn thiên khóa chặt, nhìn tần vấn thiên nói, làm sao có thể được, làm sao ngươi có thể mạnh như vậy, trước đây, khi Tần Vấn Thiên ở Vô Ưu Thành, chỉ mới tu luyện được cấp thấp thiên tượng, cho dù hắn giành được đệ nhất Đông Thánh Tiên Môn, nhưng nghe đồn cũng chỉ là thiên tượng thất trọng cảnh giới, đây mới hơn 10 năm, làm sao hắn có thể bước vào tiên lộ, hơn nữa chiến lực mạnh mẽ đến mức độ này, nàng không thể nào lý giải được, nếu là ân oán cá nhân, lúc trước tà vũ bắt bằng hữu của ta, Tần Thanh muốn đưa người khác làm thị nữ, nay lại đưa người giết tới đây hoành hành ngang ngược, có bao nhiêu người vô tội đã chết trong tay hắn vì sao hắn dám ngông cuồng bá đạo như vậy, muốn làm gì thì làm, chỉ vì có một mẫu thân thành chủ bao che hắn, các ngươi thân là thành chủ vô ưu thành, mặc cho con cháu làm sằng làm bậy. Hôm nay tần mổ sẽ thay trời hành đạo, giết, bàn tay của tần vấn thiên xẹt qua, một đường kiếm quan chém thẳng xuống, thân thể của bộ yên vũ run rẩy trên không, sau đó không có sức lực rơi xuống khoảng không, khiến tà vũ và từng người xung quanh hắn kinh hãi run sợ, can đảm đều nứt ra cường giả tiên đài đã đứng trên đỉnh phong của vô ưu thành bộ yên vũ thành chủ vô ưu thành bị tần vấn thiên chém chết tại chỗ thay trời hành đạo gào tà sư hóa thân thành đại yêu khủng khiếp điên cùng giận dữ gầm thét thiên địa bạo loạn yêu khí cuốn thiên địa tần vấn thiên liếc nhìn sang tà sư lạnh lùng mở miệng khi các ngươi dung túng tà vũ lạm sát kẻ vô tội vì sao không nghĩ tới ngày hôm nay vừa dứt lời một chưởng ấn lớn từ trên hư không gian ngang không gian chuyển hướng thẳng đến tà vũ không tà vũ hét lớn một tiếng xoay người muốn chạy trốn nhưng hắn làm sao là đối thủ của tần vấn thiên trong nháy mặt bị chưởng ấn lớn trên hư không của tần vấn thiên bắt lấy tà khí của hắn ngập trời nhưng đó là vì vô ưu thành không ai dám chọc hắn nhưng nay hắn khó giữ được tính mạng toàn thân không ngừng run rẩy loại người như ngươi sống ở vô ưu thành chính là tai họa chưởng ấn lớn của tần vấn thiên rung lên kiếm khí tàn sát bừa bãi đám người chỉ nhìn thấy thân thể của tà vũ bị chưởng ấn lớn nghiền nát tan thành mây khói cường giả tiên đài không thể chiến thắng tà sư và luyện ngục còn đang đại chiến tần vấn thiên nhìn thấy luyện ngục cũng chiến ra lửa giận nàng hóa thành chu tước luyện ngục toàn thân đều là biển lửa luyện ngục phần thiên diệt địa tà sư không ngừng kêu lên thảm thiết đã thế suy sức yếu chu tước luyện ngục là yêu thú của tần vấn thiên người trưởng kiếm tông thất thần hóa ra cô gái yêu mị này chính là yêu thú của tần vấn thiên hóa thành cho dù là yêu thú của hắn đều đã vào tiên đài, chiến lực ngập trời, mạnh thật. Diệp Lăng Sương thì thào tự nói, nàng nhìn luyện ngục, lại nhìn bóng người của Tần Vấn Thiên, hình như nhớ lại tình hình lúc đầu gặp Tần Vấn Thiên ở trượng Kiếm Tông, hiện tại, hắn đã mạnh như vậy, mỹ nữ luyện ngục vẫn rất lợi hại, tuy rằng kém hơn ta một chút, tiểu hỗn đảng trong lòng của Diệp Lăng Sương thì thầm một tiếng, móng vuốt nhỏ bò bò không chịu yên. Diệp Lăng Sương sớm biết đức hạnh của hắn, nhéo lỗ tai của hắn đau đến mức tiểu hỗn đảng nghe răng trợn mắt nói a độc nhất là lòng dạ đàn bà miệng lưỡi trơn tru học của đệ đệ ta phải không diệp lăng sương vỗ lên đầu tiểu hỗn đảng một cái khiến cho tiểu hỗn đảng tức giận trừng mắt nhìn nàng nói cục cưng vốn là yêu tiên ngươi sao thôi đi diệp lăng sương kinh bỉ nói tiểu hỗn đảng suy nghĩ nói mặc kệ ngươi a à. một tiếng kêu thảm thiết truyền tới thân thể vô cùng to lớn của tà sư bị lửa tiên của luyện ngục bao phủ thân thể bắt đầu bị thiêu đốt từ trong cơ thể cháy ra bên ngoài nhìn giống như luyện ngục nhân gian thật sự nhìn thấy giật mình tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tà sư điên cuồng bạo động chỉ có điều âm thanh nhanh chóng tắt dần thân thể to lớn rơi xuống khoảng không phía dưới vang lên những tiếng động ầm ầm cực lớn đám người lập tức nhìn thấy thân thể cao lớn của tà sư đang biến mất từng chút một tiên lửa luyện ngục hoàn toàn thiêu đốt thân thể của hắn ngọn lửa trên người của luyện ngục tiêu ta, nàng lại hóa thành hình người, những thanh niên trước đó đã dùng lời nói kinh bạc nàng thì giờ đây tất cả đều rút đầu, thân thể không ngừng lui ra sau, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bọn họ không ngờ đã đùa giỡn với một yêu tiên lớn mạnh có thể tiêu diệt tà sư, đây quả thực là đâm đầu vào chỗ chết, nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của luyện ngục, tận sâu trong đáy lòng bọn họ tuy muốn xảy ra gì đó với nàng, nhưng chỉ có thể áp chế trong lòng, đa phần là vẫn là khủng hoảng yêu tiên lẳng lơ như vậy, bọn họ không thể chạm được, chỉ có thể ngước mắt nhìn, thân hình của luyện ngục lóe lên, lặng lẽ đứng sau tầng vấn thiên, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng mảnh không gian này đã trở nên yên tĩnh, cường giả ẩn nấp ở trong bóng tối cũng không dám chui đầu ra, vô số ánh mắt nhìn thi thể trên mặt đất, ai cũng run sợ trong lòng, nhất là người đi theo tà vũ đến đây. Bọn họ sợ Tần Vấn Thiên dưới cơn nóng giận sẽ giết sạch bọn họ. Hiện tại, Tần Vấn Thiên đạt cảnh giới tiên đài, căn bản không sợ bọn họ đông người trước mặt tiên thiên tượng cảnh càng nhiều người cũng hoàn toàn không có tác dụng lực lượng quy tắc của tiên sát phạt ra có thể giết chết một đám người trong nháy mắt tần vấn thiên đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn mọi người nhìn đám người sau lưng nói nể tình các ngươi không hề động tay ta tha cho các ngươi chỉ là đi theo các ngươi tự phế bỏ những người dẫn đầu xem như lập công chuộc tội ta sẽ bỏ qua chuyện cũ không tần thiếu gia thứ tội sắc mặt của những thanh niên dẫn đầu trắng bệt, chỉ thấy sau lưng vô số cường giả vây lại, chết đạo hữu bất tử bần đạo, cho dù bọn họ là thuộc hạ của những thanh niên này, nhưng bọn họ càng không muốn đắc tội tần vấn thiên nhân vật có thể nhất chỉ diệt tiên, đó chính là thuần túy muốn chết. Ngay cả thành chủ đối phương cũng có thể giết, còn quan tâm bọn họ hay sao? Tính mạng của bọn họ chỉ nằm trong ý nghĩ sai lầm nhất thời của Tần Vấn Thiên. Động thủ, Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, giữ lại những người này cũng là tai họa cũng nên khiến cho người vô ưu thành nhớ lâu hơn đừng bao giờ ỉ mạnh hiếp yếu hoành hành ngang ngược một khí thế cuồng bão bất ngờ phóng ra chỉ nghe những người thanh niên điên cuồng hét lên không sau đó liền bị công kích đáng sợ che khuất cường giả còn lại vẫn không dám lộn xộn nhìn tần vấn thiên đi thôi tần vấn thiên vung tay lên mọi người như được đại xá không dám dừng lại thêm giây phút nào lập tức chấp hiện rời đi không lâu sau đó mọi người đã đi sạch sẽ không còn một mống. Tần Vấn Thiên nhìn đi chỗ khác, chỉ thấy toàn bộ người của trượng kiếm tông đang nhìn lên người hắn, Diệp Lăng Sương đứng ở bên cạnh cười thanh khách nhìn hắn, tiểu tử, thành tiên còn gạt chúng ta, trượng kiếm tông lão tổ trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói, ta đã nói nhường ngươi, ngươi không tin, Tần Vấn Thiên nhún vai, dường như trở nên cả người lẫn vật vô hại, có vẻ rất có lực tương tác, nhưng lúc này mọi người nhìn thấy mặt này của hắn cảm thấy hoàn toàn không giống như trước, Bọn họ không thể quên được cảnh giơ tay diệt tiên đài của Tần Vấn Thiên, không thể quên mặt bá đạo liếc mắt chấn ác vô số cường giả. Tần Vấn Thiên chỉ đối với bọn họ mới như vậy, hắn đã là tiên, hơn nữa tất nhiên thân phận không tầm thường, thành chủ đều sợ hắn, xưng hắn Tần thiếu gia. Vấn Thiên, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Diệp Lăng Sương cười nhìn Tần Vấn Thiên, vô cùng hiếu kỳ. Ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Tần Vấn Thiên nói, hiện tại thế giới căn bản gặp phải xâm nhập ta cần lập tức chạy trở về, ta sẽ lưu một đạo tiên niệm trên người lăng sương tỷ. đạo tiên niệm này sẽ có ý thức của bản thân mình, các ngươi đi tới thành chủ của Giang Lăng quận tìm gặp quận vương Giang Lăng quận, nói cho hắn biết là tần vấn thiên bảo các ngươi đi tìm bọn họ, để quận vương dẫn các ngươi đi tới Vân Châu Thiên biến tiên môn, vậy, trượng kiếm tông chấn động mạnh khi nghe tần vấn thiên nói vậy, tuy rằng bọn họ đến tiên vực không lâu, nhưng cũng biết Vân Châu 81 quận. Vô Ưu Thành chỉ là một trong vô số thành trì của Giang Lăng quận, Tần Vấn Thiên bảo bọn họ trực tiếp đi tìm quận vương sao? Điều này qua điên cuồng, rốt cuộc thân phận của Tần Vấn Thiên là gì? Hơn nữa, hình như không chỉ như vậy, ý của Tần Vấn Thiên là khiến quận vương dẫn bọn họ tới Vân Châu Thiên biến tiên môn, thế lực này giống như từng nghe qua, hẳn là thế lực đỉnh cấp của Vân Châu. Đôi mắt đẹp của Diệp Lăng Sương chớp lấp lánh nhìn Tần Vấn Thiên, người này xem ra ở tiên vực vô cùng tốt. Tất cả mọi người của Trượng Kiếm Tông đều rất hiếu kỳ về thân phận của Tần Vấn Thiên, ngày tháng trôi qua cũng quá tốt rồi chăng? Người Trượng Kiếm Tông mới tới tiên vực không lâu, vẫn luôn mưu cầu sinh tồn, ở Vô Ưu Thành nhỏ bé này, tất nhiên rất khó xuất hiện cùng lúc với Thiên Biến Tiên môn vật khổng lồ như vậy. Trong 81 quận, Vô Ưu Thành chỉ là một thành trì nhỏ bé của Giang Lăng quận. Người của Vô Ưu Thành cũng rất ít khi nhắc tới Thiên Biến Tiên môn, điều này quá xa xôi đối với bọn họ. Đừng nói Thiên Biến Tiên môn, cho dù là một vài thánh địa thế lực đỉnh cấp của Vân Châu, bọn họ cũng ít khi nhắc tới, không phải trình độ của bọn họ. Tần Vấn Thiên cũng không biết giải thích như thế nào, Thiên Phù giới không thể nói, nghiêm khắc nói Thiên Biến Tiên môn không phải tông môn của hắn, chỉ là Thiên Phù giới và Thiên Biến Đế quân có nguồn gốc sâu xa mà thôi. Các ngươi đi thì biết." Tần Vấn Thiên cười nói, "Lăng Sương tỷ, tiên niệm ta lưu lại trên người ngươi có thể sẽ cần dùng đến." Vì thế sẽ là tiên niệm có ý thức bản thân mình, là một luồng suy nghĩ của ta, không có tính công kích, tuy nhiên ngươi làm gì ta đều biết, tỷ không ngại chứ? Sắc mặt của Diệp Lăng Sương ửng đỏ, trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói, "Được, không nên nhìn thì không được nhìn lén, từ, tuyệt đối không." Tần Vấn Thiên gật đầu, tiên niệm không có lực công kích như vậy, là một suy nghĩ của hắn, hơn nữa không thể tồn tại mãi, rất dễ biến mất, tương đối vô dụng, nhưng hắn phải tới thế giới căn bản xem tình hình trước nếu tình hình ở đó nằm ngoài dự đoán của hắn vậy thì cần tới tiên niệm này đây cũng là nguyên nhân tần vấn thiên bảo người của trượng kiếm tông đi thiên biến tiên môn nghe lâu băng vũ nói tình hình của thế giới căn bản cũng khá nghiêm trọng vậy ngươi để đi diệp lăng sương biểu môi lập tức thấy tần vấn thiên khép mắt hờ tiên quan trên người lập lòe một đạo tiên quan bao phủ thân thể diệp lăng sương tia sáng này dường như rót vào trong thân thể nàng lập tức tiêu tan Diệp lăng Sương lần đầu tiên gặp phải tình hình như vậy cảm giác có chút là lạ, mặt có chút đỏ, chỉ có điều nàng và Tần Vấn Thiên thân như tỷ đệ, cũng không để ý những thứ này. Tần Vấn Thiên mở mắt, vung bàn tay lên, xuất hiện vài đạo tiên binh, đưa cho trượng kiếm tông lão tổ nói, lão tổ, các ngươi cầm lấy tiên binh này, được, trượng kiếm tông lão tổ cũng không khách khí, vung tay lên nhận lấy, nhớ, mau chóng tới Giang Lăng quận chủ thành, khiến cho quận vương đưa các ngươi tới thiên biến tiên môn dọc đường không nên gây thêm phiền phức, ở tiên vực thường xuyên xảy ra những chuyện như ngày hôm nay. Tần Vấn Thiên chấp tay nhìn bọn người của trượng Kiếm Tông nói, ta về quê nhà trước để xem tình hình, gặp lại ở thiên biến tiên môn, cáo từ. Nói xong hắn đi về hư không, luyện ngục theo sát phía sau, gặp lại sau. Tiểu hỗn đảng dơ móng vuốt nhỏ với dịp lăng sương, lập tức cuồng phong gào thét, cuối cùng hắn lại hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, nhanh như tia chớp phóng lên cao, rơi xuống dưới chân của tần vấn thiên và luyện ngục xông thẳng lên trời này người trượng kiếm tông sửng sốt tiểu hỗn đảng này cũng thành yêu tiên sao đôi mắt xinh đẹp của dịp lăng sương lấp lánh lập tức cười rực rỡ nói vào tiên vực lại thành rồng một người đắc đạo gà chó lên trời mai sơn kiếm chủ buồn vô cớ nhìn ba bóng người này không nói gì nàng không khỏi liếc mắt nhìn qua đệ tử của mình lâu băng vũ đột nhiên nàng cảm giác được có khả năng sư tôn này đã cản chân lâu băng vũ nếu như Lâu Băng Vũ đi theo nhân vật như Tần Vấn Thiên, thành tựu sẽ càng cao. Thu dọn một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường." Lão tổ trưởng kiếm tông mở miệng nói, "Tiểu tử này lưu tiên niệm ở trên người Lăng Sương, nhất định là lo lắng ở thế giới căn bản gặp tình huống ngoài ý muốn, hắn dễ dàng triệu tập cường giả từ thiên biến tiên môn qua bên đó, chúng ta không thể làm chậm trễ thời gian của hắn." "Vâng." Mọi người đều gật đầu, bọn họ cũng đoán được dụng ý Tần Vấn Thiên chắc là như vậy thân thể của tần vấn thiên bay lên như gió lốc, không ngừng đi lên trời, cường giả tiên cảnh có thể thoát khỏi ràng buộc quy tắc của thế giới tiên vực, đến trên hư không tìm được thế giới căn bản. Dần dần, một lực lượng quy tắc lớn mạnh dán xuống người của hắn, hắn cảm thấy trên người có rất nhiều ràng buộc, tiểu hỗn đảng hóa thành kim sĩ đại bằng giận dữ hết một tiếng, cánh chim màu vàng kim chuyển động, phá vỡ tất cả, bay thẳng lên trời, thân thể của bọn họ càng lúc càng cao, bay rất lâu sau, khi tần vấn thiên nhìn lại mặt đất cũng không biết chỗ nào là trên chỗ nào là dưới giống như lúc trước kiếm thánh lý mộ bạch nói đây đều là tương đối thế giới tiên vực chói lòa bao la mịt mờ rộng lớn đến vô biên vô hạn hắn càng lên cao có thể nhìn thấy càng nhiều chỗ nhưng đều là mơ hồ không rõ cuối cùng lại truyền ra một tiếng kêu to kim sĩ đại bằng xuyên thẳng qua một tầng lực lượng trói buộc trong tích tắc lực lượng quy tắc đó giống như biến mất thân thể của bọn họ dường như ở bầu trời vô hạn hình như rất nhiều hạt căn bản lơ lửng trước mặt tần vấn thiên, nhìn thấy rất gần, nhưng thật ra cũng rất xa. Nhiều hạt căn bản trong đó chỉ là thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại là một thế giới. Tiểu tử, cảm giác được chưa? Tần vấn thiên nhìn tiểu hỗn đảng hỏi, từ, tiểu hỗn đảng gật đầu, cánh chim chấp hiện, nhanh chóng tiến về một hướng nào đó, thế giới căn bản vô tận, nhưng nhận biết của tu sĩ võ mệnh vô cùng mãnh liệt, sau khi thành tiên càng như thế, có thể cảm nhận được thế giới căn bản mình từng sinh tồn, Tần Vấn Thiên cảm nhận được, tiểu hỗn đảng cũng cảm nhận được. Một người và hai yêu tiên lớn giống như đi trong không trung, ánh mắt của Tần Vấn Thiên di chuyển qua, hắn nhìn thấy chỗ xa xôi, cũng có một bóng người không ngừng xuyên qua hư không, đại khái là cường giả của thế giới căn bản khác. Tần Vấn Thiên thậm chí đang suy nghĩ, trong bầu trời bao la, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu tiên vực? Điểm này e là cho dù tiên vực cũng không ai biết, đi trong không trung người mới phát hiện mình nhỏ bé bao nhiêu sau một hồi lâu trên không trung hoàng cấp thánh vực có vài bóng người từ bầu trời bay xuống kim sĩ đại bằng đã hóa thành bản tôn bị luyện ngục ôm vào trong ngực tần vấn thiên nhìn lướt qua xung quanh là một tòa thành trì của hoàng cấp thánh vực trong thành đầy bóng người ánh mắt của bọn họ nhìn hai bóng người từ hư không hạ xuống đều cảm nhận được hai người khí chất bất phàm không biết là nhân vật phương nào thân thể tần vấn thiên hạ xuống dưới khoảng không tiên niệm bao phủ mấy trăm dặm rất nhanh đã biết mình đang ở đâu, không ngờ ở cảnh nội Đại Chu hoàng triều, đi Thánh Hoàng thành trước, Tần Vấn Thiên đạp chân một cái, bóng người mất tích tại chỗ, những bóng người chăm chú nhìn hắn đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ kinh hãi, tốc độ rất nhanh, đây là ai? Hoàng cấp thánh vực tuy rằng vô cùng mênh mông, nhưng nhỏ hơn tiên vực nhiều, hiện tại Tần Vấn Thiên đã là cảnh giới tiên đài, từ Đại Chu hoàng triều đến Thánh Hoàng thành cũng không cần bao lâu. Thánh Hoàng thành vẫn phồn hoa, dòng người qua lại không ngừng ngày xưa dược hoàng cốc dời nhà đến thánh hoàng thành, ở đây tranh quyền bá chủ thiên hạ với hoàng cấp thánh tông, đế thiên dẫn người diệt hoàng cấp thánh tông, dược hoàng cốc trở thành bá chủ mới của thánh hoàng thành, thế lực mạnh nhất của hoàng cấp thánh vực, dược hoàng cốc hẳn là một mảnh đất phồn vinh, nhưng khi tần vấn thiên đứng trên kiến trúc xà ngang của dược hoàng cốc, lại phát hiện toàn bộ dược hoàng cốc bị phá hỏng hầu như không còn, tàn phá không chịu nổi, từng tòa kiến trúc rộng lớn bị phá nát, mặt đất đều có rất nhiều vết nứt, mảnh đất tĩnh mịch, thánh địa từng một thời huy hoàng hiện tại trở thành mảnh đất không người đặt chân tới, thân hình hắn chấp hiện, rơi trên một ngọn núi cổ, đây là nơi hắn từng sống chung với khuynh thành, nhưng hiện tại, những cổ thụ xanh biếc đã chết héo không còn sức sống, thần sắc của tần vấn thiên thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo, dược hoàng cốc đã bị phá hủy, có thể có năng lực phá hủy dược hoàng cốc, không hề nghi ngờ tuyệt đối không phải là thế lực bản thổ của hoàng cấp thánh tông mà là thế lực bên ngoài đến, bên ngoài dược hoàng cốc, có bóng người chấp hiện đến, mỗi người đều có thực lực lớn mạnh, nắm giữ thiên tượng tu vi, những người ở phía xa đều câm như hến nhìn những cường giả này, là tinh hà công hội, ai còn dám đến dược hoàng cốc, thực sự đâm đầu vào chỗ chết, tinh hà công hội đã hạ lệnh truy nộp phần tử xấu của dược hoàng cốc, giết không tha đối với những người có đặt chân đến được hoàng cốc, không ngờ còn có người dám đến, thật sự là chán sống rồi. Đám người phía xa bàn luận ầm ĩ, âm thanh của bọn họ đều lọt hết vào tai của Tần Vấn Thiên, chỉ thấy bóng người của Tần Vấn Thiên chuyển động đến ngoài dược hoàng cốc, nhìn những cường giả đang tới. Tinh Hà Công Hội đã diệt dược hoàng cốc, hơn nữa còn truy sát phần tử xấu của dược hoàng cốc. Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, chỉ thấy nhóm cường giả đó đã xông tới, bọn họ lạnh lùng nhìn thẳng Tần Vấn Thiên và luyện ngục nói, cho một lý do không giết ngươi, các ngươi là người của Tinh Hà Công Hội. Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại mở miệng hỏi, những người đó nhíu mày, chỉ nghe Tần Vấn Thiên nói tiếp, Dược Hoàng còn ở đây hay không? Ngươi đâm đầu vào chỗ chết, một người trong đó lạnh lùng nói, nhưng ngay vào lúc này, Tần Vấn Thiên mở hai mắt, một tia sáng sắc bén đáng sợ chợt bắn ra. Trong phút chốc, một bi áp khiến người ta khó thở liền hạ xuống, nhóm cường giả kia lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy đưa thân vào một bi áp không có cách nào chống lại. run rẩy hỏi, các hạ là ai? Ta hỏi các ngươi, Tần Vấn Thiên bước chân đi về phía trước vừa đặt chân xuống liền nghe một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy người bên trái đó bị bể mạch máu, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ gần chết, thân thể yếu đuối rơi xuống khoảng không phía dưới. Sắc mặt của những người còn lại lập tức trắng bệch như tờ giấy, lại nghe Tần Vấn Thiên hỏi, Dược Hoàng còn sống hay không? Không biết, Dược Hoàng bị trọng thương đang chạy thoát thân, sống chết không rõ. Một người bị Tần Vấn Thiên theo dõi, không dám không nói, đệ tử của Dược Hoàng Mạc Khuynh Thành đâu? Tần Vấn Thiên lại hỏi, không biết, người kia lắc đầu nói tiền bối cuối cùng là ai hiện tại tinh hà công hội ta khống chế thế giới căn bản này cho dù tiên đài tồn tại cũng không thể chống lại được tiền bối không nên tự lầm hắn tự biết tính mạng bị khống chế trong tay của tần vấn thiên bên đây chịu thua đồng thời cũng không quên lấy tinh hà công hội tạo áp lực với tần vấn thiên cường giả như mây tinh hà công hội biết dược hoàng cốc từng dẫn dắt tiên đài đại quân tiêu diệt hoàng cấp thánh tông nhưng cho dù những cường giả đó cũng ở đây vẫn không thể lay động được tinh hà công hội ta, không ai có thể xúc phạm uy nghiêm của tinh hà công hội. cường giả đó lạnh lùng mở miệng, cứng rắn hơn chút, toàn thân tần vấn thiên lạnh như băng. hắn xoay người bước đi, lạnh lùng mở miệng nói, giết. vừa dứt lời, một tiên uy từ phía sau phóng ra, từng đường kiếm quang đoạt mạng xuất hiện từ hư không chém xuống, truyền ra âm thanh phù phù, những cường giả của tinh hà công hội run rẩy, máu tươi phun ra, thân thể rơi xuống khoảng không phía dưới. hắn là ai? Nhìn thân thể của Cường Giả Tinh Hà Công Hội rơi xuống, người của Dược Hoàng Cốc ở phía xa đều dâng trào sợ hãi trong lòng. Từ khi Tinh Hà Công Hội đến Hoàng Cấp Thánh Vực tới nay, thiên hạ đại loạn, Dược Hoàng Cốc bị diệt, tất cả thành trì của Hoàng Cấp Thánh Vực sẽ xây dựng lại Tinh Hà Công Hội. Tinh Hà Công Hội không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng lại muốn trở thành ông vua không ngai chí cao vô thượng, người không phục, trấn áp, giết không tha. Thế giới này vốn đã có sự tồn tại của Tinh Hà Công Hội chỉ vì mấy chục năm trước đã xuất hiện một nhân vật phong hoa tuyệt đại hắn khiến dược hoàng cốc đánh bại hoàng cấp thánh tông lúc đó như mặt trời ban trưa hắn luôn không quen nhìn sự tồn tại của tinh hà công hội chèn ép tinh hà công hội không ai ngờ tới tinh hà công hội sẽ khơi dậy phản công hung bạo như vậy thế giới này chỉ là thế giới căn bản đã sớm không phải bí mật gì cả năm xưa bầu trời tiên hàn thiên hạ đều biết đông thánh tiên đế thu nạp đệ tử ở toàn thế giới tinh hà công hội chính là thế lực bên ngoài bọn họ từ thế giới bên ngoài đến cường giả tiên cảnh không ai có thể chống lại lúc đó nếu không phải dược hoàng thoát được nhanh thì đã ngã xuống từ lâu toàn thế giới không ai có thể không thuận theo tinh hà công hội không ai dám đứng về phía dược hoàng cốc nhưng hôm nay xuất hiện một thanh niên hắn đến dược hoàng cốc không ngờ đã giết cường giả của tinh hà công hội hắn là ai hình như có chút quen mắt hình như gặp qua mọi người bàn luận đúng lúc này một lão già khá lớn tuổi đi tới trước mặt đám người Nhìn bóng người biến mất kia nói, "Hắn đã trở về?" "Ai?" Mọi người nhìn hắn, ánh mắt lão già lóe lên sự sắc bén nói, "Tuy rằng khí chất thay đổi, tuy rằng cách nhau hơn 20 năm nhưng truyền kỳ vẫn là truyền kỳ, hắn là..." Đang nói, lão già chậm rãi xoay lại nhìn mọi người, ánh mắt lóe sáng nói, "Tần." "Vấn." "Thiên." Ầm, ờ. âm thanh này giống như một đường sấm sét giữa trời quang, chấn động trong màn nhĩ của người khác một số người cảm thấy quen mắt càng bắn ra ánh sáng lóa mắt, không sai, chỉ là khí chất thay đổi, không ngờ bọn họ đã quên, không ngờ bọn họ đã quên nhân vật truyền kỳ này. Năm xưa cho dù nhìn từ xa, hắn đứng trên mặt đất ngước nhìn bầu trời, nhưng nhân vật truyền kỳ hoàn cấp thánh vực như vậy, bọn họ vẫn nhớ phong thái của hắn, ký ức hiện lên trong nháy mắt, dường như đã trở về nhiều năm trước. Tần Vấn Thiên, một số người trẻ tuổi nghe được tên này từ miệng của trưởng bối, trong lòng mong đợi vô cùng. Hắn thật sự chói mắt giống như lời đồn đại hay sao, năm xưa hắn có thể giúp đỡ Dược Hoàng cốc lực đổ bá chủ một thời hoàng cấp Thánh Tông, hiện tại, Tần Vấn Thiên trở về, giáp mặt với đối thủ lớn mạnh hơn hoàng cấp Thánh Tông năm xưa nhiều, Tần Vấn Thiên rời khỏi, Dược Hoàng cấp biến mất. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được Dược Hoàng và Khuynh Thành, không hề nghi ngờ, Đại Hạ, Sở Quốc chính là nơi mà Khuynh Thành có thể đi nhất, chỉ là hiện tại, Tần Vấn Thiên không biết Đại Hạ hoàng triều thế nào đại hạ hoàng triều cách thánh hoàng thành rất xa tần vấn thiên từng mất thời gian rất lâu để xuất phát từ đại hạ đi đến hoành cấp thánh vực nhưng đó là trước kia hiện tại đối với hắn khoảng cách này căn bản không đáng kể chút nào sau một thời gian ngắn bóng người của tần vấn thiên đã từ thánh hoàng thành đến đại hạ hoàng triều hoàng cung của đại hạ hoàng triều vẫn uy nghiêm khí phái vẫn chưa bị hủy diệt nhưng khi tần vấn thiên đứng trên hoàng cung tâm trạng của hắn không ngừng nặng trĩu thanh mai tiên tử không còn hình lão không còn, người năm xưa cùng hắn nhất thống đại hạ gần như đều không còn, thay vào đó là những bóng người xa lạ, những người này không chỉ chiếm đại hạ hoàng cung, còn đang tìm kiếm cái gì, dường như muốn tìm được bảo tàng trong hoàng cung, tần vấn thiên nghe một hồi liền biết bọn họ là ai, không ngờ là nhân vật thế lực cấp đại bá chủ từng phụ thuộc vào đại hạ hoàng cung, các ngươi đang làm cái gì, tần vấn thiên lạnh lùng nói, cuộn sạch thiên địa, bao phủ toàn bộ đại hạ hoàng cung, trong nháy mắt từng bóng người nhanh như chớp bay ra rất nhiều người lập tức biến sắc khi bọn họ nhìn thấy tần vấn thiên hiển nhiên nhận ra tần vấn thiên tần vấn thiên một lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn chằm chằm ở đó tần vấn thiên bước chân một cái một kiếm khí từ trên người hắn bạo phát ra trong phút chốc xuất hiện kiếm quan khủng khiếp dưới chân hắn chỉ trong nháy mắt từng tòa kiến trúc bị xé thành mảnh vụn hóa thành bụi kiếm khí đó càng quét trên mặt đất mặt đất xuất hiện từng vết nứt kiếm uy khủng khiếp lập tức bao phủ đại hạ hoàng cung tất cả mọi người hình như đều cảm nhận được thiên uy ập tới thân thể từng người không khỏi run lên tần vấn thiên hắn đã trở về mấy người đi ra nói cho ta biết chuyện gì xảy ra tần vấn thiên thản nhiên nắm giữ mạng sống của chúng sinh ngươi muốn biết cái gì chúng ta biết nhất định trả lời có người không lưng nói tần vấn thiên quá mạnh mẽ năm xưa tần vấn thiên chính là nhân vật bọn họ chỉ có thể nhìn không thể tiếp cận huống chi là hôm nay Lúc này, toàn bộ hoàng cung của Đại Hạ hoàng triều đều bị một màn kiếm bao phủ, chỉ cần một ý niệm của Tần Vấn Thiên, tất cả mọi người đều phải tan thành mây khói. Bên ngoài Đại Hạ hoàng cung, vô số người ngẩng đầu nhìn Đại Hạ hoàng cung, ai nấy đều kinh hãi run sợ, không ngờ toàn bộ Đại Hạ hoàng cung mênh mông lại bị một màn kiếm bao phủ bên trong, quá đáng sợ. Ai ở đó? Vô số bóng người từ từ đi về phía Đại Hạ hoàng cung, mang theo lòng kính sợ cường giả thế nào mới có thể trong một ý niệm lấy kiếm khí bao phủ cả tòa hoàng cung trong hoàng cung tần vấn thiên nhìn mọi người lạnh lùng hỏi những người từng trông coi đại hà hoàng cung đang ở đâu đã xảy ra chuyện gì khoảng thời gian trước có cường giả của tinh hà công hội đến tuyên bố với khắp thiên hạ muốn tất cả thành trì xây dựng tinh hà công hội để cung phụng công phá thẳng tới dược hoàng cốc hơn nữa chỉ là đội hình lúc trước của tinh hà công hội sau này bọn họ lần lượt có cường giả đến người của đại hạ hoàng cung sau khi biết được tin tức lập tức biến mất chắc là có người hạ lệnh tránh né tinh hà công hội đại hạ hoàng triều năm xưa chèn ép tinh hà công hội không cho phép tinh hà công hội xuất hiện ở đại hạ có người đáp lại lời của tần vấn thiên mở miệng nói sau này tinh hà công hội đến hạ lệnh treo giải thưởng truy sát người của đại hạ hoàng cung về phần tòa hoàng cung này đã là không thành chúng ta mới đến nơi đây dừng chân xem có thể tìm thấy một vài bảo vật trong đại hạ hoàng cung hay không Tinh Hà công hội có tìm được bọn họ hay không?" Tần Vấn Thiên hỏi. "Chắc là không có, Tinh Hà công hội căn bản không có ý định tự mình ra tay, sau khi bọn họ chiêu cáo thiên hạ liền bắt đầu thu nạp lại đệ tử Tinh Hà công hội, người khắp thiên hạ hưởng ứng tập hợp, xây dựng kiến trúc huy hoàng nhất ở các thành trì khắp thiên hạ, xem như phân hội của Tinh Hà công hội, khiến người thiên hạ đều biết Tinh Hà công hội bọn họ tồn tại như thế nào, bọn họ dường như xem thường người của Đại Hạ hoàng cung." người kia đang nói thì ngừng lại, Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, nói tiếp, vâng, nếu như bọn họ dùng hết sức ứng phó, e rằng lật tay là có thể tiêu diệt hết những cường giả của Đại Hạ Hoàng Cung năm xưa, chỉ giao việc này cho bộ phận thuộc hạ và những thế lực muốn được tranh công, hiện tại Đại Hạ Hoàng tộc năm xưa đã trở thành đối tượng bị mọi người truy sát, có vài lần bị truy sát được, từng xảy ra chiến đấu, chính lúc hắn đang nói. Rất nhiều bóng cường giả khoát trường bào một màu xuất hiện chỗ màn kiếm trên không, Bọn họ nhíu mày nhìn hoàng cung phía dưới, ngoại trừ Tinh Hà công hội bọn họ, thế giới này còn có nhân vật mạnh như vậy sao? Các hạ là ai? Có tiếng nói truyền đến, Tần Vấn Thiên không có nhìn khoảng không, chỉ hỏi người đang nói chuyện, những người này là Tinh Hà công hội phải không? Vâng. Mọi người gật đầu, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt sắc bén đầy sát ý, thân thể của hắn lơ lửng, những người ở xa trong nháy mắt phát hiện màn kiếm bao phủ đại hạ hoàng cung đã động. Cuộn về phía bầu trời giống như cơn sóng hung hăng làm người ta sợ hãi, cuộn sạch bầu trời, trong nháy mắt người của Tinh Hà công hội đều biến sắc, kêu: "Chúng ta là người của Tinh Hà công hội, các hạ là ai?" Tần Vấn Thiên không để ý đến, màn kiếm tức giận cuốn bầu trời, từng đường kiếm quang rơi trên trời, cuốn những cường giả của Tinh Hà công hội, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, lộ ra thần sắc kinh hoàng và chấn động. Không ngờ thế giới này còn có người dám giết cường giả của Tinh Hà công hội bọn họ, không không, từng tiếng gầm thét giận dữ truyền ra, màn kiếm cuốn qua chém chết tất cả chỉ trong nháy mắt. Những cường giả của tinh hà công hội hóa thành bụi trong màn kiếm, tan biến trong hư không, chấn động lòng người. Điều này, tất cả người của Hoàng Cung hơi run rẩy. cũng may Tần Vấn Thiên không có giết bọn họ. Bên ngoài Hoàng Cung, vô số ánh mắt nhìn về phía bên kia, trong lòng dân lên sóng to gió lớn, cảnh tượng như vậy quá mức đáng sợ, cuối cùng là ai? Liền theo sau, bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng người tuấn tú từ từ bay lên trời đứng trên hư không rất nhiều người đều nảy sinh cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú đó dường như đã từng quen biết phía xa có cường giả gào thét lao đến tất cả đều khoác trường bào của tinh hà công hội bọn họ sợ ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước từ xa nhìn tần vấn thiên nói xin hỏi tiền bối là ai tần vấn thiên một giọng nói từ trong miệng tần vấn thiên phun ra giống như sấm sét giữa trời quang chấn động đám người của đại hạ quân chủ đại hạ tần vấn thiên hắn đã trở về người của tinh hà công hội lộ vẻ mặt cứng đờ thân thể của bọn họ lập tức xoay người muốn chạy trốn lại nhìn thấy bóng người của luyện ngục lóe lên nhanh như chớp đi đến sau lưng bọn họ bàn tay vung lên từng ánh lửa luyện ngục cuốn qua những bóng người đó lập tức bị thiêu đốt thành hư vô chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết ta tần vấn thiên không cho phép đại hạ này không cho phép thiên hạ này có sự tồn tại của tinh hà công hội, trước kia như vậy, sau này vẫn vậy, từ nay trở đi, người thuộc tinh hà công hội, giết không tha. Một giọng nói cuốn thiên địa, giống như tiếng sét cuồn cuộn, bao phủ khu vực vài trăm dặm ở bên trong. Giây phút này, vô số người ngẩng đầu nhìn đại hạ hoàng cung, trong lòng bọn họ đột nhiên run rẩy điên cuồng. Ta, tần vấn thiên không cho phép đại hạ này, không cho phép thiên hạ này có sự tồn tại của tinh hà công hội, trước kia như vậy, sau này vẫn vậy từ nay trở đi người thuộc tinh hà công hội giết không tha tần vấn thiên đã trở về quân vương đại hạ đã trở về thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của tinh hà công hội hay là thiên hạ của tần vấn thiên cơ thể của tần vấn thiên lơ lửng trên hư không hắn ngỡ ngàng nhìn xung quanh nhất thời lại không biết nên đi hướng nào để tìm kiếm tuy hiện tại tốc độ của hắn cực nhanh nhưng đi tới mỗi một nơi trong thế giới căn bản này đó chính là thắng tấp đi tới biết được điểm đến nhưng muốn ở trong thế giới mờ mịt tìm ra một người cảnh giới hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ trừ khi là tồn tại tiên vương cảnh siêu cường tiên niệm khổng lồ vô số lần hơn nhân vật tiên đài đứng ở trong bầu trời có thể lấy tiên niệm bao trùm toàn bộ thế giới căn bản luyện ngục tần vấn thiên mở miệng nói chủ nhân luyện ngục đi lên trước nàng giống như có thể cảm nhận được tâm trạng của tần vấn thiên khuynh thành nàng nhận biết ngươi ngươi tới trên không trung hóa thân thành chu tước phóng ra lửa luyện ngục, bay lượn trên không trung, nếu như khuynh thành nhìn thấy được nàng sẽ biết ta đã trở lại rồi, tần vấn thiên nói với luyện ngục, được, luyện ngục gật đầu, tiếp theo đó ngân một tiếng dài, thân thể phóng lên trời, ở trong không trung thân thể của nàng ta đột nhiên trong nháy mắt hóa thành chu tước luyện ngục, xông thẳng lên trời, ngọn lửa phun đầy trời, ở phía xa mọi người nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng chấn động, đó là tiên yêu chu tước, tiểu tử, ngươi hóa thân thành kim sĩ đại bằng, đi tìm kiếm ở sở quốc, nếu như tìm được thì báo với ta. Tần Vấn Thiên nói với tiểu tử đang đậu trên đầu vai hắn, được, tiểu tử lúc này cũng rất linh lợi, thì thào một câu cơ thể liền vọc ra ngoài. Ông, cùng phong gào thét, cơ thể của nó hóa thành kim sĩ đại bằng, vội vàng bay nhanh về phía sở quốc, đây, nhìn thấy cảnh tượng này mọi người không nói được gì, quân chủ ngày xưa của đại hạ Tần Vấn Thiên quay về, hai yêu thú bên cạnh hắn đều hóa thân thành đại yêu. Tinh Hà công hội của đại hạ ở nơi nào?" Tần Vấn Thiên nhìn người trong hoàng cung đang ở phía dưới hỏi. "Cách nơi này không xa, theo hướng tây bắc." Có người nói, Tần Vấn Thiên quay người, đạp bước ra, từng bước giống như kéo dài qua hư không, đi về phía tây bắc, không qua bao lâu tiên niệm của hắn bao trùm phía dưới, nhìn thấy tòa kiến trúc cao vút, còn rộng rãi khoáng đạt hơn hoàng triều đại hạ, đó chính là Tinh Hà công hội. Lúc này đám người của Tinh Hà công hội hơi khẩn trương, bọn họ nhìn về phía chớp nháy bên ngoài giống như chuẩn bị rời đi, trước đó giọng nói cuồng ngạo kia của Tần Vấn Thiên vang vọng trong đất trời, bọn họ biết Tần Vấn Thiên đã trở lại rồi, Tinh Hà công hội của đại hạ chẳng qua chỉ là phân hội, không ai đối phó được Tần Vấn Thiên. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng đột ngột hạ xuống, trực tiếp rơi xuống trên không trung của Tinh Hà công hội, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía trước. Tần Vấn Thiên phát hiện người của Tinh Hà công hội tuy chuẩn bị rút lui, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả ở đây dễ nhận thấy đó là khách ở khu vực khác đến đây tinh hà công hội lấy phong thái tối thượng bắt đầu càng quét toàn bộ thế giới căn bản cường giả của các nơi đều ào ào gia nhập vào bên trong tiên niệm của tần vấn thiên lướt qua hắn nhìn thấy lệnh treo giải thưởng của tinh hà công hội tức giận tung bay điên cuồng múa trên không trung treo giải thưởng thật cao giúp nhân vật chủ yếu của hoàng thất tiếp nhất cũng treo thưởng một món thần binh ngũ giới tinh hà công hội không hổ danh tự có điện luyện khí của mình thật sự quá xa xỉ trong lệnh truy nã treo giải thưởng, bất ngờ lại có Dược Hoàng, Thanh Mai Tiên Tử và những người khác, thậm chí còn có Diệp Thanh Vân, Âu Dương Cùng Sinh, Mạc Khuynh Thành không thiếu một người nào, toàn bộ đều được treo giải thưởng trong lệnh truy nã. Trong đó giải thưởng của Dược Hoàng và Mạc Khuynh Thành là cao nhất, cường giả tiên đài của tinh hà công hội kinh thường việc tự mình đi truy sát, chỉ cần giải thưởng này được phát ra, với loại giải thưởng khủng bố như vậy đủ khiến cho toàn bộ người của thế giới căn bản đi tìm kiếm truy sát thanh mai tiên tử và những người khác bọn họ không còn chỗ ẩn thân sớm muộn sẽ bị bắt chỉ có một con đường chết thậm chí cũng không cần tinh hà công hội tự ra tay lệnh truy nã treo giải thưởng này cũng giống như thủ đoạn lập uy của tinh hà công hội chắc hẳn lúc này đã xuất hiện trong mỗi phân hội của tinh hà công hội ở thế giới căn bản này ông cơ thể tần vấn thiên tiến về tiếng phía trước kiếm khí trên người cuốn sạch đất trời những nơi nó đi qua chỉ nhìn thấy trên người những cường giả khoác trường bào của tinh hà công hội ngã xuống phía dưới, trực tiếp bị kiếm giết chết, vô số người ngẩng đầu nhìn cảnh tượng bên này, đôi mắt bọn họ nhìn chầm chầm vào cảnh tượng chấn động kia. Tần Vấn Thiên đứng trên đỉnh tinh hà công hội, từ trên người hắn, một luồng kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ cuốn qua, bao trùm toàn bộ tòa tinh hà công hội cao chót vót, trước mặt mọi người trường bào của Tần Vấn Thiên không có gió thổi cũng tự động bay phấp phới trên không trung hắn giống như một vị sát thần tinh hà công hội phát lệnh truy nã trọng thưởng để giết chết bằng hữu thân thích của hắn chớp mắt khi nhìn thấy được lệnh treo thưởng này tinh hà công hội và tần vấn thiên đã đứng ở thế đối lập tuyệt đối có thù hận sinh tử không cách nào hóa giải tinh hà công hội muốn tính mạng của tất cả bằng hữu thân thích của hắn bao gồm thê tử mạc khuynh thành của hắn kiếm khí cùng bão cuốn qua âm thanh suy suy truyền ra kiếm khí ngập trời kia cuốn qua kiến trúc của tinh hà công hội mọi người nhìn thấy cả tòa tinh hà công hội đang bị xé rách, từng đường kiếm khí điên cuồng xé rách chém chết, luồng gió lúc đó càng ngày càng đáng sợ đối với tinh hà công hội của đại hạ mà nói đây là trừng phạt diệt vong. dưới chân tần vấn thiên, tinh hà công hội bị xé rách hủy diệt từng tất một, không ngờ lại hóa thành một đống bụi, vô số hạt căn bản lay động trong hư không. tòa tinh hà công hội nổi lên huy hoàng chưa được bao lâu đã trở thành lịch sử, hóa thành các bụi bay trong gió. thân hình tần vấn thiên lóe lên trong phút chốc liền biến mất ở nơi này đám người ở phía xa chăm chú nhìn vào tòa tinh hà công hội biến mất kia linh hồn cũng giống như đang run rẩy đại hạ quân chủ quay về ngọn lửa thù hận sẽ thiêu đốt toàn bộ thế giới sao còn may ta không gia nhập vào tinh hà công hội có người âm thầm cảm thấy may mắn một số người từng muốn tham gia vào tinh hà công hội nhưng bị từ chối kia chỉ cảm thấy toàn thân đã ướt đẫm từ lâu chính vào thời khắc trước khi tần vấn thiên đến bọn họ còn phong tinh hà công hội mới nổi dậy kia thành thánh địa, thành bá chủ mới của thiên hạ, không ai có thể chống lại, vào tinh hà công hội là đại diện cho vinh quang tối thượng, nhưng không có ai nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát. Những người đã gia nhập tinh hà công hội bộ dáng cao ngạo kia trong một khắc đó sẽ tuyệt vọng như thế nào, tần vấn thiên đã sai sao? Không có ai cảm thấy như vậy, cho dù lúc nãy hắn hóa thành sát thần nhưng bọn họ cũng có thể tưởng tượng được sự căm phẫn trong lòng tần vấn thiên người đã từng là quân chủ của đại hạ chính là nhân vật truyền kỳ thống nhất đại hạ thậm chí toàn bộ thiên hạ lúc hắn quay trở về nhìn thấy tinh hà công hội phát lệnh truy nã treo giải thưởng lớn muốn giết chết tất cả bằng hữu thân thích của hắn có thể tưởng tượng được trong lòng hắn bừng lên lửa giận như thế nào những người gia nhập tinh hà công hội kia cũng nên hiểu rõ một khi bọn họ lựa chọn gia nhập vào công hội thì tất nhiên sẽ đứng về phía đối lập tuyệt đối với tần vấn thiên quân chủ ngày xưa của đại hạ. Trên bầu trời của hoàng triều đại hạ, một con chu tức phóng ra ánh sáng đỏ ngập trời, bay lượn xung quanh cương vực bao la bát ngát của hoàng triều đại hạ, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn chầm chầm phía dưới, nàng biết tần vấn thiên đang lo lắng, cho dù đạp bước khắp mỗi tất đất của hoàng triều đại hạ nàng cũng phải tìm ra mạc khuynh thành, tần vấn thiên cũng không dừng lại, sau khi hắn rời khỏi khâm châu thành liền chạy thẳng về phía yêu châu thành hắn muốn tiến về nơi mà thanh mai tiên tử từng dừng lại như vậy sẽ có cơ hội tìm được thanh mai tiên tử chỉ có điều hiện giờ tinh hà công hội phát lệnh truy nã thanh mai tiên tử nên tất nhiên bọn họ phải trốn ở nơi không ai biết bên ngoài yên châu thành tiên trì cung năm đó tần vấn thiên muốn đi xem thử đây là một tòa thành ở trong dãy núi rừng cây ung tùng thậm chí có rất nhiều yêu thú sống ở đây Lúc Tần Vấn Thiên đến Tiên Trì cung hắn lại thất vọng, không có bóng dáng của Thanh Mai tiên tử, chỉ có điều lại có dấu vết chiến đấu xung quanh đều bị phá hủy. Ông Cơ thể Tần Vấn Thiên trực tiếp biến mất tại chỗ này, tiếp tục đi về phía khác, lần này hắn chuẩn bị đi đến Thương Vương cung, nơi khởi nguồn của sự phục hưng, Thanh Mai tiên tử có thể dừng chân ở bất cứ nơi nào. Ở một chỗ vô cùng bí ẩn của hoàng triều đại hạ, có một rừng trúc xanh biếc, nơi đây xây không ít gian phòng nhỏ giống như một bộ lạc ẩn đời đơn giản, trong rừng trúc, ở một nơi có không ít bóng người đang tập trung, trong đó có một người thân hình rất béo nằm trên đất, thì thào, những ngày trốn tránh như thế này tới bao giờ mới kết thúc đây, chịu không nổi rồi. Chỉ nhìn thấy một mỹ nữ trên người mặc áo màu đó, đang ở bên cạnh nhìn hắn nằm trên mặt đất mỉm cười, không có, có thể ngày nào cũng nhìn thấy sư tỷ thì ta đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Tên béo nhìn thấy nụ cười của mỹ nữ kia liền rùng mình, phải không? vậy ta muốn từ từ tâm sự với huyền tâm, nữ tử cười nói, tỷ, tỷ hãy tha cho ta đi, thân thể tên béo run rẩy, hứ, một tiếng kêu yêu kiều truyền tới, trong rừng trúc lại có mấy người đi đến, trong đó có một người dáng vẻ phong lưu phong khoáng, bên cạnh có hai vị mỹ nhân, có một người trong đó chính là huyền tâm đi về phía tên béo nói, phàm lạc, mọi người chúng ta đã thương lượng xong rồi, ngày mai ngươi ra ngoài thăm dò tin tức, không nên đào hố hãm hại chồng như thế chứ thịt béo trên người hắn run rẩy. Tên béo đáng chết này, đây chính là chuyện lớn, an toàn của chúng ta đều ở trên tay ngươi đấy. Âu Dương đi tới, cười nhìn tên béo nói, bỏ đi, ta cảm thấy tạm thời bọn họ vẫn không thể tìm ra được nơi này. Cẩn thận vẫn tốt hơn, không ít tiền bối đã bị thương rồi, nếu như lại bị truy sát mấy lần nữa, sợ là chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Vẻ mặt của Âu Dương cùng sinh cũng trầm xuống, thiên hạ rộng lớn, nhưng hiện giờ giống như không có chỗ nào cho bọn họ đi. Hiện tại thậm chí bọn họ đã chặt đứt tình báo bên ngoài, chính là vì không để cho người khác theo dõi, bọn họ hiểu rõ toàn bộ người trong thiên hạ đều đang nhìn chầm chầm vào mình, mỗi người đều bị phát lệnh truy nã trọng thưởng. Nghe nói tiểu tử kia đã từng ở chỗ này dưỡng thương, Thanh Nhi ở đây chăm sóc hắn rất lâu, thế lực cũ của thương vương cung tập trung ở nơi này, hiện tại cũng không biết tiểu tử đó ở tiên vực như thế nào rồi. Tên mập ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, các ngươi nói, rốt cuộc tiên vực cách thế giới căn bản có xa không? Ai biết được, đều nói rằng tiên vực mênh mông vô tận, sợ là hắn trở về không được rồi. Âu Dương cùng sinh than thở. Đúng vậy, cho dù hắn đến cũng vô dụng thôi, ai ngờ được thế lực của tinh hà công hội mạnh như vậy, xem ra những huynh đệ này của chúng ta đời này là không gặp được. Phàn lạc thở dài một tiếng, hai tay lóc dưới đầu, nhìn hư không đờ ra cũng không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao cương đình ở bên cạnh âu dương cười nói năm đó không phải xảy ra rất nhiều kỳ tích sao không đến phút cuối cùng ai cũng không biết được phó thác cho trời đi ta đây làm sư tỷ bị tiểu tử hỗn đản kia hại thảm đời này quá vất vả cũng không biết đến lúc nào có thể được hưởng hạnh phúc nhược hoang ở bên cạnh thì thào tuy đang than phiền nhưng nghĩ tới tên tiểu tử đó trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo ánh sáng khác thường dường như đang nở nụ cười vui vẻ tuy rằng những người này đang chuyện trò vui vẻ với nhau nhưng ai cũng biết lần này bọn họ phải đối mặt với chuyện gì tinh hà công hội với phong thái của một giáo chủ tuyệt thế vô song hạ xuống thế giới căn bản thống trị thiên hạ khắp thiên hạ không ai dám không tuân theo hơn nữa còn có lệnh treo thưởng đầy hậu hĩnh được ban ra rằng mỗi một thủ cấp của bọn họ đều sẽ là một khoản tiền lớn phải biết rằng dược hoàng cốc chính là nơi lưu lại rất nhiều ý niệm tiên nhân của cường giả tiên đài chuyện này vốn không muốn để ai biết nhưng lúc tinh hà công hội hạ xuống đánh trọng thương Dược Hoàng, ý niệm tiên nhân của Dược Hoàng Cốc xuất hiện, không ngờ căn bản không chấn áp được tinh hà công hội, mà bọn họ còn trực tiếp xóa sạch những ý niệm tiên nhân này, nói cho chủ nhân tiên niệm biết, không nên xen vào việc của người khác, sau đó hủy diệt Dược Hoàng Cốc. Đối mặt với thế lực như vậy, hiện tại bọn họ chỉ có thể thoi thóc thở, hiện giờ, chẳng qua chỉ là tìm vui trong đau khổ mà thôi, sư tỷ chờ ta thành tiên, nhất định để người được hưởng phúc, phàm nhạc bàn tử nhìn nhược hoang nói chờ ngươi thành tiên nhược hoang biểu môi cười mọi người xung quanh cũng đều mỉm cười ầm uhm, đột nhiên dưới mặt đất chấn động dữ dội hình như có tiếng sét nổ vang trong ánh mắt lạnh lùng của âu dương cùng sinh lóe lên tia sáng sắc bén trốn ở chỗ này đều là âm hồn bất tán khắp thiên hạ này sợ rằng không còn nơi nào có thể ẩn náu được nữa bàn tử mắt hiếp lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng chỉ có điều được quen biết các ngươi cũng tốt nhất là tên khốn tiểu tử kia, nhưng đáng tiếc, có khả năng không gặp được hắn lần cuối. Nhược Hoang cười khanh khách, chỉ có điều ánh mắt lại hơi đỏ lên, cường giả bọn họ có không ít người đã bị thương, lần này lại không biết sẽ gặp phải sự công kích như thế nào. Mọi người đều đứng dậy, trời đi về phía bên ngoài ánh chớp lập loè, cảm giác lạnh lẽo trên người bọn họ truyền ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bên ngoài rừng trúc, Thanh Mai tiên tử cùng cường giả khắp nơi đều có mặt thủ hạ của của Hoàng Triều Đại Hạ cùng thế lực thủ hạ trước đây của Cung Thương Vương, thế lực của Điện Huyền Âm đều xuất hiện, bọn họ dẫn đầu cường giả khắp nơi chuẩn bị nên đón kẻ địch, tiếng nổ vang không ngừng khắp bốn phương, bọn họ bắt đầu bao vây tiêu diệt các cường giả, không ẩn nấp mà trực tiếp phát động công kích mạnh mẽ, phá bỏ mai phục bên ngoài, một cách nhanh chóng tiêu diệt đám người trong tầm mắt. Chỉ thấy khắp nơi người ngựa trùng trùng điệp điệp vây giết, trong bọn họ chỉ có số ít người là người tinh hà công hội muốn lập công, phần lớn đều là đến từ các phe cường giả, đều muốn lấy đầu của những người kia để lập công lĩnh thưởng. Thanh mị tiên tử, các ngươi còn muốn chạy trốn tới nơi nào, chỉ thấy một tràng tiếng cười truyền đến, bóng dáng thanh mị tiên tử xuất hiện, người nhìn đám người đối phương, xem ra người đi dò đường bị bắt giết rồi, đó là những người trẻ tài giỏi kiệt xuất trong hoàng cung của bọn họ, đã bỏ mạng ở bên ngoài, từ khi lệnh treo thưởng được ban bố, bọn họ không ngừng giảm bớt trong số các ngươi có rất nhiều người từng dưới sự quản lý của đại hạ hoàng triều ta thậm chí là năm đó đã thần phục thế lực cấp bá chủ những năm gần đây hoàng triều tiếp đãi các ngươi không tệ không ngờ các ngươi lại gia nhập vào bên phía truy sát thần sắc thanh mị tiên tử lạnh lùng thanh mị người thức thời mới là trang tuấn kiệt sinh tồn hậu thế chúng ta đương nhiên thuận theo tình hình chung chỉ thấy một lão nhân mở miệng nói chính là nhân vật đứng đầu thần phục thế lực cấp bá chủ đại hạ trước đây vô sĩ thanh mị tiên tử lạnh như băng nói vô sĩ người kia cười lạnh nói qua nhiều năm như vậy thanh mị tiên tử thật đúng là vẫn giữ phong thái cũ mị lực vô song ta còn chưa từng được thưởng thức mùi vị yêu nữ hắn vừa dứt lời rất nhiều người liền cười gằn còn đám người của thanh mị tiên tử thì tức giận ngập trời liền muốn xông qua không nên tức giận mà kết trận bọn họ đang cố ý chọc giận các ngươi đừng để loạn đầu trận tuyến thanh mị tiên tử mở miệng nói các cường giả đại trận doanh đều gật đầu, kết làm đại trận, bọn họ mặc dù có thể sống sót qua trận đuổi giết không ngừng, dựa vào lực lượng quần thể, bọn họ là hoàn chỉnh, còn đối phương là người của các thế lực lớn, không có cách nào hợp nhất, không có lực lượng trận pháp. Ha ha, thanh mỹ tiên tử tuy rằng hơi lớn tuổi, phong thái đẹp để lại có tài văn chương, nên để cho các lão nhân này hưởng dụng, những nữ đệ tử còn lại của điện huyền âm như, Vân Mộng Di, Khương Đình, Nhược Hoang, Bạch Lộc Di các nàng, cũng đều là mỹ nhân hiếm có các người không nên giết chết phế tu vi là được những mỹ nữ này phải giữ lại chậm rãi mà hưởng dụng một giọng nói tà ác vang lên cố ý chọc giận mọi người phía đối diện nhiễu loạn tâm trí các nàng khiến cho các nàng tự loạn đầu trận tuyến quả nhiên lời nói này vừa dứt rất nhiều nữ tử đều lộ ra vẻ lạnh lùng chỉ hận không thể lập tức tự mình xông tới chém chết tên nói chuyện vừa rồi các vị nếu muốn muốn sống sót hãy dùng chút thực lực vây đến đây một người của Tinh Hà công hội hạ lệnh, lập tức mọi người đều bao vây lại, vừa đánh vừa lui. Ánh mắt Thanh Mị tiên tử lạnh băng nói, các ngươi cho rằng lần này vẫn có thể rút lui được? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phía sau mọi người liền có từng khí tức cường đại phóng lên cao, Thanh Mị tiên tử quay đầu nhìn lại, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bọn họ tập trung tất cả lực lượng lại mà không chia ra, chính là vì phòng ngừa từng tốt bị đánh bại, đủ hợp sức đánh một trận bọn họ vẫn đánh giá thấp về rất nhiều tên bỉ ổi, năm đó lúc bọn họ khống chế đại hạ, toàn bộ hoàng triều nào ai dám không theo, hiện tại bọn họ sa sút toàn bộ đại hạ vô số người tạo phản, gia nhập vây giết quần thể của bọn họ, thậm chí, bên trong số bọn họ còn xuất hiện kẻ phản bội, khó trách các ngươi có thể tìm tới nơi này nhanh như vậy. Thanh Mỹ tiên tử nhìn những bóng người phía sau vốn từng là người một nhà, thiên tuyệt minh, một trong bốn thế lực lớn nắm giữ quyền lợi của đại hạ khi tần vấn thiên đóng đô đại hạ vấn thiên trước đây cho các ngươi quản lý đại hạ và huyền âm điện cùng khương gia hưởng thụ quyền lợi ngang nhau mấy năm nay các ngươi huy hoàng không nghĩ tới các ngươi sẽ làm phản giọng nói của thanh mị tiên tử rất lạnh thanh mị thuận theo thời thế mới là thiên tuyệt minh ta trước đây chúng ta cũng chỉ thuận theo thời thế đứng về phe tần vấn thiên hiện tại thời thế thay đổi tần vấn thiên đã trở thành quá khứ Tinh Hà Công hội nắm giữ thế giới này, Thiên Tuyệt Minh không thể diệt vong, đừng trách chúng ta. Minh chủ Thiên Tuyệt Minh mở miệng nói, một kẻ phản bội cũng có thể nói đường hoàng như vậy sao? Điện chủ huyền âm điện lạnh giọng nói, Thiên Tuyệt Minh không thể hủy ở trong tay ta. Thiên Tuyệt Minh Minh chủ đáp lại, ngươi không sợ sẽ có một ngày tần vấn thiên trở về, lúc biết được Thiên Tuyệt Minh ngươi làm phản, hắn sẽ báo thù sao? Bóng dáng vân mộng di chói lòa, mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào các cường giả Thiên Tuyệt Minh nói đừng hy vọng, ngươi xem thiên hạ này đi, cho dù tần vấn thiên nghịch thiên, hắn cũng không lật trời được. Đại minh chủ thiên tuyệt minh hiên ngang lẫm liệt nói, hoàn toàn không hổ thẹn với thân phận kẻ phản bội của mình. Mọi người càng tuyệt vọng hơn, thực lực hai bên vốn có sự chênh lệch lớn, hiện tại bên trong lại xuất hiện kẻ tạo phản, không có lực xoay chuyển trời đất. Lần này thật sự chạy không thoát sao, Bạch Lộc Di vẫn xinh đẹp tuyệt trần như xưa, dung nhan đơn thuần, dáng người đầy đặn, khiến người ta thèm nhỏ giải trên gương mặt nàng lạnh như băng lúc này lại thêm một chút tuyệt vọng không nên nản chí tiểu di ta sẽ yểm hộ muội muội nhất định phải xông lên đại ca của bạch lộc di bạch lộc cảnh mở miệng nói chỉ có điều những lời này lại dường như chưa đủ lo lắng nếu hắn ở đây thì tốt rồi bạch lộc di mỉm cười bạch lộc cảnh nhìn muội muội của mình trong lòng thầm than xem ra nha đầu kia vẫn không quên được tên kia giống như năm đó lúc từ biệt tần vấn thiên bạch lộc di gặp được một nam nhân như tần vấn thiên thì thế giới đơn thuần này còn ai được nàng để mắt đến nữa đừng nghĩ nữa hắn làm sao có thể xuất hiện bạch lộc cảnh cười gượng nói đúng vậy đời này không còn có thể gặp lại nữa bạch lộc di mỉm cười hình như nhớ tới thời gian đầu ở bạch lộc thư viện cùng với tần vấn thiên tu hành thần văn tuy rằng vô duyên nhưng nhận thức được bản thân cũng tốt đẹp mặc dù có chút tàn khốc các ngươi nếu thức thời cũng sẽ không có kết cục như hôm nay còn đang trong mong tần vấn thiên trở về, đây là chuyện nực cười tới mức nào. Minh chủ thiên tuyệt minh tiếp tục mở miệng nói, hiển nhiên, hắn hiện tại, cần phải lấy lòng tinh hà công hội, không nên ghi thù về sau, dù sao bọn họ cũng từng là thế lực thủ hạ cũ của đại hạ Hoàng Triều. Vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên lại vang lên, âm thanh không lớn, lại rõ ràng rơi vào tai tất cả mọi người, khiến cho trong lòng của mọi người chợt run rẩy. Ai? minh chủ thiên tuyệt minh ngẩng đầu nhìn về phía tám phương không có ai cũng không có một chút sinh khí nào ngươi cứ nói đi giọng nói này hư vô mờ mịt dường như người nói còn đang ở một nơi rất xa chỉ là âm thanh đã tới trước sắc mặt minh chủ thiên tuyệt minh không ngừng biến đổi nhìn vào hư không nói giả thần giả quỷ cút ra đây hắn vừa dứt lời phía xa đột nhiên lại có một tiếng gió thổi rất nhỏ vang lên ánh mắt bọn họ di chuyển qua lập tức nhìn thấy được một đạo tàn ảnh với tốc độ rất nhanh ánh mắt của bọn họ cũng không thể nhìn thấy rõ ràng ầm um, cuồng phong lướt qua đám người ở hai bên tàn ảnh kéo dài hợp lại làm một hóa thành một bóng người thanh niên tuấn giật vô song trên thân hắn mặc một bộ trang phục màu trắng mái tóc dài lay động toàn thân lộ ra một khí thế không ai bì nổi thoát tục siêu phàm hắn tùy ý đứng một chỗ dường như toàn thế giới chỉ có một mình hắn mà thôi giờ phút này cả không gian trở nên yên tĩnh minh chủ thiên tuyệt minh đang nói nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng bóng người tuấn giật này, thân thể hắn run rẩy, hai chân mềm nhũng, sao có thể như vậy được, tại sao hắn lại trở về, đám người thanh mỹ tiên tử chớp mắt nhìn tần vấn thiên, tất cả ánh mắt lại đều hướng về nơi đó, đôi mắt đẹp của bạch lộc di lóe sáng, hình như có chút không dám tin, vân mộng di nhìn thấy được bóng dáng kia cũng thất thần, không ngờ hắn đã trở về, nhược hoang đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt đỏ lên, nhỏ giọng mắng, tiểu tử thối, rất đúng giờ giọng nói của nàng phá tan không gian im lặng, phàm nhạc chữ nhỏ một tiếng, khốn khiếp, thế cũng được sao? Âu Dương, bàn tử ta không có nhìn nhầm chứ, không, là hắn đã trở về, Âu Dương cùng sinh và Khương Đình đều cười, nhìn thấy tần vấn thiên dường như nhìn thấy chỗ dựa, hắn vẫn luôn là trung tâm của những người này, hắn vừa xuất hiện, hình như tất cả khó khăn đều có thể được giải quyết dễ dàng, đây là một tên chuyên sáng tạo ra kỳ tích, hắn là ai? Có người tinh hà công hội lạnh lùng nói, hắn nhìn thấy được thân thể nhân vật thế lực bá chủ đại hạ bên cạnh đang lui về sau sắc mặt không khỏi lạnh lùng tần vấn thiên người kia nhỏ giọng nói một câu sắc mặt có chút khó xử trước đây tần vấn thiên đã mạnh đến mức không tưởng hắn giờ đây sợ rằng không có ai có thể đối phó được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha